Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 61. Và truyện chỉ được phát hành duy nhất trên trình duyệt YouTube, đó là kênh MC Tiến Phong. Nếu các bạn ủng hộ và yêu mến bộ truyện này cũng như giọng đọc của Phong thì các bạn hãy vào YouTube kênh MC Tiến Phong để có thể được nghe những tập truyện mới nhất mà Phong đọc. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện. Vương Đạo Chí Tôn, tập 61. Long Tiên Trấn, Đại Trạch Vương gia. Tình hình nổ tung thủy tinh vừa rồi của tòa cao ốc thần vương đã bị đệ tử ma giáo nơi này biết được. Không chỉ có đệ tử ma giáo, đệ tử chính đạo ẩn giấu trong Long Tiên Trấn cũng nhìn thấy rõ ràng. Tại ban công Đại Trạch Vương gia, Trường Chính Đạo vội vàng chạy đến, vừa vặn nhìn thấy nơi này đứng một đám đệ tử chính đạo. Hả? Thiết Lưu Vân, còn có Triệu Tứ của Tương Thốn Tông, các người vì sao đều đến Đại Trạch Vương gia? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Không phải vì nghe nói ngày mai Ma Tôn sẽ đến hội trường Đại hội Long Môn chuẩn bị chạm đầu người phản bội sao? Có rất nhiều đệ tử chính đạo lén lén biết xem, tầm nhìn chỗ Đại Trạch Vương gia khá là tốt, chúng ta thường xuyên tới, tự nhiên tới nơi này nhìn xem. Thiết Điều Vân giải thích. Hơn nữa ngày mai tòa cao ốc thần vương mới của Vương huynh đệ sẽ khai trường, cho dù là vì giám thị tòa cao ốc thần vương của Ma Đạo không mời chúng ta tham gia, chúng ta cũng muốn đến xem lễ. Triệu Tứ, ta nhớ rõ Tương Thốn Tông các người không phải là gây loạn ở bên ngoài Thiên Lang Tông sao? Người sao lại ở đây? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Còn không phải do lão Mạc Tam Sơn kia vẫn cứ trốn trong nhà không chịu ra ngoài sao? Nói đến chuyện này ta liền tức muốn chết. Thiết Điều Vân, Thiên Lang Tông các người có ý gì vậy? Triệu Tứ trừng mắt nhìn Thiết Điều Vân. Nếu không phải hai người là bạn tốt nhiều năm, Triệu Tứ đã sớm liều mạng với Thiết Điều Vân. Ta cũng không biết, ta là người của Nam Lang Điện, không thân với Tây Lang Điện Mạc Tam Sơn. Thiết Liêu Vân lập tức đùn đẩy trách nhiệm. Mạc Tam Sơn gây chuyện không chịu thừa nhận, chúng ta đi tìm hắn giằng co, hắn còn trốn ra ngoài, còn để người khác vu tội Vương huynh đệ, vu oan giáo họa như vậy, cho rằng bọn ta bị mù sao? Là Vương huynh đệ vu tội hắn sao? Chỉ cho phép hắn làm, không cho phép người khác nói sao? Triệu Tứ trừng mắt nói. Có ý gì? Thiết Liêu Vân khó hiểu nói. Về mặt Triệu Tứ thống khổ. Mấy ngày trước, một sư đệ trốn ra khỏi Ma Long Đảo nói hắn quá chén với hạ thủ Tây Lang Điện Mạc Tam Sơn, không biết có làm chuyện gì liên lụy đến Vương Khả hay không. Kết quả ngày hôm sau ở bên ngoài truyền ra, nội gian Mạc Tam Sơn này hoàn toàn là Vương Khả vu tội, nói chúng ta đều bị lừa. Thối lắm, đây rõ ràng là tin tức Mạc Tam Sơn truyền ra, Vương Khả cái gì cũng không nói, là tự mình chúng ta đoán là Mạc Tam Sơn. Sư đệ uống say kia đã bị chúng ta thóa mạ một trận, uống rượu khiến Vương huynh đệ bị vạ lên làm gì, tức chết ta mà. Mạc Tam Sơn hất nước bẩn Vương Khả. Sắc mặt Thiết Lưu Vân khó coi một trận. Chỉ có Trường Chính Đạo không nói lời nào. Trường Chính Đạo thân với Vương Khả nhất, chiêu thuật hất nước bẩn này giống thủ pháp của Vương Khả. Ta cái gì cũng không biết. Đúng vậy, cho nên ta chuẩn bị mượn cơ hội đến nói xin lỗi với Vương huynh đệ. Chỉ là Vương huynh đệ trong khoảng thời gian này đều ở tòa cao ốc thần vương mới, mỗi ngày chu toàn đám tà ma, ta không biết phải làm sao nói với hắn. Vương huynh đệ thật liều mạng mà. Triệu Tứ thở dài. Vương Khả, hẳn là không nguy hiểm như ngươi nghĩ. Sắc mặt Trường Chính Đạo cổ quái nói. Đoạn thời gian này Vương Khả ở tòa cao ốc thần vương, mỗi ngày hắn đều chơi mặt trược, nguy hiểm cái quái gì. Ầm một tiếng. Ngay lúc này tòa cao ốc thần vương xa xa nổ tung, nhìn thấy Vương Khả cùng cả một đám tà ma bị đánh bay ra ngoài. Tình huống gì vậy? Không tốt, là Vương huynh đệ, hắn bị đánh nhén. Tà ma nào đả thương Vương huynh đệ? Hả? Tà ma đả thương Vương huynh đệ đang đánh nhau với Chu Hồng Y? Làm sao có thể chứ? Là Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn đánh nhén Vương Khả sao? Ở ban công Đại Trạch Vương giả, một đám kinh hô. Xa xa, Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y đuổi theo Mạc Tam Sơn rời đi, nhưng Đại Trạch Vương gia lại bùng nổ. Mạc Tam Sơn đi đánh nhén Vương Khả sao? Vì sao chứ? Thiết Điều Vân kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn chết tiệt, tầm nhãn nhỏ thành như vậy ư? Một câu của sư đệ uống say của ta, hắn đã hận Vương Khả tới tận xương tủy ư? Vậy mà còn đi ám sát Vương Khả. Mạc Tam Sơn chết tiệt này, người trốn chúng ta, không muốn giải quyết vấn đề của chúng ta. Hiện tại Vương Khả chỉ nói một câu công đạo, ngươi liền ám sát Vương Khả sao? Triệu Tứ tức giận nói. Mạc Tam Sơn quá đáng rồi. Một đám người đi theo Triệu Tứ đến nhất thời tức giận nói. Ta phải thông chi các đại tông chính đạo của Thập Vạn Đại Sơn,
Mạc Tam Sơn âm hiểm độc ác, không xứng làm điện chủ Tây Lăng Điện của chính đạo. Ta phải để cho mọi người biết Mạc Tam Sơn làm sao vũ ăn một nghĩa sĩ chính nghĩa. Triệu Tứ căm hận nói. Vương Khả vì trà trộn vào ma giáo cứu đại tử chính đạo, vốn đã cửu tử nhất sinh, Mạc Tam Sơn lại còn dám sắp đau ở sau lưng trực tiếp ám sát sao? Ta cũng nhịn không nổi nữa. Triệu Tứ, ta theo người đi Thiên Lang Tông, mời Trần Thiên Nguyên cắt chức vị điện chủ Tây Lăng Điện của Mạc Tam Sơn, đòi lại công bằng cho mọi người, đòi lại công bằng cho Vương huynh đệ. Tính thêm ta nữa. Nhất thời một trận cuồng phong nhằm vào Mạc Tam Sơn khởi dậy khắp thập vạn đại sơn. Trường Chính Đạo ở bên cạnh nhìn thấy Vương Khả vỗ mông đứng dậy ở xa xa. Vương Khả không hề có việc gì. Vương Khả bây giờ không cần tự khoác lác rồi, ngay cả bị ám sát cũng có thể được nâng lên trời sao? Trường Chính Đạo lộ vẻ cổ quái. Trường Chính Đạo, người đang nói cái gì? Vương huynh đệ khoác lác cái gì chứ? Người hơi quá đáng rồi đấy, còn đang làm tổng giám đốc của công ty Thần Vương mà lại của trách Vương Khả sau lưng, người thật là tệ hại. Đúng vậy, người nhìn danh dự công ty Thần Vương, lần này mua bảo hiểm người tử vong ngoài ý muốn, công ty Thần Vương chịu trách nhiệm cỡ nào chứ? Tiền bồi thường công bố khắp 72 tiên trấn. Hơn nữa, vì để người chết an tâm, công ty Thần Vương còn phụ trách xác nhận mỗi người được lợi. Đúng vậy, còn kinh động đến tông chủ tông môn ta, còn nói tuyệt không thể để bồi thường của anh hùng rơi vào trong tay đạo trích, không thể để anh hùng đổ máu hy sinh mà còn phải rơi lệ, làm cho tông chủ các tông đều trả tiền bồi thường về đúng chỗ, không cho phép sơ suất gì. Bảo hiểm của Vương Khả thực sự là quá tốt đấy, thái độ phụ trách như vậy ta lúc trước còn hoài nghi sao? Hiện tại ta quyết định mua một phần cho tất cả người nhà của ta. Đúng vậy. Trường Chính Đạo, ngươi ở công ty Thần Vương là phúc phần của ngươi, ngươi ở sau lưng của trách Vương Khả, ngươi quá là tệ bạc. Một đám người vừa khen ngợi Vương Khả vừa của trách Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo mặt đen lại. Mẹ nó, phụ trách tiền bồi thường đúng chỗ, còn có tuyên truyền xí nghiệp là ta, các người có biết không? Khen Vương Khả làm cái quái gì? Vì sao lại không khen ta? Tốt lắm, đừng nói nữa. Vương Khả cũng may an toàn rồi, chỉ giật mình một chút thôi. Thiết Tử Vân mở miệng nói. Vương huynh đại trở về cao ốc Thần Vương rồi, trà trộn trong đám tà ma thực là không dễ dàng. Chẳng những phải đề phòng hãm hại của ma giáo, lại còn phải đề phòng ám sát sau lưng của chính đạo nữa. Về sau nếu ai còn tung tin đồn nhảm về Vương Khả, nhất định phải nói cho ta biết, ta tìm hắn lý luận. Một đệ tử chính đạo nói. Còn có ta nữa. Một đám đều gật đầu. Vẻ mặt Trương Chính Đạo cổ quái nhìn đám người này. Mẹ nó, Vương Khả rốt cục cho các người uống thuốc mê gì vậy? Liều mạng không cần tiền thổi phồng hắn vậy? Mọi người kiên nhẫn chờ đến hừng đông. Từ hôm nay càng nhiều đệ tử ma giáo từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, cho nên hội trường đại hội Long Môn rất nhanh tràn ngập đệ tử ma giáo. Đệ tử chính đạo ở trên Long Tiên Trấn càng thêm cẩn thận. Mau nhìn xem, là Ma Tôn, Ma Tôn đến đây rồi. Mọi người ngừng thở, nhìn Ma Tôn đạp không tới, chậm rãi dừng đến chỗ sân thượng tòa cao ốc Thần Vương. Bái kiến Ma Tôn. Vô số đệ tử ma giáo cùng kính bái lạy. Người đầu tiên ma giáo tới, tuy chỉ có một người, nhưng mà thanh thế to lớn không thể so sánh. Trong nháy mắt Ma Tôn tới, hai thân ảnh bay lên tận trời, dừng bên cạnh người này là Chu Hồng Y và Tử Bất Phàm. Cùng nghênh Ma Tôn. Hai người cung kính nói. Trên mặt Tử Bất Phàm lúc này cũng có một loại ý tức giận không thoải mái, ánh mắt u ám nhìn Chu Hồng Y. Chu Hồng Y không dám đối diện, xoay mặt đi. Sao chỉ có hai người các ngươi? Ma Tôn trầm giọng nói. Đột nhiên một con quạ đen xì xì bay đến bên cạnh, đậu trên mặt đất. Bái kính Ma Tôn, thuộc hạ đang tu luyện đến thời khắc mấu chốt, không thể xuất quan, chỉ có thể lấy thân thể quạ đen này yết kiến, Ma Tôn thứ tội. Con quạ đen phát ra thanh âm trầm thấp của nam tử. Ma Tôn nhìn vào mắt quạ đen, âm thanh lạnh lùng nói. Đường chủ đệ nhất, gặp mặt ngươi một lần cũng thực không dễ dàng. Ma Tôn thứ tội. Quạ đen lần nữa cúi đầu thỉnh tội. Ngay khi quạ đen cúi đầu, bỗng nhiên một bàn chân to đạp xuống. Quạ đen tức giận kêu lên, nhất thời né tránh. Vương Khả vội vã tới, thiếu chút nữa đạp lên đầu quạ đen. Hay, nơi này sao lại có một con quạ đen? Ai phụ trách quét dọn nơi này vậy? Quạ đen trà trộn vào mà không nhìn thấy, thiếu chút nữa làm ta ngã. À không, thiếu chút nữa là quấy nhớ đến Ma Tôn đấy. Có biết không hả? Hôm nay là ngày trọng đại của ma giáo, chỉ cho con chim khách bay qua, các ngươi để quạ đen bay tới, không phải là xui xẻo sao? Vương Khả nhất thời khiển trách bọn thuộc hạ cách đó không xa. Ma Tôn, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm sừng sốt.
Vương Khả, người nói ai xui xẻo? Quạ đen vỗ cánh bỗng nhiên mở miệng nói. Vương Khả sừng sốt, quạ đen này có thể nói chuyện á? Đây là phân thân của đường chủ đệ nhất. Ma Tôn trầm giọng nói. Hả? Đệ nhất đường chủ? À, ta nhớ ra rồi, ở Ma Long Đảo ngươi từng xuất hiện. Hay, thật ngại quá, vừa rồi ngươi đậu ở trên mặt đất, ta chỉ nhìn thấy Ma Tôn, không có nhìn thấy ngươi, thiếu chút nữa thì đạp lên đầu ngươi. Thứ lỗi nha. Vương Khả lập tức nhận lỗi. Quạ đen nhìn chằm chằm Vương Khả, ở trong mắt hiện lên bất mãn. Vương Khả cũng không nhiều lời với quạ đen, lập tức quay đầu bái tạ Ma Tôn. Phân Đà Thần Long, Vương Khả bái kiến Ma Tôn. Vừa rồi đang chuẩn bị công việc khai trương tòa cao ốc, không nghĩ đến Ma Tôn đã tới, đến chậm một bước mong Ma Tôn thứ lỗi. Vương Khả lập tức cung kính nói. Ờ. Ma Tôn trầm giọng, hiển nhiên không định trách phạt Vương Khả. Ma Tôn, tầng cao nhất này là phòng của ta, người vừa tới hay là nghỉ ngơi một chút đi. Ta để người ta thông chi mọi người, để cho mọi người chuẩn bị, dù sao ngày hôm nay cực kỳ long trọng. Vương Khả khuyên nhủ. Được. Ma Tôn trực tiếp nói. Chư vị đường chủ, mời. Vương Khả khách khí nói. Khi Vương Khả mời, một đám người đi vào văn phòng của Vương Khả. Làng Tiên Trấn, trong một trạch viện cực kỳ bí ẩn, Mạc Tâm Sơn cuối cùng trốn khỏi bức cung tra tấn của Từ Bất Phàm. Nhưng mà lúc này còn thảm hơn trước. Tuy đã thay đổi bộ xiêm y sạch sẽ, nhưng mà lông tóc hoàn toàn biến mất, trên mặt chỉ cần vết thương bị lôi điện nổ, được mấy thuộc hạ đỡ ngồi trên ghế, hai tay hai chân bó thạch cao cố định lên giá pháp bảo, nhìn tòa cao ốc thần vương ở xa xa. Điện chủ, người không nên cử động, không nên cử động. Thương thế này của người không thể cử động nha. Đúng vậy, nếu người còn động, pháp thuật chữa xương cốt này sẽ hỏng đấy. Chúng ta thật vất vả mới định hình lại được cho ngươi, nuôi dưỡng mấy ngày mới có thể động. Điện chủ cẩn thận đấy. Mấy thuộc hạ đều lo lắng. Mạc Tam Sơn cũng run rẩy cả người, ở trên mặt vừa tức giận vừa tái nhợt. Vương Khả không chết sao? Vì sao? Tối hôm qua hạ độc hắn, đánh hắn cả một trường, ta cũng thảm như vậy ư? Hắn vì sao lại chẳng có chuyện gì xảy ra? Ta còn đun trà lạnh một đêm liền, hắn vì sao còn không có việc gì? Mạc Tam Sơn tức giận run cả người. Long Tiên Trấn, tòa cao ốc thần vương, văn phòng Vương Khả. Ma Tôn, cả lưu trình là như vậy đấy. Đầu tiên là hành hình tất cả người phản nghịch. Hành hình lần này là chuyện lớn ma giáo, đệ tử ma giáo từ bốn phương tám hướng cùng nhau chứng kiến, cũng khiến cho tất cả đệ tử ma giáo hiểu được phản bội Ma Tôn sẽ là kết cục như thế nào. Vương Khả cung kính nói. Ờ. Ma Tôn gật đầu. Đối với cái loại rượu vang Vương Khả dâng lên, tất cả mọi người đều uống vui vẻ. Long Tiên Trấn cũng có một vài đệ tử chính đạo, ta đã thương lượng với Chu Hồng Y đường chủ, không chuẩn bị ra tay cũng khiến cho bọn họ đi chính đạo tuyên truyền một chút. Uy nghiêm ma giáo chúng ta không thể xâm phạm, địa vị của Ma Tôn người không thể nào dao động được. Để cho một vài người chính đạo có ý xấu với người sớm bị tiêu diệt ý tưởng, xem ra cũng như là dọa sợ bọn họ một lần. Vương Khả giải thích. Người lo lắng thật chu toàn. Thanh âm lạnh lùng của quạ đen vang lên bên cạnh. Đa tạ đệ nhất đường chủ khích lệ, có thể trở thành người hành hình mà Ma Tôn chỉ định cũng là vinh hạnh của ta. Vương Khả cười nói. Quạ đen đen mặt. Mẹ nó, ngươi không nghe ra ta châm chọc ngươi à? Ai khích lệ ngươi? Ma Tôn, hành hình xong tiết mục thứ hai, mời người Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm lên đài cắt băng, tới lúc đó Nhấp Thành Thành cũng sẽ tham gia. Vương Khả giảng giải tiếp. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm đều mặt đen lại. Vì sao mỗi lần Vương Khả nhắc đến chuyện cắt băng này, chúng ta đều muốn đấm hắn vậy? Từ từ, cắt băng? Cắt băng cái gì? Quạ đen bất ngờ nói. Phía trước thu được tin tức, không phải là hành hình người phản nghịch sao? Cắt băng là cái gì vậy? Sao ta lại không biết? Là pháp thuật gì à? Vì sao Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm và Ma Tôn lại biết mà ta lại không biết? À, cắt băng chính là cắt băng đấy. Đệ nhất đường chủ, người có hứng thú không? Nếu có thì cùng nhau làm đi. Hai mắt Vương Khả nhất thời sáng lên. Quạ đen sửng sốt. Đệ nhất đường chủ vốn là muốn đáp ứng, dù sao Ma Tôn cũng đã tham gia, ta dựa vào cái gì mà không được tham gia? Nhưng mà Vương Khả nói như vậy, đệ nhất đường chủ theo bản năng cảm thấy trong này nhất định là có vấn đề. Cắt băng là ý gì? Đệ nhất đường chủ trầm giọng nói. Cắt băng?
Tòa cao ốc thần vương thứ hai của Vương Khả sắp khai trương, nhờ chúng ta cắt băng chúc mừng và chúc phúc công ty thần vương của hắn đấy. Chu Hồng Y ở một bên đen mặt lại nói. Đường chủ đệ nhất sừng sốt một hồi. Chỉ như vậy sao? Mẹ nó, là tình huống gì vậy? Chu Hồng Y từ bất phàm phát điên sao? Cắt băng cho cái tòa cao ốc thần vương của Vương Khả? Bảo hiểm kia của hắn ta đã sớm biết chính là lừa đảo, ta còn tưởng là pháp thuật gì cơ chứ. Thì ra là cắt cái băng kia. Lúc trước Thiên Lang Tông cắt băng, bọn Trần Thiên Nguyên, Mạc Tam Sơn đã bị Vương Khả chơi một vỗ. Các người không biết sao? Bây giờ còn đến nữa sao? Còn có thứ này, Ma Tôn sao lại đáp ứng? Đường chủ đệ nhất, người đáp ứng rồi sao? Thật tốt quá. Đồng An An, tăng thêm một miếng vải, đến lúc đó đường chủ đệ nhất cũng muốn tham gia cắt băng. Vương Khả phân phó Đồng An An đang nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh. Dạ. Đồng An An cung kính nói. Ai nói ta muốn cắt băng? Vô đơn sỉ. Đệ nhất đường chủ quát lớn. Mẹ nó, ta sẽ không náo loạn cùng ngươi. Ta chỉ hỏi một chút, ngươi đã tính ta vào rồi sao? Đệ nhất đường chủ đừng gấp đừng gấp, ta chỉ tùy tiện nói thôi, không ai bức ngươi mà. Vương Khả lập tức hòa giải nói. Đệ nhất đường chủ nghệt mặt. Vương Khả quay đầu nhìn Ma Tôn. Ma Tôn chờ cắt băng xong, ta sẽ mở hội tuyên bố sản phẩm đơn giản. Đến lúc đó sẽ hơi hỗn loạn một chút. Ma Tôn có hứng thú ở xem không? Nếu không có hứng thú thì cũng không có sao. Hội tuyên bố sản phẩm sao? Vương Khả, bảo hiểm lừa gạt của ngươi đã lừa tiền còn chưa đủ sao? Ngươi còn có thủ pháp gạt người mới. Từ Bất Phàm kinh ngạc nói. Từ đường chủ, ta lừa tiền khi nào? Nghiệp vụ bảo hiểm chính là như vậy, xem như là đánh đố nhân sinh mà. Tốn tiền mua nhân sinh, ngươi không biết sao? Nhóm người đầu tiên mua bảo hiểm của ta, ngoài ý muốn tử vong, công ty thần vương ta bắt đầu công việc bồi thường. Hiện tại người nào mua bảo hiểm đều giơ ngón cái nói tốt mà. Vương Khả trừng mắt nói. Người đây là bồi thường đệ tử chính đạo. Tiêu Bất Phàm lạnh lùng nói. Mặc kệ là chính đạo hay là ma đạo, công ty thần vương đều phải kiếm tiền. Đệ tử ma đạo mua bảo hiểm chúng ta cũng sẽ bồi thường, không phải chỉ bồi thường chính đạo. Tất cả mọi người nhìn thấy chưa, ta làm sao có thể lật lọng chứ? Công ty thần vương của ta danh dự là đầu tiên, chính đạo đều chết rồi, cô nhi quả phụ của bọn họ ngươi còn tiếp tục muốn đuổi giết sao? Vương Khả nói. Thanh âm từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Dù sao ngươi bồi thường đệ tử chính đạo, ta không thoải mái. Vậy phiền từ Bất Phàm đường chủ giúp ta khuyên ngăn thêm nhiều đệ tử ma giáo, tất cả đều mua bảo hiểm công ty của ta đi. Như vậy tiền bồi thường đệ tử ma đạo sẽ càng nhiều đấy. Vương Khả khuyên nhủ. Từ Bất Phàm đen mặt. Ngươi muốn ta giúp ngươi lừa tiền ma giáo? Ngươi nằm mơ đi. Vương Khả đen mặt. Ta đã nói rồi, không phải gạt tiền. Chúng ta là công ty chính quy, làm ăn đứng đắn. Ngươi không tiếp nhận được thì đừng có đạp lên chỗ bài của ta. Từ Bất Phàm sừng sốt. Công ty chính quy, làm ăn đứng đắn sao? Tốt lắm, cứ như vậy đi. Ma Tôn trầm giọng nói. Hiển nhiên Ma Tôn nhận đến lưu trình của Vương Khả. Trước giết phản nghịch, sau đó cắt băng. Về phần hội tuyên bố sản phẩm thứ hai của Vương Khả, tùy tiện có thể tham gia hay không tham gia cũng được. Chờ một chút. Đại nhất đường chủ bỗng nhiên mở miệng. Sao? Ma Tôn ngờ vực nhìn về phía đường chủ đại nhất. Ma Tôn, ta không biết các người đã đạt thành hiệp nghị gì với Vương Khả. Người của ta đã tra được một tin tức không tốt. Đại nhất đường chủ trầm giọng nói. Sao? Mọi người cùng nhau nhìn về thế thần quạ đen của đường chủ đệ nhất. Rất nhiều đệ tử chính đạo đều đang cười nhạo chúng ta, nói một đám thủ lĩnh ma giáo chúng ta bị một tên tiểu đệ tử Thiên Lang Tông đùa dẫn. Đường chủ đệ nhất lạnh lùng nói. Có ý gì? Chu Hồng Y trầm giọng. Có ý gì sao? Tiểu đệ tử Thiên Lang Tông này chính là Vương Khả trước mặt các ngươi. Đệ tử chính đạo đều đang tuyên truyền Vương Khả là nằm vùng của Thiên Lang Tông, phái đến ma giáo, vài lần cứu đệ tử chính đạo từ trong tay ma giáo, mà mấy đường chủ chúng ta căn bản không quan tâm, mặc cho hắn lừa đảo. Đại nhất đường chủ lạnh lùng nói. Đại nhất đường chủ, vì sao không oán không thù với ngươi mà ngươi lại vu oan ta? Vương Khả nhất thời trừng mắt kinh sợ nói. Đường chủ đại nhất, chúng ta mới gặp lần thứ hai mà, lần trước gặp thế thân quả đen của ngươi cũng đâu có nói chuyện với ngươi. Vương Khả kinh nộ. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm lại dùng thần sắc cổ quái nhìn Ma Tôn. Hả? Ta hiểu được. Đường chủ đại nhất, người đang trách ta đạp lên người, cố ý châm ngòi ta và Ma Tôn sao? Hai vị đường chủ liên hệ sao? Ngươi cũng quá là lòng dạ hẹp hòi rồi.
Phương Khả nhất thời cả kinh nói: làm càn. Quạ đen của đường chủ đệ nhất trừng mắt, giống như là một luồng hàn khí hướng thẳng lên Vương Khả. Bang một tiếng, hàn khí khi vừa chạm vào Vương Khả nháy mắt nổ tung. Đệ nhất đường chủ biến sắc, quay đầu nhìn Ma Tôn. Ma Tôn, người cũng che chở hắn sao? Ta vừa rồi chỉ là giáo huấn nho nhỏ, người làm gì phải ra tay? Vương Khả là đà chủ thần long ta phong, như thế nào người làm trò trước mặt ta, đánh đà chủ ta phong, có muốn hạ mã uy với ta sao? Trong thanh âm của Ma Tôn lộ ra hàn khí. Quạ đen của đường chủ đệ nhất biến sắc, thở sâu. Ma Tôn thứ tội, vừa rồi là ta xúc động rồi, những câu thuộc hạ nói đều là thật. Những câu này đều là thật sao? Là ta nhìn Vương Khả không cẩn thận bằng ngươi. Thanh âm Ma Tôn lạnh lùng. Đa tạ Ma Tôn bênh vực lẽ phải. Vương Khả lập tức cảm kính thì lễ. Đường chủ đệ nhất, người không phải nghĩ sai rồi. Lần trước ta và Ma Tôn cùng nhau dò xét ma khí của Vương Khả, không có vấn đề. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Không thể nào, nhất định Vương Khả đã dùng biện pháp gì đó vàng thau lẫn lộn. Đệ nhất đường chủ cũng cường điệu nói. Vương Khả, người tới nói đi. Ma Tôn trầm giọng nói. Ta có biết đường chủ đệ nhất vì sao lại nhắm vào ta? Bên người ngoài nói xấu ta, người cũng tin sao? Ta đứng đàng hoàng ở đây, người không tự mình hỏi đi, ma khí của ta có vấn đề hay không, người sao không tự mình nhìn xem? Giờ vào dự đoán định tội ta sao? Đây không phải là đùa dẫn lưu manh sao? Vương Khả trừng mắt nói. Người nói ai đùa dẫn lưu manh? Đệ nhất đường chủ lạnh giọng nói. Ta không biết ai đùa dẫn lưu manh, ta chỉ biết là Ma Tôn ở ngay đây, nếu thực sự có vấn đề, Ma Tôn sẽ không nhìn ra sao? Hơn nữa tất cả mọi người đều nguyện trung thành với Ma Tôn, đều là đồng sự, có chuyện này không thể nói đàng hoàng. Cảm thấy ta có vấn đề, người nói thẳng ta, vòng vo qua lại làm gì? Vương Khả nói thẳng. Đệ nhất đường chủ sừng sốt. Cuối cùng là ta đang vòng vo, nhưng ta lại không quen biết ngươi. Ta vốn trong sạch, ngươi phải để cho ta chứng minh chứ. Vương Khả lần nữa nói. Ngươi thì cần gì mặt mũi? Ngươi là trột dạ rồi đúng không? Không dám để mọi người kiểm tra. Đệ nhất đường chủ lạnh lùng nói. Không phải trột dạ, chỉ là Ma Tôn, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm đều không hoài nghi ta, còn nói tao trột dạ, không dám để mọi người kiểm tra. Mấu chốt tất cả mọi người không muốn kiểm tra, là chỉ có người muốn kiểm tra mà thôi. Ngươi làm gì mà lại đại biểu cho mọi người? Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, ngươi có ý tưởng gì ngươi nói là được rồi, không nên dùng đạo đức ép buộc người khác. Vương Khả hỏi. Ngươi thối lắm, ngươi chỉ không dám để chúng ta lại kiểm tra. Đường chủ đệ nhất trừng mắt nói. Ai dùng đạo đức ép buộc chứ? Ngươi là tà ma giả, ngươi còn có lý rồi. Như vậy đi, hôm nay là ngày vui, ta không muốn mọi người náo loạn, chúng ta đều lui một bước, thế nào? Vương Khả khuyên nhủ. Lui một bước? Đệ nhất đường chủ trầm giọng nói. Đúng vậy, ta đưa chân khí cho ngươi kiểm tra, ngươi thì sao, cắt băng cho ta được không? Vương Khả hỏi. Đường chủ đệ nhất dừng sốt. Ngươi thực để ta kiểm tra? Ngươi thực muốn chết sao? Mạc Tam Sơn kia đều nói với ta ngươi là hàng giả rồi, Thiên Lang Tông nhiều lần tra xét ngươi, ngươi chỉ là đệ tử chính đạo, ngươi còn dám để ta kiểm tra? Ngươi xem, ta lại không làm khó dễ ngươi. Ma Tôn, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm đều đã đến cắt băng, cũng không phải là bắt ngươi làm chuyện bất mặt gì, thắng thua đều không thiệt với ngươi, nếu không ngươi cứ nhận đi được không? Vương Khả khuyên nhủ. Nhận sao? Mẹ nó, có ai nói như ngươi không? Được, ta đáp ứng ngươi. Đệ nhất đường chủ lạnh lùng nói. Lần trước khẳng định Ma Tôn không chú ý chân khí của ngươi, lần này ta tự mình kiểm tra cũng sẽ không dễ dàng để ngươi qua mặt. Đồng An An, vừa rồi đã nói thêm một tấm vải màu, đến lúc đó đường chủ đệ nhất cũng phải cắt băng. Vương Khả phân phó Đồng An An bên cạnh. Dạ. Sắc mặt Đồng An An trở nên cổ quái, gật đầu. Vương Khả cũng không khách khí nữa, lật mở bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một chân khí cầu. Vương Khả đã là tiên thiên cảnh tầng 10, chọc chân khí lần nữa đóa đèn, hơn nữa trạng thái cực kỳ nồng đậm. Đến đây đi, ngươi xem ma khí của ta có vấn đề hay không, lập tức sẽ hoàn toàn hóa thành chân nguyên. Vương Khả vươn tay phải, chọc chân khí tối đen vừa xuất hiện, không khí văn phòng liền an tĩnh. Đèn quá rồi, đệ nhất đường chủ cũng lần đầu tiên nhìn thấy ma khí thuần túy như vậy. Mẹ nó, Mạc Tam Sơn không phải nói Vương Khả là đệ tử chính đạo hàng thực giá thật sao? Còn cổ động ta điều tra rõ ràng, giờ làm sao bây giờ?
ta đâm lao phải theo lao. Ma Tôn cũng không mở miệng, chỉ lạnh lùng nhìn đường chủ đại nhất, xem như là trách cứ hắn, ngay cả lời của mình cũng không tin. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm cũng hiếu kỳ nhìn đệ đường chủ đại nhất, không biết hắn định làm gì. Được rồi chứ, xem xong rồi, ta thu lại được rồi chứ. Vương Khả nói thẳng. Chờ một chút, xem như vậy không đủ, đưa chân khí cho ta, ta kiểm tra cẩn thận. Đường chủ đại nhất lạnh lùng nói. Người có muốn ra tay? Vương Khả biến sắc. Làm sao vậy, không dám sao? Hai mắt đường chủ đại nhất sáng lên. Vương Khả có tâm tình khẩn trương, rõ ràng có tình huống. Không phải, chân khí này của ta hơi thô bạo, ở trong tay ta còn có thể áp chế, một khi ra khỏi tay ta có thể sẽ nguy hiểm. Vương Khả nhíu mày nói. Nguy hiểm? Chỉ là một luồng chân khí, có gì nguy hiểm chứ? Ta thật muốn nhìn xem trong chân khí này của ngươi có cái gì lại che mắt mọi người. Đại nhất đường chủ hư lạnh một tiếng. Vừa hư lạnh, phân thân quả đen vỗ cánh, nhất thời đánh tới. Cẩn thận! Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Vù một tiếng, phân thân quả đen vỗ cánh, thu chọc chân khí tối đen trong tay Vương Khả. Trong lòng bàn tay Vương Khả không có hàn khí tiên nhân băng trong khắp cơ thể áp chế, chọc chân khí này bại lộ bản tính. Bang một tiếng, cầu chân khí chợt bùng cháy, hóa thành hỏa cầu thật lớn bao vây quả đen. Quả đen bị lửa vây lớn, nhất thời kêu lên sợ hãi. Cháy, cháy rồi! Từ Bất Phàm kinh ngạc nói. Ai cũng không biết câu cháy này của Từ Bất Phàm là nói chân khí cháy hay là nói quả đen cháy. Mau dập lửa, đại nhất đường chủ còn phải cắt băng, đừng nướng chín hắn. Vương Khả nhất thời cả kinh kêu lên. Long Tiên Trấn, tòa cao ốc thần vương, văn phòng Vương Khả. Phân thân quả đen đường chủ đại nhất liền kêu lên sợ hãi, nháy mắt bị trận lửa do chọc chân khí bùng cháy quấn lấy bao phủ. Mau dập tắt lửa, đại nhất đường chủ còn phải cắt băng, đừng nướng chín. Vương Khả nhất thời cả kinh kêu lên. Ma Tôn, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm đều trừng mắt nhìn hỏa cầu vỗ cánh, cũng không có ai đi dập lửa. Dù sao ngọn lửa ấy của đường chủ đại nhất cũng không phải là nói chơi. Đồng An An, thất thần làm gì? Bình chữa lửa đâu? Mau lấy bình chữa lửa ra đây. Bình chữa lửa gì cơ? Đồng An An mở miệng nói. Mọi người ngờ vực nhìn Vương Khả. Bình chữa lửa là cái gì? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Hả? À, ta quên, còn chưa bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Ma Tôn, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm đều sửng sốt. Ngươi còn chưa bắt đầu nghiên cứu chế tạo sao? Lời này sao có mặt mũi nói ra? Đến lúc mấu chốt này rồi, ngươi nói vật không tồn tại trên đời. Ngươi đang trơ mắt nhìn phân thân quả đen của đường chủ đại nhất chết cháy sao? Phòng cháy chữa cháy của tòa cao ốc thần vương rất không khả quan. Đồng An An, mang bồn nước đến đây. Vương Khả than thở. Bang một tiếng, giờ khắc này quả đen rút cục đã tránh khỏi ngọn lửa. Đương nhiên chọc chân khí lúc trước cũng không nhiều, cháy một hồi thì cũng cháy không còn gì. Đà chủ, còn cần mang bồn nước không? Đồng An An hỏi. Mang nước cái rắm ấy, lửa tắt rồi, người không thấy đường chủ đại nhất không sao sao? Vương Khả trừng mắt. Đồng An 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 tĩnh chịu đựng tất cả. Quạ đèn đi ra khỏi ngọn lửa, nhưng mà lượng lớn lông chim vẫn bị cháy đèn. Lúc này đậu trên một cái ghế, ánh mắt hung hãn nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi là cố ý làm ta xấu mặt đúng không? Đại nhất đường chủ lạnh giọng nói. Sao có thể chứ? Đại nhất đường chủ, vừa rồi tất cả mọi người đều thấy, ta nói chân khí của ta rất nguy hiểm, người khác không nghe ta đều sẽ bị nguy hiểm mà. Là ngươi tự mình cướp đoạt mà, không liên quan đến ta, Ma Tôn cũng có thể làm chứng đấy. Vương Khả lập tức giải thích. Đại nhất đường chủ nhìn chằm chằm Vương Khả. Mấu chốt, Vương Khả nói rất nguy hiểm, không để chúng ta cầm, là ta tự mình cướp, còn mẹ nó. Ma Tôn nhìn lông chim trái đen trên người của đại nhất đường chủ, trầm mặc. Đại nhất đường chủ, ma khí của Vương Khả người cũng có thể nghiệm rồi, người còn có gì muốn hỏi không? Đường chủ đại nhất đỏ mắt nhìn Vương Khả. Thể nghiệm sao? Thể nghiệm bị lửa cháy sao? Vừa rồi khẳng định là Vương Khả cố ý ám hại mình. Mạc Tam Sơn nói đúng, Vương Khả này rất là xảo quyệt. Đã không còn, ta không có vấn đề gì. Đại nhất đường chủ trầm giọng nói. Không có vấn đề, vậy đợi cùng ta đi cắt băng đi. Đại nhất đường chủ có thể chủ động ra mặt, thực là nể mặt tà quá. Đồng An An nhớ rõ, phát cho đường chủ đại nhất một tấm thẻ vàng. Vương Khả phân phó Đồng An An. Dạ. Đồng An An độ vẻ cổ quái. Đại nhất đường chủ mặt đen lại. Mẹ nó, ai nể mặt ngươi?
ta chỉ là không muốn mất mặt thêm thôi. Một khi đã như vậy, Vương Khả, bắt đầu đi, đừng trì hoãn thời gian nữa. Ma Tôn trầm giọng nói. Hiển nhiên khiêu khích của đường chủ đệ nhất làm cho tất cả mọi người mất đi kiên nhẫn. Được, chư vị, cùng nhau đi ra ngoài ban công cửa sổ đi. Tầng cao nhất này của ta có thể ngắm cảnh, có thể nhìn thấy hết thảy phía dưới. Vương Khả mời gọi. Ma Tôn gật đầu. Đoàn người được Vương Khả mời gọi chậm rãi đi ra ngoài ban công. Còn Vương Khả xuất môn, đi theo thang xuống lầu an bài. Đại nhất đường chủ thở sâu, hí mắt nhìn Vương Khả rời đi. Vừa rồi kiểm tra ma khí bất lợi, không sao, một hồi còn có biện pháp nghiệm chứng thật giả của ngươi. Ma Tôn, phân thân quả đen của đường chủ đại nhất, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm vừa ra ngoài, đệ tử ma giáo dưới tòa cao ốc thần vương lần nữa cùng kính bái lạy. Bái kiến Ma Tôn, bái kiến chư vị đường chủ. Tất cả đệ tử ma giáo cùng hét lên. Đồng thời các đệ tử chứng đạo trên Long Tiên Trấn đều nhìn tập trung, ngừng thở, nhìn lên tầng thượng tòa cao ốc thần vương. Trong lúc nhất thời, tứ vương đều yên tĩnh, chỉ còn lại một đám tà ma bám lên ngọn cây, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Chuyện gì xảy ra ở đại hội Long Môn? Tất cả mọi người đều đã biến mất. Bản tôn cũng không có nhiều lời, hôm nay gọi các ngươi tới là muốn các ngươi hiểu được ma giáo có quy củ của ma giáo, người ngỗ nghịch kết cục sẽ ra sao. Ma Tôn lạnh giọng nói. Tất cả đệ tử ma giáo đều trở nên an tĩnh. Lúc này Vương Khả đi xuống lầu. Dưới lầu có một đài cao thật lớn. Vương Khả đi lên đài cao. Người phản nghịch, giết không tha. Vương Khả gào to. Người phản nghịch, giết không tha. Tất cả đệ tử ma giáo cùng nhau hét lên, giống như biểu lộ lòng trung thành, giống như đang phô trương thành thế vậy. Đà chủ thần long, Vương Khả, hành hình. Ma Tôn đứng ở chỗ cao gào to. Tuân lệnh Ma Tôn. Vương Khả ngửa mặt lên trời hét lên. Khi nói chuyện, Vương Khả tung lệnh bài thao túng của thiên lôi chu ma trận, chậm rãi đi về phía mộc trụ lâm. Trên 750 cây cột, cho 750 phản đồ phối hợp mưu sát Ma Tôn, chờ đợi chịu hành hình, vẻ mặt lộ ra vẻ hoàng sợ. Vương Khả lại không chút khách khí, nhất thời thao túng thiên lôi chu ma trận. Ầm một tiếng, nhất thời mây đen không trung dày đặc, lôi điện quần quận phóng xuống, bổ mạnh lên đám tà ma chịu hành hình. Giờ phút này trong một tiểu viện Long Tiên Trấn, Mạc Tam Sơn nhìn chằm chằm. Vương Khả, người ngàn tính vạn tính, không tính đến lúc này, người phải chết rồi. Người sắp lộ tẩy rồi. Mạc Tam Sơn lộ ra vẻ đắc ý. Đại Trạch Vương gia, Thiết Lưu Vân đột nhiên biến sắc. Không tốt. Thiết Lưu Vân cả kinh kêu lên. Sao vậy? Vương huynh đệ chu sát tà ma, có gì không tốt? Triệu Tứ kinh ngạc nói. Vương Khả sắp bại lộ rồi. Thiết Lưu Vân lo lắng nói. Cái gì? Mọi người nhìn Thiết Lưu Vân. Chu ma là muốn kiểm tra người, đệ tử chính đạo chúng ta chu ma sẽ có công đức vào người, mà đệ tử ma giáo giết hại lẫn nhau sẽ không có công đức sinh ra. Thiết Lưu Vân lo lắng nói. Hay, không tốt rồi. Vương huynh đệ là đệ tử chính đạo, chúng ta một khi giết tà ma, tất yếu có vô số kim quang công đức nhảy vào cơ thể, vậy hắn không phải sắp bại lộ rồi sao? Triệu Tứ biến sắc. Nếu vương huynh đệ nhập ma, hắn trù ma không có dị tượng công đức, nhưng vương huynh đệ là đệ tử chính đạo mà, hắn sắp bại lộ rồi. Trong lúc nhất thời, phía trên ban công đại trạch vương giả, tất cả đều là ánh mắt lo lắng. Mạc Tam Sơn trong tiểu viện cách đó không xa, vẻ mặt chờ mong Vương Khả bại lộ thân phận đệ tử chính đạo, chờ mong Vương Khả bị đám tà ma chu sát mà chết. Sân thượng tòa cao ốc thần vương, đường chủ đệ nhất cũng chờ đến lúc này, cho nên vừa rồi mới không tiếp tục kiểm tra ma khí của Vương Khả. Dù sao một khi chu ma, thân phận sẽ hoàn toàn bại lộ. Ầm một tiếng, dưới thiên lôi chu ma trận, vô số lôi điện hướng thẳng 750 tà ma phản nghịch. Trong lúc nhất thời, mộc chu lâm kia lộ ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đừng ma, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ma Tôn, ta sai lầm rồi, đừng dùng lôi điện đánh ta. Ma Tôn, đều là do sắc dục thiên mệnh lệnh, tha mạng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng. Đáng tiếc không ai đồng tình bọn họ. Đệ tử chính đạo cũng không đồng tình bọn họ, đệ tử ma giáo cũng không đồng tình bọn họ. Bọn họ là phản đồ của ma giáo, là thù địch của chính đạo. Ầm một tiếng, lôi điện cuồng bạo ầm ầm đánh xuống. Chết, chết đi. Vương Khả giống to, cầm lên lệnh bài thao túng thiên lôi chu ma trận.
cả mộc trụ lâm bao phủ trong lôi quang. Vương Khả đi vào, bốn phía hiện lên lôi quang lóng lánh, khiến cho người ta không thấy rõ thân ảnh này, khiến cho người ta không thấy rõ công đức có sinh ra hay không. Chính đạo trù ma sẽ có công đức màu vàng thoát ra từ cơ thể của tà ma, dũng mãnh tiến vào cơ thể của người trù ma. Nhưng mà kim quang công đức này không có nhiều lắm, trình độ ánh sáng làm sao mà so được với lôi quang lóng lánh bốn phía. Vương huynh đệ thật thông minh, dùng lôi điện che giấu kim quang công đức. Triệu Tứ kinh hỉ nói, là ta xem thường vương huynh đệ rồi. Vương huynh đệ có thể chu toàn trong ma giáo, làm sao không nghĩ đến chuyện này. Lần hành hình này dùng thiên lôi chu ma trận, khẳng định đã được suy xét đến chuyện này. Lôi điện quang rất lóng lánh, khiến người ta căn bản không thể nhìn kim quang công đức. Sư đệ, người nghĩ ra biện pháp tốt thật. Một đám đệ tử chính đạo đều đang tỏ vẻ khen ngợi trí tuệ của Vương Khả. Chỉ có Trường Chính Đạo mở to hai mắt nhìn trận đạo này, trầm mặc một hồi, ở trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Ở một tiểu viện khác, Mạc Tam Sơn trừng mắt, hưng phấn trên mặt toàn bộ cứng lại. Điện chủ, chiêu lừa dối này của Vương Khả đúng là xảo quyệt. Dùng lôi điện quang che giấu kim quang công đức quán thu hoạch, tất cả đệ tử ma giáo đều bị hắn giấu giếm. Một thuộc hạ cảm thán. Không đúng, không đúng, không có kim quang công đức. Vì sao? Vẻ mặt của Mạc Tam Sơn mờ mịt. Cái gì? Kim đan cảnh các người không nhìn thấu cảnh tượng trong lôi điện, nguyên anh cảnh chúng ta có thể không thấy rõ sao? Không có, căn bản không có kim quang công đức gì tiến vào người Vương Khả cả. Vì sao? Vì sao? Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên. Vì sao lại như vậy? Thời điểm mình nhận định Vương Khả là đệ tử chính đạo, Vương Khả bỗng nhiên biến thành đệ tử ma giáo. Vì sao lại vậy? Đồng dạng mờ mịt, còn có phần thân quả đen của đường chủ đệ nhất đang đứng ở tầng cao nhất tòa cao ốc thần vương kia. Phần thân quả đen nhìn chằm chằm Vương Khả trong mưa bão sấm chớp, cơ mặt co giật. Mạc Tam Sơn, lão già này gạt ta. Vương Khả trù ma, căn bản không có công đức, đấy không phải tà ma thì là cái gì? Ta bị ngươi lừa gạt rồi. Mạc Tam Sơn, ngươi hại ta hôm nay thật mất mặt rồi. Ầm một tiếng, khi đạo lôi điện cuối cùng chấm dứt, mây mù trong không trung chậm rãi tán đi. 750 cái cột tà ma trên cột đều tử vong cháy xém, có người nổ trên 5 xẻ 7, không còn lưu lại ai, tất cả đều đã tử vong. Vương Khả ra khỏi mộc trụ lâm, cung kính thì lễ với ma tôn trên đại lâu. Khởi bẩm ma tôn, hành hình đã xong, 750 người phản nghịch ma giáo đều có tội. Nguyện chúc thái âm ma giáo chúng ta được ma tôn dẫn dắt, thái âm ma giáo bách chiến bách thắng, giáo chủ ma tôn văn thành võ đức, thiên thu muôn đời, nhất thống thiên hạ. Vương Khả chúc mừng. Giới chúc mừng, mọi người bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, tiểu tử ngươi cũng quá biết nịnh bợ rồi, cái loại từ ngữ buồn nôn này mà có thể nói ra mồm. Nhưng Vương Khả đã mở đầu thì mọi người có thế nào mà không làm theo. Thái âm ma giáo bách chiến bách thắng, giáo chủ ma tôn văn thành võ đức, thiên thu muôn đời, nhất thống thiên hạ. Tất cả đệ tử ma giáo đều cùng hô lên chúc mừng. Thái âm ma giáo bách chiến bách thắng, giáo chủ ma tôn văn thành võ đức, thiên thu muôn đời, thống nhất thiên hạ. Lời lẽ nịnh bợ tạo thành thế thật lớn, các đệ tử chính đạo Long Tiên Trấn đều mở to hai mắt nhìn. Mạc Tam Sơn kinh ngạc nhìn Vương Khả đang ngẩng đầu. Mẹ nó, ôm đùi ma tôn, khẩu lệnh buồn nôn thế này ngươi cũng hô quát được vào miệng sao? Đại Trạch Vương gia, một đám đệ tử chính đạo cũng trừng lớn mắt. Vương huynh đệ thật không dễ dàng nhỉ. Đúng vậy, người không biết vương huynh đệ cực nhọc ra sao? Chỉ có da mặt Trường Chính Đạo co giật, quả nhiên vẫn là Vương Khả không biết xấu hổ kia. Mái lầu tòa cao ốc thần vương, một đám đường chủ cũng kinh ngạc một trận, nhưng ma tôn ở đây ai cũng không dám nói gì. Ma tôn nhìn chằm chằm Vương Khả một chút, trầm mặc một hồi, gật đầu yên lặng tiếp nhận khẩu hiệu này. Vương Khả này thật đúng biết gây chuyện. Tốt. Vương Khả bỗng nhiên hô to. Nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tụ hội về phía Vương Khả ở trên tòa cao ốc thần vương. Chư vị, diệt trừ phản nghịch, giữ gìn chính thống ma giáo vừa rồi đã được tiến hành, hiện tại sắp sửa đến tiết mục quan trọng tiếp theo. Vương Khả hô lớn. Tất cả đệ tử ma giáo trừng mắt nhìn Vương Khả. Tình huống gì vậy? Tiết mục tiếp theo gì? Ngay cả Mạc Tam Sơn ở trong Long Tiên Trấn xa xa cũng trừng lớn mắt nhìn về Vương Khả.
ngươi muốn làm gì? Khai trương tòa cao ốc thần vương sao? Hiện tại, ngươi chọn thời điểm hiện tại khai trương. Ma giáo tru sát phản nghịch, thành biểu diễn khai mạc khai trương của ngươi. Ngươi muốn chết sao? Mạc Tam Sơn nhìn về phía đám người ma tôn trên sân thượng, mái lầu tòa cao ốc thần vương. Bởi vì Vương Khả từng nói với mọi người, lưu trình là như vậy, đám người ma tôn tự nhiên không trách cứ Vương Khả. Vì sao? Các người cùng nhau thiểu năng rồi sao? Tòa cao ốc thần vương của Vương Khả khai trương, muốn giọng khách át giọng chủ sao? Các người không có phản ứng chút nào sao? Mạc Tam Sơn trừng mắt kinh ngạc nói. Nhưng mà trên đại lâu, một đám lão ma thực sự là không ngăn cản. Các vị nhất định đã nghe thấy tin tức rồi. Hôm nay vừa lúc là ngay tòa cao ốc thần vương của Long Tiên Trấn khai trương. Tòa cao ốc thần vương này bất đồng với tòa cao ốc của Lăng Tiên Trấn. Tòa cao ốc thần vương này tận sức phục vụ đệ tử ma giáo. Cảm tạ các huynh đệ ma giáo cổ động ủng hộ. Hôm nay mọi người đều có thể tới. Thật nể mặt công ty thần vương ta. Vương Khả cao giọng quát. Các đệ tử ma giáo ở trên đài, có người vui mừng, có người không quen thuộc với Vương Khả lại đen mặt. Ai tới cổ động ngươi? Chúng ta là tới xem hành hình mà thôi. Long Tiên Trấn, tòa cao ốc thần vương phục vụ đệ tử ma giáo chính thức khai trường, không thể thiếu các tiền bối ma giáo duy trì. Hôm nay may mắn mời đến ma tôn, đường chủ đệ nhất, đường chủ đệ tam, đường chủ đệ tứ, còn có Nhiếp Thành Thành của Vân Đà Thần Long cùng nhau làm khách quý. Cảm tạ mọi người đều đã tới, cũng cảm tạ chư vị khách quý cắt băng khai trương tòa cao ốc thần vương ta. Vì bày tỏ tôn kính với các chư vị tiền bối, địa điểm cắt băng của chúng ta đặt ở sân thượng tầng cao nhất. Chư vị mời xem. Vương Khả hét lớn. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm, đường chủ đệ nhất, tất cả đều đen mặt. Bởi vì dưới chỉ huy của Đồng An An, một đám nhân viên phục vụ mặc sườn xám kéo theo Duy Băng đến sân thượng, đều bày ra tư thế chờ đợi đám lão đại, chỉ còn kém dùng dây cây kéo ở bên cạnh cắt băng là xong. Vương Khả chạy lên tầng thượng, đi đến giữa đám lão đại, cũng cầm một cây kéo. Nhiếp Thanh Thanh vừa tới cũng cầm kéo lên, mặt thẹn thùng. Mẹ nó, tất cả mọi người đều cảm giác bị lừa, đều cảm nhận được tâm lý chửi má nó lúc trước của đám người Trần Thiên Nguyên, Mạc Tam Sơn. Nhưng mà lời đã nói ra, ma tôn cũng còn ở đây, ai dám thoái thác chứ. Một đám đen mặt nhìn Vương Khả. Chư vị khách quý, cầm kéo lên, chúng ta bắt đầu. Cắt. Vương Khả lại hét lên. Một đám người đen mặt, khi Vương Khả dùng kéo cắt đứt Duy Băng, phần thân quả đen đường chủ đại nhất dùng kéo không tự nhiên nhất, nhưng ma tôn cũng đã cắt rồi, chẳng lẽ ta lại không cắt. Ầm một tiếng, khi Duy Băng cắt đứt, nhất thời từng luồng lưu quang tận trời, thịnh điển chi quang lần nữa nổ rộ bốn phía tòa cao ốc thần vương. Vạn cột khí, trăm vạn hào quang và vô số điệu nhạc vang lên, không khí khai trường tòa cao ốc thần vương trở nên sôi động. Một loạt động tác này, các đệ tử ma giáo nhìn thấy đều mở to miệng, một đám giống như là còn chưa hồi phục lại tinh thần. Ngay cả các đệ tử chính đạo xa xa cũng trừng mắt lớn. Ma tôn cùng đám đường chủ cùng nhau cắt băng cho công ty thần vương. Thiết Diệu Vân kinh ngạc nói, chuyện này quá là khoa trương rồi, thành thế như vậy làm sao có thể. Triệu Tứ trừng lớn mắt. Tất cả mọi người biết Vương Khả hôm nay sẽ khai trương, nhưng mà không ai nghĩ đến hình ảnh quỷ dị như vậy. Đây là ma tôn, một đám đường chủ ủng hộ Vương Khả sao? Trường chính đạo ở bên cạnh trừng mắt nhìn Vương Khả xa xa. Vì sao đều là khoác lác? Khoác lác của ngươi đã trở thành sợ thật rồi. Mẹ nó, bọn ma tôn phát điên à? Bị ngươi lừa cắt băng. Mạc Tam Sơn ở tiểu viện cách vách lại dại ra một hồi, trong mắt toàn vẻ kinh hoàng. Nhất định là ta hoa mắt. Ma tôn còn gây loạn cùng Vương Khả? Không, không thể nào. Còn nữa, phần thần ô nha của đường chủ đại nhất kia, người không phải đã đáp ứng ta rồi sao? Để gây phiền toái cho Vương Khả mà, vì sao lại không giúp hắn cắt băng? Người bị điên à? Ban công đại lâu xa xa, Nhiếp Thành Thành cắt băng xong liền hối hận. Mẹ nó, còn tưởng rằng không có gì, nhưng mà hiện tại mới biết thật sự là xấu hổ mất mặt. Nhiếp Thành Thành quay đầu trở về phòng. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm đều đen mặt, hùng hăng trừng mắt nhìn Vương Khả chơi bọn họ. Cũng muốn rời khỏi, không muốn ở đây mất mặt, nhưng ma tôn vẫn đứng ở sân thượng, mấy đường chủ cũng không dám rời đi. Ma tôn, dựa theo lưu trình kế tiếp các người có thể tùy ý rồi, ta phải đi xuống mở hội tuyên bố sản phẩm, không thể tiếp tục phục vụ. Vương Khả cung kính thi lễ.
Ma Tôn nhẹ nhàng lên tiếng. Vương Khả lao xuống lầu, lần nữa trở lại đài cao. Đồng An An phụ trách việc vặt ở dưới lầu, trừng mắt nhìn Vương Khả đến, vung tay lên. Vù một tiếng, tấu nhạc dừng lại, pháo hoa dừng lại, hết thảy đều ngừng lại. Đồng An An nhìn Vương Khả, tôn kính như là thiên thần. Mẹ nó, Vương Khả trước kia thật là chướng mắt, hiện tại mới phát hiện, thật là quá lợi hại. Năng lực tổ chức này, mở một công ty, ở chính đạo có thể thấy đứng đầu chính đạo cắt băng, ở ma đạo cũng có thể đứng đầu ma đạo cắt băng. Vì sao chứ? Rất nhiều đệ tử ma giáo còn đắm chìm trong quá trình ma tôn và chư vị đường chủ cắt băng, một đám đều kinh nghi nhìn Vương Khả, đồng thời nghĩ sau lưng chuyện này có thâm ý gì. Vương Khả lên đài cao, tất cả mọi người chăm chú Vương Khả, hiển nhiên là chờ hắn giải thích. Tốt lắm, kế tiếp chúng ta tiến hành tiết mục kế tiếp. Theo lệ thường của công ty Thần Vương chúng ta, hội tuyên bố sản phẩm mới, cảm tạ ủng hộ của chư vị vẫn chờ ở đây, bỉ nhân bất tài, mong mọi người nghe ta lắm lời một phen. Vương Khả hét lớn. Nhất thời bốn phía yên tĩnh, mọi người ngờ vực nhìn Vương Khả. Chư vị huynh đệ ma giáo, còn có các huynh đệ chính đạo Long Tiên Trấn, các người đã nghe nói đến bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn của công ty Thần Vương ta rồi phải không? Vương Khả lại hét lên. Các đệ tử ma giáo dưới đài cao trừng mắt. Người nói bảo hiểm kia, chúng ta đương nhiên từng nghe nói tới. Ngươi vừa rồi hét cái gì? Các huynh đệ chính đạo Long Tiên Trấn. Các đệ tử ma giáo cùng nhìn về phía Long Tiên Trấn. Các đệ tử chính đạo Long Tiên Trấn nhất thời giật mình. Vương Khả này muốn làm gì? Vì sao lại bại lộ chúng ta? Chư vị huynh đệ ma giáo, không cần nhìn, có đệ tử chính đạo Long Tiên Trấn không phải bình thường sao? Công ty Thần Vương thứ nhất của ta khai trương, mời lượng lớn đệ tử chính đạo. Ở Lang Tiên Trấn không phải cũng có rất nhiều đệ tử ma giáo ẩn giấu sao? Không cần ngạc nhiên, trong lòng mọi người đều rõ ràng là được. Không cần nhìn, Ma Tôn và các đường chủ cũng không nói gì. Các người khẩn trương cái gì chứ? Xem sản phẩm, xem sản phẩm công ty Thần Vương ta sắp tuyên bố đi. Vương Khả hét lên. Đệ tử ma giáo, đệ tử các chính đạo Long Tiên Trấn đều sửng sốt. Người nói như vậy, hình như đây là chuyện thật bình thường. Chính mà chúng ta không thể tồn tại cùng lúc, người quên rồi sao? Trong lúc nhất thời, vô luận là đệ tử ma giáo bốn phía tòa cao ốc Thần Vương hay là đệ tử chính đạo Long Tiên Trấn, vẻ mặt đều thật nghi ngờ. Vương Khả này là muốn làm cái gì vậy? Trở về vấn đề chính, bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn, vừa rồi chư vị đều đã từng nghe nói rồi chứ? Vương Khả hỏi lần nữa. Vô nghĩa, đương nhiên là từng nghe nói. Nửa năm nay ở chính đạo thật ồn ào huyên náo, người bồi thường công chính nhất với đám đệ tử chính đạo bị chúng ta giết. Vương Khả, chúng ta thật vất vả giết một vài đệ tử chính đạo, công ty Thần Vương ngươi bồi thường tiền cho bọn họ? Người chính là đà chủ thần long của ma giáo chúng ta, làm sao có thể bồi thường cho chính đạo? Người nói rõ ràng cho chúng ta đi. Trong đám người có người bỗng nhiên kêu lên, nhất thời hiện trường trở nên xôn xao. Trên mặt trượt đối với Vương Khả cuối cùng cũng chỉ là số ít đệ tử ma giáo, phần lớn đệ tử cũng thực mâu thuẫn với Vương Khả. Thậm chí ba đại đường chủ ở trên đại lâu cũng lạnh mắt nhìn Vương Khả, cảm thấy bất mãn với việc này của công ty Thần Vương. Hỏi rất hay, Vương Khả hét lên. Đây cũng là chuyện quan trọng nhất ta muốn nói hôm nay, đồng dạng cũng là nói với những đệ tử chính đạo Long Tiên Trấn nghe. Nghiệp vụ bảo hiểm của công ty Thần Vương mới vừa bắt đầu. Công ty Thần Vương là một công ty buôn bán cùng loại với hiệu buôn. Ta muốn hỏi, hiệu buôn dưới danh một vài cường giả mở các đại tiên trấn bán đan dược, bình khí, có chọn khách hàng không? Vương Khả như một đám đệ tử ma giáo. Hả? Rất nhiều đệ tử ma giáo khẽ nhíu mày. Không chọn nữa. Ta chỉ biết mấy hiệu buôn liên danh lớn, có tiên môn chính đạo lặng lẽ mở, có ma giáo lặng lẽ mở. Mục đích của hiệu buôn kia là kiếm tiền, chỉ lưu thông hàng hóa. Dựa vào cái gì mà thương phẩm các người có thể lưu thông không phân biệt? Bảo hiểm của công ty Thần Vương ta phải giới hạn ở một nơi chứ? Vương Khả nhìn đám đệ tử ma giáo mở miệng kia hỏi. Người thực sự muốn đám đệ tử chính đạo kia thu hồi tổn thất? Tà ma kia trừng mắt nói. Không, là bọn họ mua bảo hiểm, mua bảo hiểm của công ty Thần Vương, công ty Thần Vương phải bồi thường tương ứng. Đồng dạng, từ hôm nay trở đi, nghiệp vụ bảo hiểm của công ty Thần Vương cũng rộng mở cho các đệ tử ma giáo. Các người cảm thấy bồi thường đệ tử chính đạo là cổ vũ sĩ khí chính đạo, vậy mời các người quyết định mua thêm 2 phần bảo hiểm, gia tăng sĩ khí ma đạo,
đả kích sĩ khí chính đạo. Vương Khả mở miệng nói, ta bị bệnh đâu, mua cái thứ kia làm gì? Tên tà ma kia trừng mắt, cho nên xin đừng dùng đạo đức của ngươi mà áp đặt lên người khác. Ngươi nói ta bồi thường cho đệ tử chính đạo là không đúng, vậy ngươi có thể mua nhiều thêm một phần cho đệ tử ma đạo, tặng cha mẹ, tặng bạn bè, tặng đồng nghiệp, để hắn được thêm một phần đảm bảo. Thật tốt, bản thân có tiền còn không muốn để người khác tiêu tiền, người khác tốn tiền, ngươi còn không để cho bọn họ hưởng thụ phục vụ bảo hiểm, có ai như ngươi không? Vương Khả khinh bỉ nói. Tà ma kia nghẹt mặt, ta có thể nói với các người, công ty Thần Vương nói là làm, chỉ cần mua bảo hiểm, công ty Thần Vương chúng ta nhất định sẽ thực hiện. Đệ tử chính đạo thì làm sao? Nếu ta bội ước, vậy các ngươi còn dám tin tưởng ta sao? Hôm nay ta bởi vì nguyên nhân nào đó không bồi thường, vậy về sau có thêm vạn lý do, các ngươi không muốn giấy lộn đi, ta bán bảo hiểm cho huynh đệ ma giáo hữu hiệu như vậy. Hôm nay ta nói đơn giản cho đệ tử ma giáo cùng nghe, đệ tử chính đạo bên kia cũng nghe. Đơn hàng bảo hiểm của công ty Thần Vương chính là một loại hàng hóa, ở bất cứ nơi đâu đều có thể thực hiện. Đây là cái gốc của công ty Thần Vương ta. Muốn sĩ khí như hồng, mua thêm nhiều bảo hiểm. Đừng có mà không ăn được nho thì nói nho xanh. Người mua bảo hiểm rồi, người cũng ăn được nho. Phương Khả cao giọng nói. Một tiếng hét, vô số đệ tử ma giáo nhíu mày, một đám thần sắc kỳ quái nhìn Vương Khả, tiện thể ngẩng đầu nhìn một đám ma tôn trên đỉnh đại lâu. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm, phân thân quả đen của đường chủ đệ nhất đều lâm vào trầm tư. Ma tôn cũng không có mở miệng, xem như áp chế toàn trường cho Vương Khả. Có ma tôn ủng hộ, đám đệ tử ma giáo cũng không dám làm càn, cũng không đủ lý do nổi bão, không dám tùy tiện làm vậy. Vương Khả, người không phải nói hôm nay có sản phẩm mới tuyên bố sao? Là cái gì? Trong đám người có người hô lên một câu. Vương Khả vừa thấy đã hiểu, đây là người mình để Đồng An 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 bài, mục đích nhanh chóng rời đi lực chú ý của mọi người, để mâu thuẫn giữa chính ma nhanh chóng truyền rời sang sản phẩm mới. Sản phẩm mới? Cần một khách quý chính đạo lên đài giúp ta giải thích với mọi người. Vương Khả mở miệng nói. Khách quý chính đạo? Mọi người nhất thời trừng lớn mắt. Vương Khả, người muốn chết sao? Địa phương của đệ tử ma giáo tụ tập, người mời đệ tử chính đạo tới, không sợ bị chúng ta xé xác sao? Trên mái lầu, ma tôn và ba đại đường chủ trợn trừng mắt. Vương Khả, người muốn chết sao? Còn có đệ tử chính đạo nào mà dám đến nơi này? Cho dù tông chủ của tông môn chính đạo cũng không dám tới, thậm chí Trần Thiên Nguyên, Từ Trọng Sơn cũng không dám tới. Thật khinh thường chúng ta an bài sao? Người dám động thủ sao? Các đệ tử chính đạo xa xa nhìn nhau. Đệ tử chính đạo nào không muốn sống đi bồi Vương Khả lừa ma giáo tiền chứ? Ta cũng không dám đâu. Trường chính đạo trừng mắt nhìn ra xa. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 62. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên like cũng như chia sẻ giúp Phong các video bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Vương Đạo Chí Tôn, tập 62. Sản phẩm thứ hai của công ty Thần Vương tuyên bố, không chỉ có đệ tử ma giáo tò mò, mà đệ tử chính đạo cũng tò mò. Chuyện kỳ quá như là bảo hiểm, từ thiên cổ đến nay chỉ có Vương Khả mới dám bán. Ngay từ đầu nhiệt huyết sôi trào mua, đến khi mọi người phục hồi lại tinh thần, cảm thấy đã mắc mưu, bị lừa, rồi đến khi được bồi thường thì nhận thức đây là thứ tốt, rất nhiều người cảm thấy như là đi tàu lượn vậy. Dùng cách nói của tông chủ tông môn, bảo hiểm này có 3 tầng cảnh giới. Cảnh giới đầu tiên nhìn núi là núi, bảo hiểm là thứ tốt. Cảnh giới thứ hai nhìn núi không phải núi, bảo hiểm là rác rưởi, gạt người. Cảnh giới thứ ba nhìn núi lại là núi, bảo hiểm thực là thứ tốt. Ôi, thơm thật. Hiện giờ sản phẩm thứ hai tự nhiên là khiến rất nhiều người tò mò. Vương Khả mời một khách quý chính đạo, ai mà không sợ chết hiện thân thuyết trình trong đám tà ma chứ. Nhìn thấy Vương Khả vỗ tay, Đồng An An cách đó không xa chỉ huy một đám thuộc hạ áp giải một kẻ tù tội người đầy xiềng xích lên đài cao. Ai vậy? Rất nhiều người đều kinh ngạc. Người không phải là khách mời quý sao? Sao lại bị trói lại rồi?
Đại Trạch Vương gia phía xa. Đám người Triệu Tứ bỗng nhiên nhận ra, đó là đệ tử chính đạo ta, hình như là đệ tử kim đan cảnh của Lưu Sa Tông. Tên là gì thì ta quên rồi, nhưng thời gian lúc trước, lúc đồn ma tôn vẫn đặc cũng tham dự đại chiến chính mà bị bắt. Thế Điều Vân nhíu mày, là đệ tử chính đạo ta, tù phạm bị ma giáo bắt sao? Sắc mặt Triệu Tứ khó có nói. Trường chính đạo nhíu mày, hắn gọi là Sa Lão Nhị đi. Sa Lão Nhị, người biết hắn sao? Mọi người nhìn Trường chính đạo. Ta không biết, nhưng mà gần đây đọc qua tư liệu của hắn. Trường chính đạo lắc đầu. Hả? Mọi người ngờ vực, những đệ tử ma giáo cùng ngờ vực nhìn Sa Lão Nhị bị áp giải lên đài. Các vị, vị này là đệ tử kim đan cảnh Lưu Sa Tông, tiền môn chính đạo Sa Lão Nhị. Mấy tháng trước tham gia trận chiến chính mà bị một đà chủ thù hạ của đường chủ Từ Bất Phàm bắt lấy, bị bắt giữ, rút chân nguyên huyết. Ta phải nhiều lần thỉnh cầu vị đà chủ này mới để hắn đáp ứng ta mượn một ngày. Vương Khả giải thích nói, ta còn nghĩ là đệ tử chính đạo nào không muốn sống dám tụ tập đến ma giáo, thì ra là một tù nhân sao? Một đám đệ tử ma giáo cũng cảm thấy thích chí. Vương Khả nhìn Sa Lão Nhị mặt đầy oán khí thở dài. Vị Sa Lão Nhị của Lưu Sa Tông này, người không cần hung thần ác sát nhìn ta như vậy. Người bắt người cũng không phải là ta. Còn nữa, nhiều đệ tử ma giáo như vậy, ma tôn và ba vị đường chủ đều ở trên lầu nhìn. Người sẽ không trông cậy ta thả ngươi chạy trốn chứ? Ta cũng không làm được đâu. Vô số đệ tử ma giáo cười to. Các đệ tử chính đạo Long Tiên Trấn phía xa cũng khẽ thở dài. Vương huynh đệ nói đúng, cũng không thể ở trước mặt bao người gây khó xử cho Vương Khả được. Lúc này cho dù là Trần Thiên Nguyên đến thì cũng không thể thả Sa Lão Nhị đi mà. Sa Lão Nhị hiểu được tình cảnh lúc này, vẻ mặt chua xót, không hề oán hận Vương Khả. Sa Lão Nhị, người nhất định rất ngờ vực vì sao ta mời ngươi lên đài đúng không? Vương Khả cười nói, để khắp thiên hạ nhạo báng ta sao? Ta không sao. Vì chính đạo ta không quan tâm. Sa Lão Nhị cười lạnh nói, không, ngươi sai rồi. Gọi ngươi lên đài là vì mời ngươi nhận tiền bồi thường. Vương Khả giải thích. Hả? Mọi người trừng mắt nhìn Vương Khả. Tiền bồi thường? Ngươi trả tiền bồi thường cho một tù nhân là thật hay giả? Ta đã như vậy rồi, ngươi bồi thường cái gì? Sa Lão Nhị sửng sốt. Vương Khả lấy ra một tấm phiếu bảo hành. Một năm trước, công ty Thần Vương khai trương, ở hội tuyên bố sản phẩm của tòa cao ốc Thần Vương đầu tiên, người từng đi có phải không? Vương Khả hỏi. Không sai, ta và lão đại Sa Lão Đại của ta đi cùng, nhưng không mua bảo hiểm của ngươi. Sa Lão Nhị trầm giọng nói, ngươi không mua, nhưng mà đại ca của ngươi Sa Lão Đại đã mua một phần bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn. Người được lợi là ngươi. Nói cách khác, hắn chết, ngươi được lấy tiền bồi thường. Vương Khả giải thích. Ta? Đại ca của ta? Sa Lão Nhị biến sắc. Đúng vậy, công ty Thần Vương ta với thái độ phụ trách với khách nhân, xác nhận thân phận tất cả người được lợi bảo hiểm, ta mất rất nhiều công sức, dựa vào nhiều quan hệ mới tìm được người được lợi ở nơi nào. Hôm nay mời ngươi đến vì trả tiền bồi thường. Vương Khả mở miệng nói. Bốn phương tám hướng, vô số đệ tử ma giáo trừng lớn mắt. Đùa cái gì vậy? Ngươi trả tiền bồi thường cho một tù nhân, hắn có một mệnh để lấy sao? Còn lớn tiếng nói như vậy, không phải là muốn hại chết hắn sao? Đại ca của ta chết rồi, đại ca của ta chết rồi. Mắt Sa Lão Nhị bỗng nhiên ướt ướt. Đến, nhìn xem, đây là 10 vạn cân linh thạch bồi thường, ngươi chỉ cần ký tên, tiền này ngươi tùy thời có thể lấy. Vương Khả vung tay. Nhất thời có thuộc hạ Vương Khả nâng 10 vạn cân linh thạch lên đài. 10 vạn cân linh thạch sao? Một vài người mới vào kim đan cảnh cũng không có được nhiều như vậy. Nhiều tiền như vậy bỗng nhiên đặt trước mặt cũng là vô cùng chói mắt. Rất nhiều người lộ vẻ tham lam, ánh mắt một đám nhìn Sa Lão Nhị đều tràn ngập hưng phấn. Một tù nhân mà thôi, người cũng xứng lấy tiền sao? Nhưng mà tôn và chư vị đường chủ đang ở trên đầu, mọi người mới khắc chế dục vọng mà thôi. Các đệ tử chính đạo ở Đại Trạch Vương gia cũng nhíu mày. Vương huynh đệ làm cái gì vậy? Sa Lão Nhị có thể lấy đi sao? Đúng vậy, như vậy không phải là tiện nghi đám đệ tử ma giáo sao? 10 vạn cân linh thạch này bồi thường thật không đúng lúc mà. Rất nhiều đệ tử chính đạo lo lắng cho Sa Lão Nhị. Sa Lão Nhị bị thương một hồi,
nhìn 10 vạn cân linh thạch này lộ vẻ chua xót. Ta hiện tại bị bắt rồi, tiền thì có tác dụng gì chứ? Hai huynh đệ các người còn nhân thân không? Vương Khả nhìn xa lão nhị. Còn đại ca ta còn có một đứa con. Chúng ta còn có cha mẹ. Tư chất cha mẹ chúng ta không đủ, không thể tu hành. Hiện giờ tuổi cũng đã già, đứa con của đại ca ta còn nhỏ, bọn họ không có khả năng kiếm sống. Vương Khả, người có thể giúp ta gửi tiền này cho cha mẹ, còn có con cháu của ta không? Cầu ngươi. Xà lão nhị bỗng nhiên kích động quỳ xuống. Không được. Một đám tà ma phía dưới nhất thời trừng lớn mắt. Người đưa tiền cho xà lão nhị, chúng ta có thể đoạt lấy, nhưng mà chuyển giao cho người khác thì chúng ta sao mà lấy? Nhưng Vương Khả căn bản không để ý tới tiếng kêu to của đám người phía dưới. Xà lão nhị, ngươi đừng vội quỳ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nhiều tiền như vậy giao cho phụ nữ trẻ con yếu đuối, ngươi cảm thấy bọn họ giữ có nổi không? Vương Khả nhìn xa lão nhị. Xa lão nhị biến sắc. Ta phái ngươi hỏi thăm hai huynh đệ các ngươi bị giết, bị bắt, cha mẹ ngươi còn có hai cháu của ngươi ở Lưu Sa Tông cũng không nhận được đãi ngộ liệt sĩ gì, ngược lại đã chuyển từ sơn môn của Lưu Sa Tông ra ngoài tiên trấn sống. Ngươi cảm thấy là vì nguyên nhân gì? Vương Khả hỏi. Cái gì? Nhất định là bát sư huynh độc ác kia. Thời điểm huynh đệ chúng ta ở tông môn, hắn không dám khó xử chúng ta. Chúng ta vừa xảy ra chuyện, hắn liền hại thân nhân ta. Xà lão nhị kinh sợ nói. Cho nên ngươi cảm thấy 10 vạn cân đinh thạch này đường đột giao cho cha mẹ ngươi, giao cho con cháu ngươi sẽ có kết quả như thế nào? Vương Khả hỏi. Còn có kết quả gì chứ? Đệ tử ma giáo không giật thì bắt sư huynh kia hoặc là sư huynh đệ khác cũng sẽ lặng lẽ giết cha mẹ hắn, sau đó cướp đoạt số tiền này. Một tà ma cười to nói. Cả người xa lão nhị nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Đa tạ, người nói cho ta biết, bằng không ta sẽ hại chết phụ mẫu và con cháu ta rồi. Xa lão nhị nhất thời hoảng sợ nói. Hiện tại người muốn xử trí số tiền này thế nào? Vương Khả nhìn xa lão nhị. Xa lão nhị biến sắc. Làm sao đây? Hiện tại lấy thì sẽ tiện nghi đám tà ma, mà đưa cho cha mẹ con cháu thì lại hại bọn họ. Hôm nay gọi ngươi đến là để giải quyết vấn đề này. Xa lão nhị, ta không thể cứu ngươi ra ngoài, nhưng mà ta có thể giúp ngươi giải quyết một chút vấn đề tài vụ. Đây là sản phẩm thứ hai của công ty Thần Vương, có thể hoàn mỹ giải quyết tất cả khốn khó của ngươi. Vương Khả nói. Có ý gì? Xa lão nhị sừng sốt. Tất cả đệ tử ma giáo đều tỏ vẻ tò mò. Vương Khả vung tay lên. Cách đó không xa, Đồng An An chỉ huy nhân viên công tác thả ra bức điền phúc thật lớn. Dầm một tiếng, bức điền phúc mở ra, trên viết hai chữ ngân hàng. Đây là... Xà lão nhị khó hiểu nhìn hai chữ này. Sản phẩm thứ nhất công ty Thần Vương ta gọi là bảo hiểm, nghiệp vụ bảo hiểm. Hôm nay sản phẩm thứ hai của công ty Thần Vương ta gọi là ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng. Vương Khả giải thích nói. Nghiệp vụ ngân hàng? Xà lão nhị khó hiểu nói. Đúng vậy, nghiệp vụ ngân hàng, cung cấp cho vay, cung cấp tồn trữ, chỉ cần trả phí quản lý có thể giải quyết vô số chuyện phức tạp trong cuộc sống. Vương Khả nói. Hả, có ý gì? Xà lão nhị trừng mắt khó hiểu nói. Lấy 10 vạn cân linh thạch này của ngươi làm ví dụ đi, ngươi có thể dùng nghiệp vụ tồn trữ, nói đúng hơn là gửi 10 vạn cân linh thạch này vào trong công ty Thần Vương ta, ai cũng không thể lấy, chỉ có người có thể lấy đi. Chỉ cần trả tiền chi phí quản lý nhất định, công ty Thần Vương ta sẽ thay ngươi bảo quản số tiền này. Thậm chí ngươi có thể chỉnh sửa người rút tiền, chỉ cần chi phí quản lý không nhiều lắm, ngươi có thể chỉ định cha mẹ ngươi, cháu của ngươi từng tháng đến ngân hàng của công ty Thần Vương lĩnh lượng nhỏ linh thạch một, dùng để sinh hoạt tu luyện. Một lượng tiền lớn bọn họ không thể rút, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nếu có một ngày đà chủ nào của ma giáo động lòng từ bi thả ngươi đi, ngươi cũng có thể bằng thân phận của ngươi, sau khi trả tiền quản lý, lãnh toàn bộ tiền thừa lại. Nghiệp vụ tồn trữ giải quyết tất cả nan đề của ngươi. Nghiệp vụ tồn trữ là lựa chọn sáng suốt nhất của ngươi bây giờ. Vương Khả buồn cười nói. Xà lão nhị vừa nghe nhất thời cả người run lên. Nghiệp vụ tồn trữ ngân hàng của Vương Khả này giống như làm riêng cho mình, số tiền này có thể để cha mẹ con cháu từ từ hưởng dụng, thực sự là rất tận tâm. Trong mắt của xa lão nhị bỗng nhìn ướt ướt.
Xa lão nhị, người không phải hoài nghi danh dự công ty Thần Vương ta chứ? Vương Khả cười nói, không, không nghi ngờ. Công ty Thần Vương nếu không có uy tín sẽ không trả cho ngươi 10 vạn cân đinh thạch này. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn Vương Khả. Ta muốn gửi 10 vạn cân đinh thạch này vào ngân hàng của ngươi, từng tháng cho cha mẹ ta, con cháu ta một ít tiền sinh hoạt đã được rồi. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Xà lão nhị kích động đến cả người run lên. Trong lúc nhất thời, tà ma dưới đài mở to hai mắt nhìn nhau. Đây là ý gì? Ngân hàng tồn chữ là cái quái gì vậy? Rất nhiều người còn ngây ngốc. Đại trạch vương gia ở phía xa đã trở nên sôi trào. Vương huynh đệ, đây là sản phẩm thiết kế riêng cho Xa lão nhị sao? Tồn chữ ngân hàng. Vương huynh đệ nghĩ thật chu đáo. Đúng vậy, chính đạo ta cần có người có lòng trách nhiệm như vậy. Vương huynh đệ quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Tuy không cứu được Xa lão nhị, nhưng mà cứu được cha mẹ con cháu của anh. Công ty Thần Vương quả thực như lời của Vương Khả nói, có lòng trách nhiệm với xã hội. Trong tán thưởng của mọi người, chỉ có Trường Chính Đạo mở lớn miệng. Mẹ nó, Vương Khả, người cũng quá đen rồi. Mua bảo hiểm còn có thể đánh đố, chết còn có thể được tiền bồi thường, nhưng mà tồn trữ ngân hàng này thì có được gì chứ? Người khác thả toàn bộ tiền vào túi ngươi, ngươi còn có mặt mũi thu phí quản lý? Người điên nào mà cần thứ này? Còn không đánh chết người đã là may mắn lắm rồi. Trường Chính Đạo trừng mắt nhìn phương xa. Ta muốn gửi, ta muốn gửi 10 vạn cân linh thạch vào công ty Thần Vương. Cảm ơn ngươi, Vương Khả. Xa lão nhị hô từ xa. Long Tiên Trấn, sân thượng tòa cao ốc Thần Vương. Ma Tôn, chuyện này người cũng quản sao? Vương Khả vậy mà công khai đền tiền bồi thường cho người chết chính đạo. Đường chủ đại nhất trầm giọng nói, hắn đang kiếm tiền chính đạo, khuếch trương phân đà thần long, có gì không ổn? Ma Tôn trầm giọng nói. Đường chủ đại nhất nhất thời nghẹn họng. Ma Tôn, ngươi vì sao lại ủng hộ Vương Khả như vậy? Khiến ta làm sao mà nói tiếp? Mang theo tâm tình buồn bực, đường chủ đại nhất tiếp tục nhìn về phía dưới. Vương Khả đang tiến hành giới thiệu sản phẩm thứ hai quán nghiệp vụ ngân hàng. Sau khi giải thích, một đám đường chủ đều trừng lớn mắt. Nghiệp vụ tồn trữ ngân hàng, ai mà điên với người tiền ở chỗ người, sau đó còn phải trả cho người phi chi phí quản lý, người cho rằng kẻ khác đều là kẻ ngu sao? Từ Bất Phàm trừng mắt kinh ngạc nói. Lúc trước ta từng điều tra Vương Khả, Vương Khả từng ở Chu Tiên Trấn quản lý tài sản. Quản lý tài sản kia là người sử dụng dịch vụ sẽ có thu hoạch lợi tức thật lớn. Nhưng mà tồn trữ ngân hàng này sao lại ngược lại, còn muốn người khác trả tiền cho hắn? Xem không hiểu mà, ai sẽ gửi tiền cho hắn giữ chứ? Chu Hồng Y nhíu mày nói. Ta muốn gửi, ta muốn gửi toàn bộ 10 vạn cân linh thạch vào công ty Thần Vương. Xà lão nhị ở phía dưới cảm động đến rơi nước mắt. Gửi ngân hàng cũng có tác dụng nhất định ư? Ma Tôn trầm giọng nói. Tác dụng, chỉ có tù phạm kia mới cần nghiệp vụ gửi ngân hàng này, người khác ai sẽ gửi tiền vào chỗ của Vương Khả chứ? Đại nhất đường chủ khinh thường nói. Bên dưới, Vương Khả bỗng nhiên mở miệng. Các vị, các người nghĩ rằng Xa lão nhị chỉ là phá lệ sao? Sao? Rất nhiều người đều nhìn Vương Khả. Đương nhiên là phá lệ. Ngoài người rơi vào tuyệt lộ như Xa lão nhị thì ai gửi tiền vào chỗ của ngươi? Rất nhiều người còn chưa lý giải được tác dụng của ngân hàng. Ta có thể nói cho mọi người, nó trân quý hơn tất cả pháp bảo của các ngươi từng gặp. Nó quan hệ tới tương lai của mỗi các người. Vương Khả cao giọng hét. Vương Khả, người nghĩ tất cả chúng ta là kẻ ngu sao? Một tà ma phía dưới cười lạnh nói. Vương Khả lắc đầu. Như vậy ta giải thích nhanh với mọi người một chút. Các ngươi thấy nhìn hàng trăm thi thể trên mộc trụ lâm kia sao? Lâm Phàm chỉ vào 750 thi thể phản đồ ma giáo bị sét đánh chết. Hả? Mọi người nhìn Vương Khả. Ma Tôn tử bi, không trách tội người thân. 750 phản đồ này phản bội Ma Tôn, thân nhân của bọn họ cũng không gặp liên lụy. Đây là nhân tâm của Ma Tôn, tất cả chúng ta cảm kích nhân tâm của Ma Tôn. Vương Khả hét lớn. Đám đường chủ kinh ngạc nhìn Vương Khả. Tên này bỗng nhiên nịnh bợ, khiến mọi người đều bất ngờ không kịp phòng bị mà. Người có việc gì thì cứ nói đi, bỗng nhiên nịnh bợ cái gì? 750 phản đồ bị bắt, ta đều kiểm tra rồi, tài vật trên người của bọn họ không còn lại chút gì. Vòng tay chữ vật, tất cả trang sức đều mất rồi. Vậy tất cả đều đi đâu? Còn có thể đi đâu? Một kẻ tù tội có tư cách gì có tài vật? Một tà ma nói. Vị huynh đệ này nói đúng, tài vật của bọn họ đều bị nhặt đi.
được làm vua, thua làm giặc. Lẽ ra nên như vậy. Nhưng mà ngươi cảm thấy thời điểm bị nhốt, bọn họ hối hận nhất là gì không? Vương Khả nói. Hối hận? Không sai. Ta hỏi mấy kẻ tù tội, bọn họ hối hận phản bội ma tôn, nhưng mà càng hối hận là không để lại chút tài vật nào cho thân thuộc giữ. Vương Khả nói. Tất cả tà ma nhíu mày. Thật giống như vị xa lão nhị này, hắn bị nhốt, không an tâm nhất là thân nhân của hắn. Ta dùng những tội phạm này ví dụ cũng không phải để các ngươi phản bội ma tôn, mà nói các ngươi biết, chính ma thường xảy ra chiến tranh, chính đạo ma đạo nhốt, ma đạo bị chính đạo nhốt, đều có thể xảy ra. Người có thể cam đoan cả đời đều bình an chắc? Vương Khả hỏi. Tất cả tà ma đều trầm mặc. Nhân sinh tràn ngập ngoài ý muốn, cho nên công ty thần vương ta trở thành bảo đảm của mọi người. Tỷ như nói, bán bảo hiểm, đánh đố nhân sinh. Ca ca của xa lão nhị này là người bất hạnh, cũng là người may mắn, bởi vì hắn cược thắng rồi. Tuy vẫn bất hạnh tử vong, nhưng lưu lại tiền đảm bảo người nhà sống bình yên một đời, trụ cột trong nhà ngã xuống nhưng vẫn có tiền bảo hiểm chống đỡ. Vương Khả nói. Giờ khắc này ví dụ rõ ràng, bất luận chính mà kỳ thực rất nhiều người để ý đến gia đình mình. Bảo hiểm phải đánh cược, rất nhiều người không quá thích, nhưng gửi ngân hàng không cần đánh cược, hắn vẫn có thể gửi linh thạch ở công ty thần vương, có thể gửi pháp bảo ở công ty thần vương, có thể gửi đan dược ở công ty thần vương, chỉ cần trả tiền quản lý nhất định. Công ty thần vương ta dựa vào biên lai gửi tiền, tùy thời có thể rút ra, thậm chí còn phục vụ định chế, tỉ như chỉnh sửa người rút tiền. Các người có 750 kẻ tù tội này, bọn họ nếu gửi tiền vào công ty thần vương tưởng trước, rồi đổi người rút tiền thành người thân, vậy bọn họ hiện tại cũng xem như chết có ý nghĩa. Nhưng mà bây giờ thì sao? Không có thứ gì nữa. Bọn họ hối hận, bọn họ chết không nhắm mắt. Vương Khả hét lớn. Sắc mặt mọi người cổ quái nhìn Vương Khả. Mẹ nó, không gửi tiền ở chỗ người sẽ chết không nhắm mắt sao? Ta gửi tiền chỗ em gái ta, cần gì gửi tiền chỗ thần công ty thần vương ấy? Một tà ma cười lại nói. Hỏi rất hay. Vương Khả nói. Hả? Người gửi tiền chỗ em gái của ngươi, người có từng lo lắng chờ ngươi trở về có thể lấy lại được tiền không? Vương Khả hỏi. Có ý gì? Tà ma kia có hiểu nói. Tà ma bên cạnh âm trầm nói. Ta và tỷ tỷ của ta bởi vì tiền sắp náo loạn kẻ thành kẻ thù rồi đây. Ta cũng vậy. Khi bạn ta vay tiền ta thì thái độ như là cháu ta vậy, nhưng bây giờ muốn đòi lại tiền, ta liền trở thành cháu của hắn. Khi mọi người bực tức, Vương Khả mở miệng lần nữa. Tiếp theo, cho dù người nhà ngươi tương thân tương ái, không bao giờ tranh cãi, vậy ngươi có từng lo lắng rằng một khi ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiền ngươi gửi tại chỗ của người nhà ngươi có thể trở thành họa sát thân không? Sống như xa lão nhị này. Nhất thời rất nhiều tà ma trầm mặc. Không có cách nào cam đoan, bởi vì hết thầy đều không thể xác định. Tồn tiền hơi khác, có thể không thu lại được nữa. Gửi tiền chỗ người nhà có thể trở thành họa sát thân, đúng hay không? Vương Khả hỏi. Nhóm tà ma trầm mặc. Nhưng công ty thần vương ta bất đồng, gửi tiền chỗ ta chỉ cần có biên lai giữ tiền là có thể đến lĩnh, lĩnh không được có thể hủy đại lâu ta, không cần cố kỵ gì. Giữ tiền cho người nhà ngươi có thể giống như xa lão nhị, đổi người lãnh tiền có đảm bảo an toàn. Chuyện này không giống như mua bảo hiểm. Mua bảo hiểm mất tiền là mất, ngươi chỉ cần đến gửi tiền, tiền vẫn luôn ở đó, tùy thời có thể rút ra, tiền vẫn còn tồn tại. Vương Khả khuyên nhủ. Nhóm tà ma bị Vương Khả xoay vòng, cảm giác lời nói của tên Vương Khả này có vấn đề, nhưng mà lại cảm thấy thật là có đạo lý. Trứng chìm không cần đặt trong rổ, một khi rổ ngã liền hai bàn tay trắng. Thừa dịp có tiền phải biết phối trí tài sản, như vậy cuộc sống của ngươi, của thân nhân ngươi mới có thể an ổn được, mới có thể chống đỡ các loại hiểm họa, làm trụ cột gia đình. Ngươi phải phòng ngừa chu đáo, gửi ngân hàng công ty thần vương là lựa chọn sáng suốt nhất của ngươi. Vương Khả cao giọng hét. Khuyên bảo của Vương Khả rốt cuộc đạt được hiệu quả. Dù sao thế đạo này, chiến trường chính ma xảy ra rất thường xuyên, nói không chừng khi nào xui xẻo bị bắt lấy, cho dù không chết thì cũng bị nhốt, vòng tay chữ vật cũng bị cướp sạch sẽ không còn. Đặt lượng lớn tài sản trong tay của người nhà cũng không an toàn, đặt trong tay của thân hữu lại không chắc có thể lưu lại, giấu ở địa phương không ai biết, mình mà chết rồi sẽ không còn nữa, có khác gì đặt trong vòng tay chữ vật. Đúng vậy, phối trí tài sản Vương Khả nói cũng là chuyện ta lo lắng đã lâu. Hay là gửi chút tiền vào công ty thần vương, tránh xảy ra ngoài ý muốn.
Một tà ma nhíu mày nói: "Đại trạch vương gia của Lăng Tiên Trấn ở đối diện." Trường Chính Đạo tỏ vẻ khinh thường: "Người nói bao hoa nhiều như vậy cũng vẫn là không lừa được tiền. Đặt tiền chỗ người, người không cho người ta lợi tức thì thôi đi, người khác còn phải trả tiền quản lý. Trên đời sao còn có người vô liêm sỉ giống như vậy? Loại chuyện này mà cũng nói được, người cho rằng có người sẽ mua sao?" Trường Chính Đạo thầm thì khinh thường. Triệu Tứ bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói: "Vương huynh đệ nói rất có đạo lý, ta chuẩn bị gửi một phần tiền vào công ty thần vương." "Ta cũng vậy, trứng chim không thể đặt trong rổ, Xà lão nhị kia là ví dụ tốt nhất." "Đúng vậy, lần trước ta bị tà ma bắt, tất cả tiền đều bị đám tà ma cướp hết, gà bay trứng vỡ. Nếu biết phối trí tài sản từ trước, có thể gửi tiền của công ty thần vương, ta cũng không cần bắt đầu lại từ đầu." "Ta cũng muốn gửi tiền, cũng có thể dọn một ít không gian cho vòng tay chữ vật." Một đám người bắt đầu trở nên ồn ào. Trường Chính Đạo nghe được những lời này trừng mắt lớn: "Các người đều bị tẩy não rồi sao? Thực sự gửi tiền vào túi của Vương Khả? Các người có bệnh sao? Nghiệp vụ ngân hàng này của Vương Khả không phải đang lừa tiền rành rành sao? Vòng tay chữ vật không đủ dùng, các người không thể mang theo hai cái sao?" Một viện lạc khác ở Long Tiên Trấn, Mạc Tam Sơn nhìn Vương Khả nước bọt bay tứ tung thổi phòng nghiệp vụ tổn chức ngân hàng cũng trừng mắt lớn: "Mẹ nó, còn có thể kiếm tiền như vậy? Vương Khả, người nghèo đến điên rồi sao? Trước kia tư liệu quản lý tài sản ta vẫn còn, ngươi còn chưa kiếm đủ sao? Hiện tại còn tâm đen hơn quản lý tài sản, để tiền vào túi ngươi còn có thu tiền quản lý. Công ty thần vương nát bét của ngươi là tổ chức lừa gạt quy mô lớn phải không?" Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả ở xa, chỉ là nhìn đám đệ tử ma giáo dục dịch phía xa, sắc mặt Mạc Tam Sơn tối sầm lại: "Các ngươi có bệnh sao? Còn chuẩn bị mắc mưu của hắn, đây rõ ràng là lừa tiền vào túi của hắn mà." Xa xa, Vương Khả chờ đợi mọi người xôn xao, lần nữa hô lên: "Có lẽ có người sẽ nghĩ công ty thần vương không phải là kẻ lừa gạt sao? Gạt chúng ta để tiền vào công ty thần vương, toàn bộ rơi vào túi của Vương Khả ngươi. Loại kỹ xảo cấp thấp này ai mà không nhìn ra? Đây là gạt tiền, đây là tập đoàn lừa đảo." Vương Khả cười to nói: "Tứ Vương, Trường Chính Đạo, Mạc Tam Sơn và một đám đường chủ sắc mặt đều cứng đờ. Ngươi biết thuật đọc tâm sao? Trong lòng chúng ta nghĩ gì mà ngươi cũng đều biết à? Ta muốn nói cho các ngươi, các ngươi gửi một phần tiền ta cũng sẽ không đụng vào, đồng thời tiền này cũng sẽ không ở mãi trong công ty thần vương. Ta sẽ bằng vào thời gian ngắn, tốc độ nhanh nhất trả lại tiền tồn vào trong túi các ngươi. Các ngươi cảm thấy để tiền trong công ty thần vương không an toàn, vậy số tiền này toàn bộ trả lại vào túi của các ngươi, an toàn rồi chứ?" Vương Khả cười hỏi: "Hả, là ý gì?" Rất nhiều người tỏ vẻ khó hiểu. "Được rồi, trong nghiệp vụ ngân hàng còn có nghiệp vụ cho vay." Vương Khả chỉ vào chữ trên tấm tuyên truyền: "Nghiệp vụ cho vay ngân hàng là có ý gì?" Rất nhiều người trừng mắt khó hiểu. "Ý là các người tu luyện tới bình cảnh cần linh thạch xông quan, đánh nhau cần linh thạch bảy trận, hoặc thời điểm thiếu linh thạch, thiếu tiền, có thể đến công ty thần vương thực hiện nhiệm vụ cho vay. Người muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần công ty thần vương có, đều có thể cho người mượn. Thậm chí chỉ cần có điều kiện, tiền gửi ngân hàng của công ty thần vương cũng có thể cho người mượn." Vương Khả cười nói: "Lại còn có cái chuyện tốt này." Vô số người kinh ngạc nói. Trong nháy mắt vô số người hưng phấn: "Thiếu tiền, ai không thiếu tiền? Người càng có tiền thì càng thiếu tiền. Ta thiếu tiền, có thể đến chỗ của người lãnh, lãnh bao nhiêu cũng được." Một vài người vừa nhìn Vương Khả không thuận mắt, đột nhiên cảm thấy Vương Khả đặc biệt anh tuấn đẹp trai. Đại trạch vương gia, Trường Chính Đạo trừng mắt nhìn xa: "Không hợp lý mà, nghiệp vụ cho vay ngân hàng, vì sao tiền vào túi Vương Khả có thể lấy ra được nữa? Hay là hắn chủ động lấy? Đều không hợp lý. Hắn đã đen thành dạng gì rồi chứ, còn có thể cho mượn tiền, nằm mơ đi." Ở một tiểu viện khác: "Vương Khả là cho vay nặng lãi à? Thứ này ở khu phàm nhân có thể, người đến tu tiên giới không thể thực hiện được. Đến lúc ôm tiền chạy ngươi có thể làm gì?" Mạc Tam Sơn mờ mịt nói. Xa xa, Vương Khả nhìn nhóm tà ma sôi trào phía dưới: "Các người từng có lúc nào thiếu tiền không?" Vương Khả nhìn đám đệ tử ma giáo: "Có." Tất cả tà ma đều hô lên: "Về sau có công ty thần vương ta, các người không bao giờ thiếu nữa." Vương Khả cười to nói. Rất nhiều người tỏ vẻ chờ mong nhìn Vương Khả.
Vương Khả ngươi cho người ta mượn tiền của ta, vậy làm sao đảm bảo cha mẹ ta con cháu ta? Xà lão nhị bên cạnh bỗng nhiên lo lắng nói. Yên tâm, tồn chữ cho vay là không mâu thuẫn. Ngươi cảm thấy ta cho mượn tiền của ngươi, người vay tiền sẽ không trả sao? Vương Khả cười nói. Phía dưới rất nhiều người trầm mặc. Chúng ta bằng bản lĩnh mượn tiền, vì sao phải trả? Đương nhiên lời này không thể nói rõ, chờ mượn rồi nói sao. Sẽ trả sao? Xà lão nhị không xác định nói. Đương nhiên. Ngươi cho rằng tiền này là muốn mượn thì mượn sao? Hắn không có vật gắn nợ vượt mức. Công ty Thần Vương không phải coi là tiền như rác đâu. Dựa vào cái gì mà vay tiền? Điều kiện tiên quyết chúng ta muốn vay tiền là phải cam đoan hắn có tiền trả, bằng không sinh nợ khó đòi làm sao? Vương Khả giải thích. Vật gắn nợ? Xà lão nhị sừng sốt. Đúng vậy, tỉ như có người muốn mượn 1 vạn cân linh thạch, hắn không có vật gắn nợ, ta làm sao yên tâm cho hắn mượn tiền? Chỉ cần tồn trữ vật gắn nợ ở công ty Thần Vương, công ty Thần Vương mới cho mượn. Mượn 1 vạn cân linh thạch, ta gắn nợ vật giá trị 2 vạn cân linh thạch, tỉ như pháp bảo, đan dược, binh khí, trận đồ, nhất thời không dùng đến, nếu ai không trả tiền, ta bán vật đó gắn nợ nửa giá sẽ không khó chứ? Vương Khả hỏi. Bán nửa giá? Không khó, không khó. Xà lão nhị mờ mịt gật đầu. Vương Khả, vì sao còn cần vật gắn nợ? Một tà ma không thoải mái hỏi. Các người cần tiền gấp, chẳng lẽ còn nghĩ không trả sao? Công ty Thần Vương cũng không phải là cơ cấu từ thiện, là một công ty chính quy, không có vật gắn nợ, ai cho ngươi mượn tiền? Vương Khả chất vấn nói. Sắc mặt tà ma kia cứng đờ. Ta vốn không chuẩn bị trả tiền. Trường Chính Đạo thở vào. Ta đã nói rồi, còn tưởng rằng tên Vương Khả tặng tiền không cho người khác. Mẹ nó, vật gắn nợ gấp đôi giá trị, tâm ngươi thực là đen đấy. Người khác không trả được tiền, ngươi còn kiếm được gấp đôi. Cái gì mà bán nửa giá, cây rắm ấy. Ta khi nào thấy người lỗ tiền đâu? Vương Khả, người khác gì để cho vay nặng lãi? Một tà ma không thoải mái nói. Đừng lo lắng, chúng ta là nghiệp vụ ngân hàng, lợi tức cho vay rất thấp, bất đồng với cho vay nặng lãi. Tất cả mọi người đều trả nổi, là công ty đàng hoàng, các người yên tâm, tuyệt đối không cho tiền vay nặng lãi. Lợi tức vay tiền cũng bất đồng, 1 năm thấp nhất chỉ cần lợi tức 3%, cao nhất không vượt quá lợi tức 8%. Chúng ta đều có chế độ rất rõ ràng. Vương Khả trịnh trọng nói. Phía dưới bỗng nhiên trầm mặc. Lợi tức 3%, thật không cao. Vậy ngươi làm sao kiếm tiền? Xa xa rất nhiều người trong nhóm tà ma lộ ra bất mãn, nhưng mà cũng có vài tà ma chờ mong. Dù sao nghiệp vụ cho vay tiền này thật tốt, lợi tức không cao, mình gắn nợ vài vật, sau này trả lại thì được rồi. Các vị thấy sao? Các người gửi tiền ngân hàng không phải là vào túi ta, ta cho người khác mượn hết, vẫn trong túi các người. Công ty Thần Vương ta không kiếm tiền, chỉ kiếm chút phí vất vả, phí quản lý. Về lợi tức chỉ là để nhân viên công tác chạy việc có thêm tiền mua chân gà mà gạo thôi, chúng ta không kiếm tiền. Vương Khả nói. Nghe Vương Khả nói như vậy, tất cả mọi người trầm mặc, giống như Vương Khả thực chỉ kiếm chút phí quản lý và chút lợi tức thật vậy. Thật sự không kiếm tiền sao? Nhưng mà bọn Trương Chính Đạo lại tỏ ra khó hiểu. Tốc độ kiếm tiền này thực không bằng bảo hiểm, chút lợi tức ấy thì có thể làm gì? Ngân hàng này của Vương Khả không khả quan lắm. Vương Khả cũng giải thích vòng chuyển xuất cho mọi người. Tuy tiền gửi, tiền cho vay không nhiều, nhưng mà tiền ngân hàng vẫn quay vòng. Mẹ nó, một lần gửi tiền kiếm 1 phần, 1 năm có thể quay vòng 10 lần. Không phải là kiếm toàn bộ trở lại chứ? 2 năm liền trở mình, từ từ sẽ tới. Nước bên trong sâu bao nhiêu, ta làm sao có thể nói cho các ngươi? Chỗ Đại Trạch Vương gia, nghiệp vụ ngân hàng này của Vương huynh đệ giống như thực sự kiếm không được bao nhiêu tiền. Kiếm một chút tiền quản lý và lợi tức chỉ đủ chi tiêu cho trận hạ nhân thôi sao? Một đám đệ tử chính đạo nhíu mày. Vương huynh đệ làm việc chưa bao giờ kiếm tiền. Bán bảo hiểm người cho là thực sự vì kiếm tiền sao? Đó là tạo đảm bảo cho liệt sĩ. Mở ngân hàng là vì cái gì? Để người tu hành vào thời khắc mấu chốt không có phiền não vì tiền, cũng không để mọi người có thể phối trí tài sản, đảm bảo cho mọi người, để mọi người có tương lai hạnh phúc. Triệu Tứ trầm tư nói. Trường Chính Đạo nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Bởi vì Trường Chính Đạo hiểu rõ Vương Khả nhất. Mẹ nó, không kiếm tiền, Vương Khả bận rộn nhiều như vậy làm gì? Nghiệp vụ ngân hàng này còn phiền phức hơn bảo hiểm, sau đó lại còn phải quan tâm tới nhiều việc rườm rà như là giám định, mượn nợ, bảo an, bán đấu giá. Vương Khả thật không là kiếm tiền sao? Thật là không hợp lý mà. Trường Chính Đạo lâm vào trầm tư. Xa xa, Vương Khả có thể thấy rất nhiều người động tâm, nhất thời nở nụ cười. Các vị,
Ta nghĩ rất nhiều người nghi ngờ công ty Thần Vương là vì sao kiếm chút tiền như vậy lại còn phải lao lực như thế. Ta đã sớm nói rồi, công ty Thần Vương là bán tương lai, bán hạnh phúc. Hạnh phúc của các ngươi là hạnh phúc của công ty Thần Vương. Ta hy vọng ở trên đường tu hành các vị không phiền não vì chữa thương, bệnh nặng, bình cảnh. Ta hy vọng người tu tiên của thập vạn Đại Sơn sẽ không lo ngại mà không thể tu tiên thông thả. Ta hy vọng tươi cười trên mặt của các người sẽ càng nhiều hơn. Ta hy vọng giới tu hành của thập vạn Đại Sơn càng đạt thêm phồn vinh hưng thịnh. Vương Khả vừa nói ra những hy vọng này, rất nhiều người trầm mặc. Vương Khả, người thật là phẩm đức cao thượng như vậy à? Hay lắm. Đồng An An hô lên đầu tiên. Vương huynh đệ, chúng ta duy trì công ty Thần Vương ơi. Một đám người gài sẵn bên dưới cũng hô lên. Ta muốn gửi tiền vào công ty Thần Vương ơi. Có người hô lên. Ta muốn một khoản tiền ở công ty Thần Vương ơi. Lại có người hô lên. Trong lúc nhất thời, nghiệp vụ ngân hàng này của Vương Khả được mọi người nhiệt tình ủng hộ. Rất nhiều người đều trở nên hưng phấn. Đương nhiên, phần lớn ồn ào đều là bạn hữu ở nơi chơi mặt trượt với Vương Khả. Xa xa, Mạc Tam Sơn, Trương Chính Đạo ngạc nhiên nhìn hình ảnh kia. Trên đại lâu, ba đại đường chủ cũng lộ vẻ mặt cổ quái. Nghiệp vụ ngân hàng nát bét này thực được người yêu ái như vậy. Vẻ mặt của Từ Bất Phàm cổ quái. Ta cũng không rõ Vương Khả này vì sao chứ. Chu Hồng Y nhíu mày. Đường chủ đại nhất cũng nhíu mày nghi hoặc, hiển nhiên nhìn không rõ nội hàm bên trong. Vương Khả. Một thanh âm vang lên. Thanh âm này vừa vang lên thì mọi người nhất thời yên tĩnh. Vương Khả biến sắc, quay đầu nhìn Ma Tôn trên đỉnh lầu. Dạ, Ma Tôn có gì phân phó? Tất cả mọi người nhìn Ma Tôn. Nghiệp vụ ngân hàng của ngươi là thật sao? Ma Tôn trầm giọng hỏi. Mỗi lời thuộc hạ nói đều là thật, giống như bán bảo hiểm vậy, uy tín hàng đầu, tuyệt không chút dối trá. Mong Ma Tôn yên tâm, nếu có chút nào dối trá, Vương Khả ta khẩn cầu hai đạo chính ma thập vạn Đại Sơn cứ đuổi ta mà giết. Vương Khả hét lên hùng hồn. Được, bản tôn tin lời của ngươi. Lần này đại chiến chính ma giáo tất nhiên có rất nhiều đệ tử bị thương thiếu thuốc. Ngươi đột phá thiếu đàn, đủ loại nguyên do, còn thiếu linh thạch. Ma giáo có quy củ của ma giáo, bản tôn không thể ban thưởng toàn bộ, nếu không sẽ không công bằng. Ngân hàng này của ngươi giải quyết lo âu của ma giáo, bản tôn muốn gửi ngân hàng công ty Thần Vương 500 vạn cân linh thạch. Nhưng mà ngươi phải nhanh chóng cho đệ tử ma giáo vay, giúp đệ tử ma giáo giải quyết khó khăn, nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Ma Tôn trầm giọng nói. Wow. Tứ Vương nhất thời ồ lên kinh ngạc. 500 vạn cân linh thạch, Ma Tôn cũng gửi ngân hàng, thật hay giả vậy? Đại Trạch Vương gia xa xa, một đám đệ tử chính đạo trừng mắt lớn. Chỉ có Trường Chính Đạo là vỗ trát lên miệng mình. Mẹ nó, ta phát điên gì vậy? Có chuyện hoài nghi nghiệp vụ ngân hàng không thể kiếm tiền. Ta có bệnh sao? Đây chỉ là mới bắt đầu, đã có 500 vạn cân linh thạch đập đến, so sánh với tiền kiếm về ta vẫn còn quá non. Trường Chính Đạo tự phê bình mình. Xa xa, Vương Khả nhìn Ma Tôn trên đại lâu, vẻ mặt cũng kinh ngạc. Nghiệp vụ ngân hàng là một quá trình chậm rãi, ta đã chuẩn bị chậm rãi lựa chọn cho nhóm vay đầu tiên để thu giữ chữ tín. Ma Tôn lại đập đến 500 vạn cân linh thạch, cũng quá là đột ngột. Đa tạ Ma Tôn, thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng của Ma Tôn, bằng tốc độ nhanh nhất cho mượn tất 500 vạn cân linh thạch này. Vương Khả kích động bái lệnh. Có Ma Tôn làm quảng cáo sống, ai còn dám hoài nghi nghiệp vụ ngân hàng có vấn đề chứ. Phí quảng cáo này cũng không chỉ là 500 vạn cân linh thạch không thôi. Trong lúc nhất thời, nhiều người còn hoài nghi nghiệp vụ ngân hàng của công ty Thần Vương đều đã yên lòng. Nhìn xem, cả Ma Tôn cũng gửi tiền, chúng ta còn sợ cái gì chứ. Vương huynh đệ, ta muốn gửi ngân hàng, chỉnh sửa người rút tiền, tạo bảo đảm cho người nhà của ta. Vương huynh đệ, ta muốn vay tiền, ta muốn đột phá. Vương huynh đệ, khi nào có thể vay tiền? Nhất thời ở phía dưới trở nên náo nhiệt. Các vị không cần gấp, đăng ký trước, đăng ký xong rồi thông qua xét duyệt tài chính sẽ nhanh chóng xét duyệt. Các vị, bên kia có nhân viên công tác của công ty Thần Vương ta, mời qua đó đăng ký. Vương Khả hưng phấn hô lên. Thuộc hạ của Vương Khả là một đám đệ tử Vương gia, đã sớm được huấn luyện thành thục, rất nhanh bày ra 100 cái bàn, phát bảng phiếu điền cho đám người gửi tiền vay tiền. Đồng An An lập tức sắp xếp người duy trì trật tự, ngàn vạn lần không thể để xảy ra chuyện gì không may. Vương Khả cười tuét tuét, chuyện này cũng quá là thuận lợi rồi, được duy trì của Ma Tôn, mình có thể giảm đi nhiều lời phế tài. Về phần có thể kiếm tiền hay không
các người mới tiếp xúc ngân hàng thì biết cái quái gì. Đến chỗ ta hỏi thử, ngân hàng ai mà không kiếm tiền, tại đây còn là lũng đoạn. Hội tuyên bố sản phẩm hôm nay chấm dứt tại đây. Các vị muốn dùng nghiệp vụ ngân hàng qua bên kia đăng ký, tại hạ xin cáo lui trước. Vương Khả thi lễ với mọi người. Chỗ xa lão nhị có thuộc hạ mình an bài kê khai, những người khác cũng an bài xong rồi. Vương Khả tự nhiên rời đi, đi bồi bạn bên đại kim chủ Ma Tôn trên đỉnh lâu. Hội tuyên bố sản phẩm chấm dứt, Vương Khả vội vàng chạy lên đỉnh lâu. Người đâu? Sao chỉ có mình ngươi? Vương Khả kinh ngạc hỏi. Trong văn phòng Vương Khả, Ma Tôn, Từ Bất Phàm, đường chủ đệ nhất đều không còn, chỉ còn lại Chu Hồng Y ngồi trên ghế uống rượu. Vừa rồi bọn họ đều đi cả rồi, ta phải đợi Thanh Nhi, một hồi cũng phải đi đấy. Chu Hồng Y uống rượu nói. Đi rồi? Không phải chứ, sao lại đi rồi? Ma Tôn vừa đáp ứng cho ta 500 vạn cân linh thạch mà. Vương Khả lo lắng nói. À, Ma Tôn để ta chuyển giao cho ngươi, trong vòng chữ vật này có 500 vạn cân linh thạch. Chu Hồng Y lấy ra một vòng chữ vật. Vương Khả đưa tay tiếp nhận, nhất thời điều tra lên. Sau khi điều tra, thở phào nhẹ nhõm. Ma Tôn quả nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, nói 500 vạn thì đúng 500 vạn. Vương Khả cười nói, tiểu tử ngươi thật may mắn quá. 500 vạn cân linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, Ma Tôn lại để ngươi tùy ý chi phối. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cái gì mà để ta tùy ý chi phối? Đây đều là cho đệ tử ma giáo vay. Lời ngươi nói giống như là Ma Tôn cho ta vay tiền tiêu vậy. Sau này ta còn đưa lại cho Ma Tôn lượng lớn biên lai gửi tiền đấy. Vương Khả trừng mắt nói. Vẻ mặt Chu Hồng Y cổ quái. Vương Khả, ngươi nói thật với ta đi, ngân hàng này của ngươi chuẩn bị lừa tiền thế nào? Lừa tiền cái gì? Làm sao mà lừa tiền? Chu đường chủ, thân thì thân, ngươi đừng có vu khống ta. Vương Khả trừng mắt giận dữ nói. Ta vu khống ngươi? Chuyện tiểu tử ngươi làm ta còn không rõ sao? Sự kiện nào mà không phải là vì kiếm tiền? Bảo hiểm không phải vì kiếm tiền sao? Tuy ngươi tỏ ra thật rộng lượng, bồi thường gần 100 vạn cân linh thạch, nhưng mà ngươi đã lời 900 vạn cân linh thạch, ngươi làm sao mà không nói? Ngân hàng này rõ ràng là phiền toái hơn bảo hiểm, ngươi còn liều mạng tuyên truyền, khẳng định là kiếm được nhiều hơn. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Nào có, tiền này ta đều để đệ tử ma giáo vay, ta không kiếm tiền nào. Vương Khả nhất thời cười nói. Cái dám ấy. Chu Hồng Y trừng mắt. Thật là không kiếm tiền mà. Vương Khả càng cười lớn hơn. Chu Hồng Y lạnh lùng nhìn Vương Khả, rõ ràng biết Vương Khả đang trợn mắt nói dối. Vì sao ta lại không nhìn thấy chứng cứ gì? Thủ đoạn kiếm tiền của ngươi học được ở đâu vậy? Nhưng bọn họ vì sao đều đi rồi? Ta còn có việc tìm từ đường chủ và đường chủ đệ nhất đó. Vương Khả tiếc hận nói. Hả? Chu Hồng Y hiếu kỳ hỏi. Thôi, bọn họ đi rồi thì thôi, Chu đường chủ ngươi vẫn còn ở đây cũng là còn may. Chu đường chủ, ngươi xem, Ma Tôn cũng duy trì đệ tử ma giáo khôi phục nguyên khí rồi, gửi 500 vạn cân linh thạch vào công ty Thần Vương, ngươi có muốn gửi một chút hay không? Vương Khả chờ mong nhìn Chu Hồng Y. Chu Hồng Y sửng sốt. Tiểu tử ngươi lừa tiền còn lừa cả chân đầu ta. Nào có, ta chỉ muốn làm việc vì đệ tử ma giáo mà thôi, đều là vì ma giáo. Ngươi là đường chủ, hẳn là hưởng ứng kêu gọi của Ma Tôn, gửi tiền nhờ một chút đi, cho dù không giữ được cho nhân thân thì cũng có thể trợ giúp đệ tử ma giáo cực khổ. Vương Khả khuyên nhủ. Thối lắm, người chết tâm đi, muốn lừa tiền từ trong tay ta, nằm mơ đi. Chu Hồng Y nhất thời đứng dậy. Hay, Chu đường chủ, đừng có gấp, chúng ta lại tâm sự thêm đi. Người không xem trọng nghiệp vụ ngân hàng, ta vẫn còn nghiệp vụ bảo hiểm mà. Vương Khả nhất thời lên tiếng nói. Chu Hồng Y đen mặt. Vương Khả, người ít giả bộ đi. Hiện tại ta còn chưa nhìn ra, nhưng mà không sao, rất nhanh ta sẽ biết ngân hàng của ngươi làm sao mà lừa tiền. Ta thật không kiếm tiền, Vương Khả tận tình khuyên bảo nói. Thanh Nhi, chúng ta cần phải đi, tiếp tục nữa ta nhịn không được muốn đánh người rồi. Vậy đi thôi, bồi ta đi Long Tiên Trấn mua chút trang sức đi. Dưới lầu truyền đến thanh âm vui vẻ của Nhiếp Thanh Thanh. Hiển nhiên đối thoại của Vương Khả và Chu Hồng Y đã bị Nhiếp Thanh Thanh nghe thấy hết. Nhiếp Thanh Thanh cũng không xem trọng ngân hàng này, hiển nhiên cũng không định gửi tiền vào ngân hàng này. Hừ, Chu Hồng Y hừ lạnh với Vương Khả, đạp lên mặt đất. Chu Hồng Y phóng lên cùng Nhiếp Thanh Thanh rời khỏi. Không gửi tiền thì thôi, còn hừ ta cái gì, tán gẫu một chút cũng không được sao? Các người quá là keo rồi. Vương Khả thất vọng.
Long Tiên Trấn, Đại Trạch Vương gia. Trường Chính Đạo nhìn đám đệ tử Chính Đạo tán gẫu khí thế ngất trời bên cạnh. Đám đệ tử Chính Đạo này đều nói đến nghiệp vụ ngân hàng của Vương Khả, một bộ phận muốn gửi tiền, một bộ phận muốn vay tiền. Nghiệp vụ ngân hàng này còn chưa khai trương, Chính Đạo đã có nhu cầu lớn như vậy, vì sao ta không thể hiểu được? Vương Khả, ngươi làm sao có mặt mũi nói đến không kiếm tiền? Trường Chính Đạo ghen tị nói. Một viện lạc khác, Mạc Tam Sơn cười lạnh. Vương Khả, nhìn ngươi thuận lợi như vậy, đáng tiếc mệnh không lâu nữa. Vừa rồi Chu Ma không được công đức, Long Tiên Trấn hẳn không chỉ có mình ta là Nguyên Anh cảnh, còn có Nguyên Anh cảnh Chính Đạo khác nhìn thấy, ngươi chết chắc rồi. Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Điện chủ, Vương Khả thật là tà ma sao? Không sao, ta để các người thông chi tông chủ đến Long Tiên Trấn, vì sao không tin tức? Mạc Tam Sơn trầm giọng hỏi. Tông chủ phái người truyền tin, ngày mai sẽ tới. Thuộc hạ kia cung kính. Ngày mai? Ngày mai ta chờ tông chủ quân pháp bất vị thân. Mạc Tam Sơn cười to. Điện chủ, hiện tại người có thương tích trên người, không nên quá đại hỉ đại bi, dễ dàng bị rách miệng vết thương. Một thuộc hạ khuyên nhủ. Sắc mặt của Mạc Tam Sơn cứng đờ, cả người run rẩy, hiển nhiên đã là rách miệng vết thương. Mạc Tam Sơn không biết, khi Chu Hồng Y, Nhất Thanh Thanh rời đi không lâu, văn phòng Vương Khả lần nữa có một thân ảnh bước vào. Sư tôn, người đến thật đúng lúc. Ta để thuộc hạ mang người đi thang máy phụ, để sư tôn tiến vào trước, mong sư tôn không phiền lòng. Vương Khả lập tức cung kính. Trần Thiên Nguyên được thuộc hạ Vương Khả lặng lẽ dẫn vào tòa cao ốc thần vương. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Không sao, nào có chuyện gì lớn? Mau, sư tôn, Định Quang Kính đâu? Mau đưa công đức Chu Ma cho ta. Vương Khả lo lắng thúc giục Trần Thiên Nguyên. Sắc mặt Trần Thiên Nguyên trở nên cổ quái. Hai tháng trước Vương Khả để Trương Chính Đạo gửi thư gấp cho mình, để mình hỗ trợ che giấu thân phận. Mình đường đường là tông chủ Thiên Lang Tông, lại trở thành chân chạy việc cho ngươi. Nghiệt đồ mà. Ngươi yên tâm, Định Quang Kính này ta đã giúp người dung nhập vào Thiên Lôi Chu Ma trận, sau đó chôn dưới mộc trụ lâm. Vừa rồi ta mang đi, đã xem rõ ràng, toàn bộ công đức Chu Ma đều dẫn vào Định Quang Kính, không thiếu phần của ngươi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng. Ta biết sư tôn sẽ không tham ô công đức của ta mà. Quan trọng là ta hiện tại thiếu rất nhiều công đức. Mau lên, ta sắp bị thiêu cháy rồi, ta cần công đức. Vương Khả vội vàng nói. Vẻ mặt Trần Thiên Nguyên lộ vẻ kỳ quái, vung tay lên, lấy ra Định Quang Kính, lấy ra công đức Chu Ma bên trong là một hình cầu màu vàng thật lớn. Sư tôn, phiền ngươi hộ pháp giúp ta, hàn khí trong cơ thể ta đã sắp không thể áp chế. Vương Khả lập tức tiếp nhận công đức. Vù một tiếng, công đức nhập thể, Vương Khả nhanh chóng khoanh chân ngồi. Trong lúc nhất thời, công đức quần quận tiến vào đan điền, nhìn chọc chân khí đan điền tràn ngập công đức, bắt đầu đổi thành màu bình thường. Màu đen, màu xám, ám vàng, vàng nhạt, vàng rực. Vù một tiếng, chọc chân khí hoàn toàn biến thành màu vàng. Khô nóng trong cơ thể biến mất. Chân khí trong đan điền, chân nguyên chợt tắt. Bang một tiếng, cơ thể Vương Khả đột nhiên dâng lên dòng khí lưu thật lớn, tràn ngập bốn phía. Kim đan cảnh. Trần Thiên Nguyên bất ngờ, vung tay lên. Trần Thiên Nguyên ngăn cản động tĩnh bốn phía, không để ngoại giới phát hiện tình huống bên trong. Tuy nhiên Trần Thiên Nguyên còn hơi giận Vương Khả, nhưng mà cũng cực kỳ vừa lòng với tên đệ tử như Vương Khả. Dù sao chỉ cần có 3 năm, Vương Khả đã đạt tới kim đan cảnh, xem như là kỳ tài tu luyện. Về phần Vương Khả có phải đệ tử chính đạo hay không, Trần Thiên Nguyên căn bản không cần hoài nghi. Không phải đệ tử chính đạo, làm sao mà có công đức Chu Ma? Chuyện này có cần phải nghiệm chứng sao? Nhưng là đệ tử chính đạo lại có thể trà trộn ma giáo thuận lợi như vậy, cũng xem như là chuyện kỳ quái nhất mà Trần Thiên Nguyên từng nhìn thấy. Đám tà ma kia không phải là mù mắt rồi sao? Còn có ma tôn kia cũng mù nốt à? Vì sao bị Vương Khả che mắt như vậy? Vương Khả nhìn chằm chằm đan điền, chọc chân khí hoàn toàn biến thành màu đen, tu vi tự nhiên đột phá, chân khí quần quận hoàn toàn biến thành chân nguyên, giống như là dòng suối nhỏ màu vàng chạy dọc ở trong kinh mạch cơ thể, hơn nữa không ngừng hội tụ trong trung tâm đan điền, lốc xoáy chân khí ban đầu biến thành nội đan màu vàng lúc ảo lúc thật. Hư đan ngưng tụ, kim đan cảnh tầng 1. Vương Khả kinh ngạc vui vẻ nói. Vui vẻ không chỉ như thế, Vương Khả phát hiện khi tu vi bộc phá, đại nhật bất diệt thần kiếm trong đan điền khẽ run lên, giống như là bị mình dẫn động vậy. Đây là tin tức tốt thiên đại mà. Nhưng Vương Khả cũng không lấy ra thử, dù sao bên cạnh vẫn còn có người, mình cũng không ngốc. Thở phào, Vương Khả mở mắt, một luồng kim quang nở rộ trong hai mắt. Sao rồi? Trần Thiên Nguyên ngồi trên ghế sofa,
uống rượu ngon, tự mang theo, tò mò hỏi: đa tạ sư tôn hộ pháp, đệ tử đã đạt tới kim đan cảnh. Đệ tử từ nay có thể ngự kiếm phi hành. Vương Khả kích động nói: ờ, trong giới này phi hành ngự kiếm là kỹ thuật sống, không có thể lập tức thuần thục. Người mới vào kim đan cảnh, rất nhiều người khi học bay đều rơi ngã rất nhanh, có không ít ngã đến mức không thể tự gánh vác cuộc sống nữa. Trần Thiên Nguyên giăn dạy. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Người thực vật sao? Hey, được rồi, sư tôn ta sẽ cẩn thận. Tối qua ta thấy Mạc Tam Sơn ám sát người, người có hiểu lầm gì với Mạc Tam Sơn sao? Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ. Mạc Tam Sơn kia là bị điên, ta cũng không biết vì sao hắn cứ nhắm vào ta. Vương Khả nhất thời tố khổ. Hắn có lẽ nghĩ rằng ngươi là tà ma. Ngươi yên tâm, ta sẽ thải giải thích cho hắn, chính là chuyện công đức trù ma hôm nay của ngươi. Trần Thiên Nguyên nói. Đừng sư tôn, ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Vương Khả kinh hãi. Hả? Mạc Tam Sơn kia bị điên, nếu hắn biết hôm nay ta và sư tôn cùng nhau diễn một vở tuồng, lặng lẽ giấu công đức trù ma, hắn khẳng định sẽ tiết lộ ra ngoài. Vạn nhất tiết lộ vào tay đường chủ ma giáo, đệ tử khó mà thoát khỏi cái mạng. Vương Khả vội giải thích. Không đến đó đi, hắn tiết lộ sao? Trần Thiên Nguyên kinh ngạc. Như vậy đấy, Mạc Tam Sơn nhất định sẽ như vậy. Hắn ám hại ta không biết bao nhiêu lần rồi. Sư tôn, người nhất định không được tiết lộ. Hiện tại đệ tử ở ma giáo trà trộn vào thật gian nan, giống như là chơi với lửa vậy, chỉ cần vô ý là sẽ vạn kiếp bất phục. Vương Khả lo lắng khuyên can. Sắc mặt Trần Thiên Nguyên cổ quái. Người trà trộn vào ma giáo thật là gian nan. Mẹ nó, người cho rằng vi sư ta bị mù sao? À, mình xin ngừng tập này đây nha mọi người. Vậy còn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 63. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập 63. Long Tiên Trấn, tòa cao ốc Thần Vương, văn phòng Vương Khả. Sư tôn, Mạc Tam Sơn kia có vấn đề, người nhất định phải cẩn thận. Lần trước làm trò trước mặt ma tôn, hắn muốn ám sát ta, hắn còn nói hắn cùng Nhấp Thành Thành cùng nhau nhập ma. Vương Khả giải thích. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Mạc Tam Sơn từng giải thích với ta, hắn nghĩ ngươi là tà ma mới động thủ với ngươi. Vương Khả biến sắc. Lão xảo quyệt Mạc Tam Sơn này làm chuyện thật cẩn thận, còn làm công tác tư tưởng với cả sư tôn từ trước sao? Về phần nhập ma cũng không có, hắn có bí pháp ngụy trang thành tà ma, nếu không làm sao có thể thiết kế nhắm vào ma tôn. Trần Thiên Nguyên giải thích. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống. Mạc Tam Sơn này thực có thủ đoạn, sao ta có thể hất nước bẩn đây? Người khi nào thì thành đà chủ thần đóng, Nhiếp Thành Thành cũng trở thành thủ hạ của ngươi. Vẻ mặt Trần Thiên Nguyên cổ quái nói. Đây cũng là điều mà Trần Thiên Nguyên không thể lý giải. Thời gian trước khi nghe người ta nói Vương Khả là đà chủ thần long, Trần Thiên Nguyên còn không tin. Nhưng mà hôm nay, nếu không phải tận mắt đã chứng kiến thì đánh chết Trần Thiên Nguyên cũng không tin tưởng là thực. Sư tôn, lần trước ta không phải nói với ngươi sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ngươi khi nào nói với ta? Trần Thiên Nguyên nhíu mày. Chính là lần trước ngươi đi Trướng Hải cứu ta và U Nguyệt công chúa, kết quả U Nguyệt bị cha nàng bắt đi. Ta nói với ngươi, ta ở ma giáo dựa vào chơi mặt trượt trở thành đà chủ thần long, ta nhớ rõ đã nói với ngươi rồi mà. Vương Khả giải thích. Sắc mặt Trần Thiên Nguyên cứng đờ. Thật đúng là từng nói với mình, nhưng mà lúc ấy ta nghĩ rằng ngươi thất tình, nghĩ rằng ngươi nói điên nói khùng, ta nào biết ngươi là nói thật, chơi mặt trượt mà trở thành đà chủ ma giáo á. Nhiếp Thanh Thanh đâu? Ta vừa rồi thấy nàng cắt băng cho ngươi, nàng cũng nhập ma sao? Ăn thịt người rồi sao? Trần Thiên Nguyên áp chế buồn bực hỏi. Nhiếp Thanh Thanh, nàng đã nhập ma nhưng mà không ăn thịt người, nàng là tịnh ma. Vương Khả giải thích. Hả? Trần Thiên Nguyên ngoài ý muốn nói. Không chỉ có Nhiếp Thanh Thanh là tịnh ma không ăn người, hiện giờ nàng cũng không để Chu Hồng Y ăn thịt người, sau đó cũng để phân đà thần long ta, tà ma cũng không được ăn thịt người. Vương Khả giải thích. Trần Thiên Nguyên trầm mặc một lát, khẽ khẽ thở dài. Thật là thế sự vô thường mà, Nhiếp Thanh Thanh cũng là có một ngày nhập ma. Hey, nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất nàng không đến mức sống thống khổ như vậy. Sư tôn, người không trách nàng nhập ma sao? Vương Khả cảm thấy ngoài dự liệu. Trách cái gì chứ, chu ma cùng nhau nhiều năm rồi,
tuy trao đổi không nhiều lắm, nhưng cũng xem là bạn cũ. Thống khổ mấy năm nay của nàng chúng ta đều biết, như vậy cũng tốt. Nhập ma thì nhập ma, chỉ cần không làm ô ma, ta có thể nhắm một mắt mở một mắt. Trần Thiên Nguyên đắc đầu. Ồ. Vương Khả gật đầu. Ta nghe Mạc Tam Sơn gửi thư nói, trước đó không lâu ma long đảo hỗn loạn. Trần Thiên Nguyên hỏi, đó là cục ma tôn thiết kế, muốn tìm ra phản đồ ma giáo, đồng thời giết sắc dục thiên. Hôm nay lại để ta hành hình 750 người phản đồ, đệ tử một lòng vì chính đạo, nề hà tu vi nông cạn, không thể tham dự cái gì, chỉ có thể bày kế âm thầm cứu đệ tử chính đạo. Đệ tử... Vương Khả lập tức giải thích toàn bộ. Đương nhiên, miêu tả của Vương Khả đều có trọng điểm. Trọng điểm biểu hiện mình không sợ hy sinh, phẩm đức cao thượng, không để ý sinh tử, một lòng vì chính đạo. Trọng điểm đã trả giá vô số mồ hôi và cố gắng toàn bộ sự kiện. Phiên bản này của Vương Khả, Trần Thiên Nguyên đã nghe đến ngây ngẩn. Thật hay là giả đây? Sư tôn, tình huống đại khái là như vậy. Ta thấy sắc dục thiên bị xé một cánh tay, một cái đùi, xem ra là chết rồi. Vương Khả cười nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Chưa chắc. Nguyên Anh cảnh có thủ đoạn của Nguyên Anh cảnh. Ma tôn không nói với các ngươi, Nguyên Anh của sắc dục thiên có thể chạy thoát sao? Hết thầy đều có khả năng. Ồ, như vậy còn không chết á? Vương Khả kinh ngạc nói. Không biết, ta chỉ muốn nói với người, phàm là mọi chuyện đều không phải tuyệt đối. Trần Thiên Nguyên giải thích. Dạ. Vương Khả gật đầu. Sư tôn, đường chủ đệ nhất giống như cứ nhắm vào ta vậy, người có biết hắn có lai lịch gì không? Vương Khả ngạc nhiên nói. Đường chủ đệ nhất ẩn trong tối tăm trăm năm rồi đi. Sau khi ma tôn tụ hội lại ma giáo, hắn cũng rất ít khi lộ diện. Bất quá ta hôm nay quan sát ma tôn từ xa, giống như tu vi hắn có đột phá. Trần Thiên Nguyên nhíu mày nói. Ma tôn lại có đột phá? Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng vậy, nếu không phải ta mấy ngày nay tu vi lại có đột phá, mơ hồ sắp phá huyền quan, ta cũng không thể nhìn ra. Ma tôn này thực sự là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Trần Thiên Nguyên cảm thán nói. Lợi hại thế nào? Vương Khả ngạc nhiên nói. Lợi hại thế nào ư? Ma tôn tu luyện một loại công pháp bá đạo. Bá đạo ra sao? Hắn có thể vượt cấp giết địch khi đối mặt. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Vượt cấp giết địch khi đối mặt à? Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng vậy. Ở tiên thiên cảnh, hắn có thể xé sống kim đan cảnh. Ở kim đan cảnh hắn có thể xé sống nguyên anh cảnh. Người nói hắn bá đạo không? Trần Thiên Nguyên giải thích. Không, không thể nào. Đây cũng là quá mạnh rồi. Vượt cấp giết địch, đây là hình tượng của nhân vật chính mà. Vương Khả kinh ngạc nói. Hơn trăm năm trước, Độ Huyết Tự, Kim Ô Tông, Thiên Lang Tông, ba đại tông môn chính đạo lần lượt đến Thập Vạn Đại Sơn trấn áp ma giáo. Ma giáo tan đàn xẻ nghé, bị đệ tử chính đạo tàn sát một phen, cũng không dám xuất đầu lộ diện. Lúc ấy ma tôn lấy tu vi kim đan cảnh, dùng thiết huyền thủ oản nhất thống ma giáo tán loạn. Phàm là người ngỗ nghịch đều giết sạch. Cho dù là tà ma nguyên anh cảnh của ma giáo cũng bị ma tôn xé trước mặt vô số tà ma. Lúc này mới có thể lực áp tà ma, duy trì thống nhất ma giáo. Đường chủ đệ nhất cũng vì đại chiến năm đó mà không dám ngỗ nghịch với ma tôn, được phong làm đường chủ đệ nhất. Trần Thiên Nguyên giải thích. Ma tôn có thể dẫn dắt ma giáo lớn mạnh bằng địa vị tới chính đạo, quả nhiên lợi hại. Vương Khả cảm thán. Ma tôn đạt tới nguyên anh cảnh càng có thêm cường đại. Nếu không có ba tôn chủ Độ Huyết Tự, Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông áp chế, ma giáo thậm chí có thể rất nhanh thống nhất Thập Vạn Đại Sơn. Trần Thiên Nguyên tiếp tục giải thích. À đúng rồi, sư tôn, ma tôn kia cũng là Tịnh Ma sao? Vương Khả hỏi. Hả? Tịnh Ma? Trần Thiên Nguyên kinh ngạc nói. Dạ. Vương Khả gật đầu. Thật không ngờ, Tịnh Ma, Tịnh Ma thật tốt, ta rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn cũng yên tâm không ít. Trần Thiên Nguyên bỗng nhiên mỉm cười nói. Rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn? Sư tôn, người muốn xuất môn sao? Vương Khả kinh ngạc hỏi. Không, vì sư phải rời khỏi Thiên Lang Tông. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Hả? Là sao? Vương Khả ngạc nhiên hỏi. Vì sư gần đây đột phá tu vi, mơ hồ chạm đến huyền quan. Một khi đột phá huyền quan, tu vi vượt nguyên anh cảnh, vì sư sẽ đi chiến trường lĩnh binh.
Trần Thiên Nguyên giảng giải. Đệ tử không rõ. Sắc mặt Vương Khả khó coi. Người lúc trước đoán không sai, Thiên Lang Tông không giống tông môn khác, ngược lại giống một quân doanh. Đúng vậy, là một quân doanh. Một quân doanh luyện binh an trí ở Thập Vạn Đại Sơn. Vi sư là nguyên soái, một khi đột phá huyền quan, ta sẽ được đề bạt đi tham dự chiến tranh chính mà bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Trần Thiên Nguyên giải thích. Đề bạt? Sư tôn được đề bạt đi? Thiên Lang Tông ta lệ thuộc vào một thế lực ngoại giới sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai. Tình huống cụ thể gì ta sẽ không nói với người. Ta chỉ có thể nói với người, Thiên Lang Tông là thế lực chính đạo mạnh nhất thiên hạ, chiến tranh bên ngoài càng hung hiểm hơn. Trần Thiên Nguyên nói. Vương Khả há mồm ngạc nhiên. Mẹ nó, thật là nguy hiểm mà. Ta vẫn nên ở Thập Vạn Đại Sơn kiếm tiền thôi. Nhưng cần một thời gian nữa, vi sư còn chưa đột phá, tạm thời không đi. Nhưng mà ta cũng phải chuẩn bị rời đi, ít nhất phải cam đoan Thiên Lang Tông rời khỏi ta có thể tiếp tục phát triển. Trần Thiên Nguyên thở dài nói. Sư tôn, ý của người là chuẩn bị truyền ngôi cho ta, để ta làm tông chủ Thiên Lang Tông á? Đa tạ sư tôn tài bồi, đệ tử nhất định sẽ giúp Thiên Lang Tông phát dương quang đại. Hai mắt Vương Khả sáng lên. Trần Thiên Nguyên nghẹt mặt. Lỗ tai nào của ngươi nghe ta nói muốn truyền ngôi cho ngươi? Ngươi thật biết vênh váo. Ngươi làm tông chủ không có khả năng. Trần Thiên Nguyên đen mặt lại. Không phải à? Không phải là truyền ngôi cho ta sao? Ta còn tưởng rằng ngươi nói nửa ngày là muốn đệ tử có lợi lộc gì chứ. Vương Khả buồn bực. Trần Thiên Nguyên đen mặt nhìn Vương Khả. Lợi lộc cái rắm ấy. Giao Thiên Lang Tông cho ngươi sẽ bị hủy đi mất. Ta sẽ bị tông chủ các đời mắng chết à? Ngươi đừng có nghĩ nữa, ngươi không có tư cách đâu. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Thế người nào có tư cách? Vương Khả ngạc nhiên hỏi. Quy củ của Thiên Lang Tông, tông chủ phải được trúng tuyển từ tứ đại điện chủ. Trần Thiên Nguyên giải thích. Tứ đại điện chủ? Hay là điện chủ Bắc Lăng Điện đi? Tuy ta còn chưa gặp mặt, nhưng mà dù sao cũng là sư huynh ta, là đại đệ tử của người, hắn mới có thể chăm sóc ta. Sư tôn, người ngàn vạn lần đừng có truyền cho vị Mạc Tam Sơn, nếu không đệ tử sẽ bị hại chết đấy. Vương Khả nhất thời cực kỳ lo lắng nói. Sư huynh người có nhiệm vụ bí mật bên ngoài, tự nhiên không thể truyền vị cho hắn. Về phần Mạc Tam Sơn, trước kia thấy hắn cũng không thể, nhưng mà gần đây chuyện xấu quán truyền đi quá nhiều, không có đảm đương nổi một vị trí tông chủ chính đạo. Trần Thiên Nguyên lắc đầu thở dài. Dù sao trong khoảng thời gian này, trận mắng chửi giữa Mạc Tam Sơn và Điền Chân Kim Ô Tông đã truyền khắp Thập Vạn Đại Sơn. Bao nhiêu đệ tử tông môn gây loạn trước Thiên Lang Tông tìm Mạc Tam Sơn giảng co, Mạc Tam Sơn trốn tránh không ra ngoài, khiến cho Trần Thiên Nguyên không thật vừa lòng. Không chọn Mạc Tam Sơn là tốt rồi, đông tây nam bắc chỉ còn lại có điện chủ Nam Lang Điện. Vương Khả tò mò nói. Không sai, điện chủ Nam Lang Điện, ta muốn tìm hắn trở về, nhanh chóng làm xong công tác bản giao. Trần Thiên Nguyên nói. Điện chủ Nam Lang Điện là sư tôn của Thiết Lưu Vân, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ta nghe nói cho dù là nội bộ Thiên Lang Tông cũng không có bao nhiêu đệ tử tận mắt nhìn thấy hắn. Ta còn tìm Thiết Lưu Vân vẽ hắn, nhưng mà Thiết Lưu Vân không chịu, nói điện chủ Nam Lang Điện thường xuyên dịch dung, hắn cũng không biết là mặt thật ở đâu. Vương Khả tỏ vẻ kỳ quái. Trần Thiên Nguyên khẽ nhíu mày. Điện chủ Nam Lang Điện tính cách hơi cổ quái. Tính cách cổ quái là ý gì? Vương Khả ngạc nhiên. Đó là nhiều khi không phân rõ là nam hay nữ. Trần Thiên Nguyên hồi tưởng nói. Gay à? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Thiên Lang Tông điện chủ Nam Lang Điện lại là gay á? Tin tức bùng nổ như vậy sao? Hả? Gay gì? Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ hỏi. Chính là... Vương Khả nhất thời không biết giải thích như thế nào. Điện chủ Nam Lang Điện là nữ tử, lại thường nữ giả nam trang, làm việc cực kỳ hùng hồ. Không, phải nói là hào phóng, nhưng hắn rất dễ giao thiệp. Trần Thiên Nguyên nói rõ. Sư tôn, cầu rất dễ giao thiệp này của người có phải là thêm tiền tố thì hẳn là... sao tao có vẻ hơi hoảng nhỉ? Vương Khả kỳ quái hỏi. Sư tôn, cầu rất dễ giao thiệp này của người sao còn phải thêm cái tiền tố hẳn là? Vì sao ta nghe có vẻ hơi hoảng nhỉ? Vương Khả kỳ quái nói. Được rồi, chờ người trở về tìm nàng sẽ biết.
Trần Thiên Nguyên cũng không định nhiều lời. Vương Khả nghệt mặt. Trầm mặc một hồi, Vương Khả bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Sư tôn, ngươi vừa rồi là có ý gì? Cái gì bảo ta tìm được nàng? Vì sư chuẩn bị xông kích huyền quan, tự nhiên không có thời gian tìm nàng, tự nhiên là để đệ tử ngươi thực hiện việc này. Trần Thiên Nguyên nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Sư tôn, người chính là tông chủ mà, hạ tông chủ lệnh không phải là được rồi sao? Người cho rằng nàng sẽ nghe lệnh sao? Trần Thiên Nguyên giải thích. Sắc mặt Vương Khả càng trở nên khó coi. Nàng không nghe lệnh à? Ngay cả lời sư tôn của nàng cũng không nghe lệnh. Đệ tử thấp cổ bé họng làm sao mà tìm? Vì sư xem trọng ngươi. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vương Khả ngẩn ngơ. Ta không xem trọng bản thân. Sư tôn, ta làm sao mà cảm thấy bị ngươi hãm hại vậy? Vương Khả kỳ quái nói. Nói cái gì vậy? Trần Thiên Nguyên trừng mắt. À, đệ tử nói sai rồi. Sư tôn đang ma luyện đệ tử, đa tạ sư tôn tài bồi. Vương Khả lập tức hèn nhát nhận sai. Ừ. Trần Thiên Nguyên vừa lòng gật đầu. Sư tôn, nghe nói điện chủ Nam Lang Điện rất nhiều năm chưa trở lại tông môn à? Vương Khả ngạc nhiên nói. Yên tâm, nàng không rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, chỉ là không chịu trở về thôi. Người có thể đi Đại Chu Vương Triều tìm thử. Trần Thiên Nguyên nói. Một trong ba đại vương triều khu phàm nhất, Đại Chu Vương Triều á? Vương Khả sửng sốt. Không sai, ta trước kia nghe nói nàng từng cước bộ qua Đại Chu Vương Triều. Người cứ thử thời vận đi. Cái gì gọi là thử thời vận chứ? Sư tôn, có phải có ẩn tình gì không? Vì sao người nhắc tới điện chủ Nam Lang Điện ngữ khí lại kỳ lạ như vậy? Vương Khả lo lắng nói. Không có ẩn tình gì, người đi tìm đi. Tốt nhất là 2-3 năm phải tìm ra, mang nàng về Thiên Lang Tông. Trần Thiên Nguyên nói. Sư tôn, có thể gián thông báo tìm người không? Vương Khả hỏi. Tùy người, nhưng mà đừng có đề cập đến việc kế thừa tông chủ. Trần Thiên Nguyên nói. À, vậy là được rồi. Vương Khả thở phào. Nếu tự mình mà tìm, phải tìm được khi nào chứ? Còn có Mộ Dung Lục Quang biến mất, người có biết tình huống không? Trần Thiên Nguyên hỏi. Hả? Đại sư huynh biến mất, ta không biết. Vương Khả thề thốt phủ nhận. Mẹ nó, đã có trọng trách tìm điện chủ Nam Lang Điện, Mộ Dung Đồ Quang kia biến mất thì liên quan quái gì tới ta? Lúc trước khuyên bọn họ nên rời Trấn Ma Tự đi, nói với bọn họ giới sắc hòa thượng là một tên điên, bọn họ không nghe, trách ta sao? Không biết. Không biết thì thôi. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Vương Khả thở phào. Còn may ta thông minh. Cứ như vậy đi, ngươi bận việc của ngươi, vi sư đi trước. Ở tòa cao ốc thần vương này, cả người không được tự nhiên. Trần Thiên Nguyên đứng dậy nói. Tòa cao ốc thần vương này của ta hẳn là trang hoàng rất tốt mà. Vương Khả kỳ quái nói. Rất tốt. Người biết hiện tại có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào nơi này không? Nếu tôi đoán không sai, đệ tử chính đạo không nói, ma tôn từ bất phàm, đường chủ đệ nhất hẳn vẫn chưa rời khỏi Thần Long Tiên Trấn, mà ở góc nào đó nhìn chằm chằm người đấy. Trần Thiên Nguyên giải thích. Cái gì? Không thể nào, bọn họ không phải đều đi rồi sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Không, đều ở đây. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Vương Khả nghệt mặt. Một đám lão đại ma giáo đều rình mò cuồng ma sao? Trần Thiên Nguyên đi rồi. Vương Khả bỗng nhiên giật mình, cả người không được tự nhiên, giống như cảm giác không mặc quần bị người khác nhìn chằm chằm vậy. Ai mà chịu nổi chứ? Quên đi, xử lý trước nhiệm vụ ngân hàng, phê duyệt xong ta sẽ đi. Lập tức đi, nơi này cực kỳ nguy hiểm. Sắc mặt Vương Khả khó coi nói. Long Tiên Trấn, tiểu viện của Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn để đám thuộc hạ mình lui xuống. Ở trên ghế trước mặt là một con quạ đen đang đứng. Đường chủ đệ nhất, sao ngươi lại tới đây? Mạc Tam Sơn cười khổ. Sao ta lại tới đây á? Ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi để ta giúp ngươi giải quyết Vương Khả, nói chắc chắn hắn là đệ tử chính đạo. Kết quả thì sao? Mà khí quán màu đen còn thuần khiết hơn ta, càng không có công đức chủ mà. Hiện tại hại ta mất mặt đây. Ngươi đang đùa giỡn ta sao? Quạ đen lạnh lùng nhìn Mạc Tam Sơn. Ta cũng không ngờ Vương Khả kia lại che giấu thâm sâu như vậy. Vẻ mặt của Mạc Tam Sơn chua xót nói. Tin tức ngươi cung cấp cho ta sai lầm. Ta đã hoàn thành ủy thác của ngươi. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, sắc dục thiên sẽ giấu đồ vật ở đâu? Ngươi có tin tức phải không? Quạ đen trầm giọng nói. Sắc dục thiên, hắn không phải bị ma tôn giết rồi sao?
Mạc Tam Sơn kinh ngạc nói: Ma Tôn giết sống hắn, nhưng mà ngươi biết ra đời của hắn? Hắn đã sinh ra từ độ huyết tự sát, đoạt lấy chấn tự Phật bảo của độ huyết tử. Có Phật bảo hộ thể, hắn chưa chắc đã chết. Bất quá khẳng định là cùng cũng là nguyên khí đại thương, không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Ta nghĩ hắn có bảo tàng gì đó, ta muốn thu hồi Phật bảo kia. Quạ Đen trầm giọng nói: Phật bảo có thể giúp Sắc Dục Thiên tránh được giết chóc của Ma Tôn. Hai mắt Mạc Tam Sơn đột nhiên sáng lên. Đừng hỏi nhiều như vậy. Thời gian trước ta phối hợp với người, giúp người được tín nhiệm của Sắc Dục Thiên. Người hẳn biết tàng bảo quán ở đâu. Nói mau. Quạ Đen trầm giọng nói. Trong mắt Mạc Tam Sơn biến ảo. Đừng có dẫn mặt với ta, nếu không ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Quạ Đen lạnh giọng nói. Mạc Tam Sơn thở sâu, lắc đầu. Cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng, nhưng lần trước hắn mang ta đi đại giới Đại Chu Vương Triều, hẳn là ở chỗ nào đó đại giới Đại Chu Vương Triều. Đại Chu Vương Triều khu phạm nhân. Cũng đúng, vương thất của Đại Chu Vương Triều kia là hắn phù hộ, ở Đại Chu Triều Đô. Trong mắt Quạ Đen đột nhiên sáng ngời. Ngay khi hai người đang nói chuyện, ở bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến thanh âm của thuộc hạ. Điện chủ, tông chủ đến làng Tiền Trấn, đang ở đại trạch vương gia của Vương Khả. Trần Thiên Nguyên tới. Sắc mặt Quạ Đen trầm xuống. Tới đúng lúc. Lần này ta muốn xem Vương Khả làm sao. Đường chủ đệ nhất, cứ như vậy đi, ta muốn lấy mạng chó của Vương Khả. Vẻ mặt của Mạc Tam Sơn lộ vẻ hưng phấn. Quạ Đen ngưng trọng nhìn ra bên ngoài, vỗ cánh bay ra khỏi tiểu viện Mạc Tam Sơn. Người đâu, nâng ta đi đại trạch vương gia. Vẻ mặt Mạc Tam Sơn hưng phấn nói. Đại trạch vương gia. Trường Chính Đạo, người không phải tổng giám đốc tòa cao ốc Thần Vương sao? Chuyện cho vay này người không biết sao? Một đại tử chính đạo trừng mắt nói. Đúng vậy, ta muốn vay tiền, tổng giám đốc người không hiểu ư? Chẳng lẽ ta còn phải đi hỏi đám tà ma kia? Đúng vậy đúng vậy, ta muốn gửi tiền ngươi lại không biết à? Ngươi làm tổng giám đốc cái quái gì vậy? Của trách liên tiếp khiến cho Trường Chính Đạo nghẹn họng. Nghiệp vụ ngân hàng này vừa mới bắt đầu đã có người khẩn cấp muốn mua rồi sao? Vương Khả từ đâu mà học được cái trò lừa gạt này vậy? Mấu chốt vì sao những người này đều tin tưởng giống như là nhập ma vậy? À, được rồi, chư vị yên tâm, chớ có xuất ruột. Ta nghĩ Vương Khả rất nhanh sẽ khai trương tòa cao ốc Thần Vương Chính Đạo, đừng có nóng vội. Thiết Lưu Vân đứng ra khuyên nhủ. Thiết Lưu Vân bảo vệ, Trường Chính Đạo nhất thời khỏi bị mọi người chất vấn. Ngay lúc này một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ai? Mọi người trừng mắt. Hả, tông chủ? Thiết Lưu Vân kinh ngạc nói. Bái kính tông chủ Thiên Lang Tông. Một đám đệ tử chứng đạo nhất thời cung kính thì lễ. Ờ. Trần Thiên Nguyên gật đầu. Tông chủ, sao người lại tới đây? Thiết Lưu Vân hiếu kỳ nói. Ta đến đợi người. Trần Thiên Nguyên nói. Đợi người? Mọi người khó hiểu một trận. Chờ một lát đi, bản tôn không che giấu thân hình, nên đến rồi hẳn đã thấy ta, một hồi sẽ tới. Trần Thiên Nguyên cười nói. Lúc này đệ tử vương gia biết Trần Thiên Nguyên tiến tới, nhất thời đưa ghế mời Trần Thiên Nguyên ngồi, dâng trà. Trần tông chủ, ta đi thông chi gia chủ. Một đệ tử vương gia cùng kinh nói. Không cần, ta mới từ chỗ của Vương Khả trở về, không cần Vương Khả đến nữa. Ta ngồi một hồi rồi sẽ đi, một lát nữa có người đến đây, không cần ngăn trở. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Dạ. Đệ tử vương gia rất nhanh thối lui. Đám đệ tử chứng đạo lộ vẻ khó hiểu, nhìn thấy Trần Thiên Nguyên ngồi uống trà, đệ tử vương gia dâng lên. Rất nhanh đại môn đại trạch vương gia mở ra, Mạc Tam Sơn được một đám thuộc hạ nâng vào. Mạc Tam Sơn, ngươi còn có mặt mũi quay về Long Tiên Trấn sao? Mấy ngày nay chúng ta đi Lang Thiên Tông, ngươi vì sao không ra ngoài? Đám người Triệu Tứ kinh sợ nói. Mạc Tam Sơn nhìn thấy đệ tử các tông hùng hổ ở bốn phía, sắc mặt khó coi, nhưng mà cũng không quá để ý. Tông chủ, tại hạ trọng thương trong người, không thể đứng dậy bái lệnh được, mong tông chủ thứ lỗi. Mạc Tam Sơn lập tức tố cổ nói. Không cần. Mạc điện chủ, người thấy ta đến đây nên tiến tới sao? Trần Thiên Nguyên uống trà cười nói. Đúng vậy, Thiên Lang Tông chúng ta xuất hiện yêu nghiệt, mong tông chủ trảm yêu trừ ma. Mạc Tam Sơn bi thống khóc lóc kể lể. Đại yêu nghiệt, người nói chính người sao? Trường Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn nghẹt mặt. Mẹ nó,
Trường chính đạo này quả nhiên là thân thiết với Vương Khả, rất biết đâm trọn người khác. Đại yêu nghiệt ư? Trần Thiên Nguyên tò mò nhìn Mạc Tam Sơn. Đúng vậy, Vương Khả kia chính là đại yêu nghiệt. Hắn chính là tà ma, là đệ tử ma giáo, lẻn vào trong Thiên Lang Tông chúng ta, khiến Thiên Lang Tông chúng ta trở thành chê cười của thiên hạ. Mong tông chủ làm chủ, trảm yêu trừ ma, chém chết Vương Khả đi. Mạc Tam Sơn kêu lên. Cái rắm ấy, Mạc Tam Sơn, người thông đồng ma giáo, hại chúng ta chết thảm trọng ở Ma Long Đảo, làm hại tông chủ Tương Thốn Tông chúng ta bỏ mạng ở Ma Long Đảo, người mới là đại yêu nghiệt. Triệu Tứ trừng mắt nói. Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn Triệu Tứ. Người biết cái gì? Vương Khả chính là đệ tử ma giáo, vừa rồi chứng cứ trù ma vô cùng xác thực, hắn không có công đức trù ma nhập thể, hắn chính là tà ma. Mạc điện chủ, ngươi đừng quá đáng. Sư đệ Vương Khả vận dụng chiến thuật thích đáng, dùng thiên đôi chu ma trận che lấp kim quang công đức, làm sao lại là tà ma? Ta vẫn nghe bọn Triệu Tứ nói người hay nhắm vào Vương Khả, ta còn tưởng rằng đó là tin đồn sằng bậy. Cho dù tối hôm qua nhìn thấy người ám sát Vương Khả, ta vẫn nghĩ người hiểu lầm Vương Khả. Nhưng mà hiện tại ta mới biết, người căn bản là vô tội mà. Sư đệ ta làm gì trêu chọc ngươi rồi? Thiết Lưu Vân trừng mắt nói. Đúng vậy, Trần tông chủ, người cũng không quản sao? Vương huynh đệ liều chết cứu chúng ta rời khỏi Ma Long Đảo, chỉ nói một câu công đạo đã nể mặt Mạc Tam Sơn lắm rồi, cũng không nói tên hắn. Hắn lại chống chế còn vu tội Vương huynh đệ, còn muốn ám sát Vương huynh đệ, ám sát bất thành còn hất đức bần. Trên đời sao có người vô liêm sỉ như ngươi? Triệu Tứ trừng mắt nói. Đúng vậy đúng vậy, đồng dạng là điện chủ Thiên Lang Tông, tranh lệch nhân phẩm sao lại lớn như vậy chứ? Trường chính đạo cũng của trách. Mạc Tam Sơn tức điên run lên cả người, miệng vết thương đau đớn một trận. Các người thì biết cái gì? Tông chủ, tu vi bọn họ nông cạn, không thể thấy rõ trận ở trong thiên lôi chu ma trận. Người hẳn đã thấy rõ, căn bản không có công đức chu ma, Vương Khả chính là tà ma, chứng cứ vô cùng xác thực. Tông chủ, mong người trảm yêu trừ ma. Mạc Tam Sơn khó nhọc cúi người bái lạy. Ánh mắt của Nguyên Anh cảnh cũng không mù, kim đan cảnh các người không thấy rõ, nhưng mà chúng ta nhìn thấy rành rành, Vương Khả chu ma căn bản không có công đức. Bằng vào thân phận này, có thể xử Vương Khả vạn kiếp bất phục. Tuy Mạc Tam Sơn bị mọi người chọc tức phát run, nhưng mà cũng vui sướng phát run, bởi vì Vương Khả sắp bị Trần Thiên Nguyên trù sát. Tòa cao ốc thần Vương khai trường lúc trước, ta đã nhìn rồi, ta xác định Vương Khả là đệ tử chính đạo. Trần Thiên Nguyên bình tĩnh nói. Cái gì? Sắc mặt Mạc Tam Sơn cứng đờ. Tông chủ, ngươi làm sao vậy? Sao có thể trợn mắt nói dối? Đổi lại là ngươi, Mạc Tam Sơn, gần đây ngươi làm việc quá đáng lắm rồi đấy. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Tông chủ, ngươi hoa mắt sao? Vương Khả là tà ma mà. Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên. Ta tận mắt nhìn thấy Vương Khả là đệ tử chính đạo, ngươi còn muốn ta lặp lại lần nữa không? Trần Thiên Nguyên bình tĩnh nói. Mạc Tam Sơn sửng sốt. Tông chủ, nếu ngươi không phải mắt mù, vậy ngươi cũng là tà ma sao? Vương Khả như vậy mà ngươi cũng che chở được á? Đúng vậy, Mạc Tam Sơn, ngươi làm sao ác độc như vậy chứ? Vương huynh đệ làm gì đắc tội đến ngươi? Ngươi muốn đẩy hắn vào bạn kiếp bất phục sao? Ánh mắt của Trần Tông chủ chẳng lẽ còn không tốt bằng ngươi? Ngươi vì sao vu tội Vương huynh đệ? Đều là điện chủ Thiên Lang Tông, tranh đạch này cũng không phải là lớn bình thường mà. Ngày mai ta sẽ nói với sư huynh ta biết, Mạc Tam Sơn vu tội Vương huynh đệ, vu tội lòng chính đạo. Ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Một đám của trách Mạc Tam Sơn, khiến miệng vết thương trên người của hắn rách càng lớn hơn. Vì sao? Tông chủ, vì sao vậy? Mạc Tam Sơn không thể lý giải. Vương Khả kia rõ ràng là tà ma, vì sao người trước mặt đều chứng minh cho hắn? Vì sao vậy chứ? Mạc Tam Sơn, hôm nay ta ở nơi này chờ ngươi, ta muốn nói với ngươi một lần, đệ tử của ta chỉ có ta được quản giáo, không tiếp viên ngươi thay ta quản giáo. Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Ta. Sắc mặt Mạc Tam Sơn cứng đờ. Nếu không phải nề tình ngươi hôm nay thương thế thảm trọng, chuyện tối qua ngươi ám sát Vương Khả, ta có thể mở đại hội thẩm phán ngươi. Đều là điện chủ, ám sát đồng môn, hình phạt thế nào? Trần Thiên Nguyên lạnh như băng nói. Ta. Sắc mặt Mạc Tam Sơn cuồng biến. Hình phạt Thiên Lang Tông, tự dưng ám sát người đồng môn, xử tử như tông giả phản bội, trục xuất sơn môn. Thiết Điều Vân bên cạnh trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn biến sắc. Tông chủ, ta sợ là sai lầm rồi.
Lúc này Mạc Tam Sơn biết Trần Thiên Nguyên đang tức giận, tự nhiên không dám tiếp tục đối nghịch. Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nhìn Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn, ta nghe Vương Khả nói người không phải một lần nhắm vào hắn. Ta... Sắc mặt Mạc Tam Sơn cứng đờ. Đồ nhi Vương Khả của ta, nếu có gì không hay xảy ra, ta nhất định không buông tha cho người. Thanh âm Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Mạc Tam Sơn chịu đựng thống khổ, gian nan bái lạy. Tông chủ thứ tội, ta biết sai rồi. Trong lòng Mạc Tam Sơn khổ sở. Ta không phải đến cáo trạng Vương Khả sao? Vì sao biến thành nhận tội vậy? Vương Khả, tên vụ oan giáo họa nhà ngươi. Hai ngày sau, Long Tiên Trấn, tòa cao ốc Thần Vương, văn phòng Vương Khả. Thiết Yêu Vân, trường chính đạo lặng lẽ mặc hắc bào tới, ngồi trong văn phòng thờ phào. Hiển nhiên xuyên qua đám tà ma đến nơi này cũng không thể dễ dàng. Không sao, không cần khẩn trương. Nói cho các ngươi rồi, đây là địa bàn của ta, không ai dám khó xử khách nhân của ta. Vương Khả cười đưa nước cho hai người bọn họ. Ngươi nói thật nhẹ nhàng. Mẹ nó, một đám tà ma chạy dưới lầu, ngươi biết chúng ta làm sao đến đây không? Trường chính đạo trừng mắt kêu lên. Ta không phải mỗi ngày đều ở đây, cũng không có việc gì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trường chính đạo nghẹn mặt. Ngươi là yêu nghiệt, chúng ta có thể so sánh với ngươi sao? Có thể trò chuyện với cả ma tôn, chúng ta có thể nói gì chứ? Tông chủ đại trạch Vương gia ngươi dặn dạy Mạc Tam Sơn, ngươi biết chuyện này chưa? Thiết Điêu Vân hỏi. Đương nhiên, sư tôn ủng hộ ta thật đúng đúc. Lão già xảo quyệt Mạc Tam Sơn kia khẳng định lợi dụng cơ hội này nói xấu ta khắp nơi. Sư tôn ở trước mặt đệ tử đại tông môn dặn dạy Mạc Tam Sơn, vậy về sau những lời đồn bất lợi cho ta sẽ không công tự phá. Vương Khả hưng phấn nói. Đáng tiếc, Mạc Tam Sơn trực tiếp nhận lỗi hiểu lầm thân phận của ngươi. Sau khi nhận lỗi mới không xử phạt, bằng không tự dưng ám sát đồng môn, ít nhất phải lột một tầng ra. Trường chính đạo tiếc nói. Đúng vậy, thực sự đáng tiếc. Vương Khả tỏ vẻ buồn bực. Mạc Tam Sơn xem như bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không làm khó dễ người nữa. Thiết Tiểu Vân nhíu mày nói. Ai mà biết được, ta khẳng định còn phải đề phòng hắn. Vương Khả lắc đầu. Hay, Mạc điện chủ thật là... Thiết Điều Vân thở dài. Vương Khả, một đám đệ tử chứng đạo cũng náo muốn vay tiền gửi ngân hàng, làm sao bây giờ? Dù sao cũng không thể chỉ có một chỗ ma giáo có thể. Ma tôn cho người 500 vạn cân đinh thạch, người không phải đệ tử ma giáo vay hết chứ? Tốt xấu gì cũng để đệ tử chứng đạo thưởng thức một chút ngon ngọt chứ. Trường chứng đạo hiếu kỳ nói. 500 vạn cân đinh thạch này của ma tôn, các người đừng có nghĩ tới, khẳng định phải cho đệ tử ma giáo vài tất. Bằng không bị điều tra, ta sẽ xui xẻo. Ma giáo cũng có rất nhiều người xấu. Vương Khả lắc đầu. Hả? Nhưng không sao, bảo hiểm chúng ta khá lời, tạm mượn tiền ở nghiệp vụ bảo hiểm dùng cho nghiệp vụ ngân hàng chính đạo. Ta đã an bài xong rồi, tòa cao ốc Thần Vương số 1 Lăng Tiên Trấn cứ làm theo lẽ thường. Vương Khả giải thích. Tòa cao ốc Thần Vương số 1? Thiết Liệu Vân hiếu kỳ nói. Đúng vậy, bằng không dễ nhầm lẫn. Ta đặt số rồi, dựa theo trình tự xây dựng, Lăng Tiên Trấn có tòa cao ốc Thần Vương số 1, nơi này là tòa cao ốc Thần Vương số 2. Tòa cao ốc Thần Vương số 1 nghiệp vụ dành cho đệ tử chính đạo, tòa cao ốc Thần Vương số 2 dành cho đệ tử ma đạo, như vậy sẽ không có xung đột gì. Vương Khả giải thích. Thiết Điều Vân, Trường chính đạo nghẹt mặt. Người bây giờ ăn cả hai chính ma sao? Nghiệp vụ ngân hàng khác nghiệp vụ bảo hiểm, rườm rà hơn nhiều. Chuyện này cần phổ cập nhiều tri thức, cần các thủ đoạn chuyên nghiệp như là bảo an, giám định, cất giữ, bán đấu giá. Phần lớn thuộc hạ của ta đều có thể xử lý. Phiền toái duy nhất là việc bảo an. Tòa cao ốc thứ hai ở chỗ này, ta chiêu mộ Đồng An An mang theo một đám đệ tử ma giáo làm bảo an. Vấn đề của hắn không lớn, nhưng mà tòa cao ốc Thần Vương số 1 bên kia cần có Thiết Sư Huỳnh giúp đỡ. Vương Khả cười nói. Vương Khả, ngươi nói gì vậy? Ngươi có cần gì thì cứ việc nói chứ. Thiết Điều Vân vỗ ngực. Ta hy vọng Thiết Sư Huỳnh mang theo các sư huynh Thiên Lang Tông tạm thời đóng quân ở tòa cao ốc Thần Vương số 1, giúp chúng ta giám định và bảo an vật phẩm người khác cầm cố bảo quản ở Thiên Lang Tông, đồng thời dùng đại trận bảo hộ, bằng không sẽ dễ xảy ra sai sót. Vương Khả trịnh trọng nói. Yên tâm đi, việc nhỏ. Thiết Điều Vân lập tức đáp ứng. Vậy thực sự cảm ơn Thiết Sư Huynh. Thiết Sư Huynh an tâm, đãi ngộ của công ty Thần Vương ta tuyệt đối sẽ không để nhóm sư huynh chịu thiệt, nhất định là tiêu chuẩn cao nhất. Vương Khả nhất thời cảm kích nói. Không cần, không cần.
Thiết Lưu Vân cười nói: "Nên như vậy, nên như vậy." Vương Khả cười nói. Trường Chính Đạo bên cạnh trừng mắt: "Vương Khả, người có ý gì? Tòa cao ốc Thần Vương số 1 không phải là do ta quản lý sao? Người không phải còn xử lý nghiệp vụ bồi thường bảo hiểm sao? Người nhận hết việc nổi không? Ta mời Thiết Sư Huynh trợ giúp, người còn không vui? Người không phải thích nhàn rỗi sao? Vì sao người còn muốn làm nhiều việc?" Vương Khả trừng mắt lại nói: "Không phải, ta chỉ là..." "Ta hiểu được, người muốn động đến tiền cho vay." Trường Chính Đạo: "Người nghĩ cũng đừng nghĩ, làm tốt nghiệp vụ của mình được rồi, làm loạn tham ô là phải chặt tay đấy." Vương Khả trừng mắt. Sắc mặt Trường Chính Đạo cứng đờ. "Mẹ nó, con hồ ly Vương Khả này, chút tâm tư ấy người cũng biết sao? Không quản thì không quản, ta còn ngại phiền toái đó." Trường Chính Đạo che giấu tham lam của mình. "Thiết Sư Huynh, tòa cao ốc Thần Vương số 1, người của ta, ta đã dặn dò rồi, ngươi trực tiếp đi theo bọn họ là được." Vương Khả nói. "Được, vừa lúc bọn Triệu Tứ đã hỏi ta từ lâu, ta hiện tại có thể trả lời bọn họ." Thiết Tiêu Vân cười nói. "Đúng rồi, Thiết Sư Huynh, ngươi có biết tình huống của điện chủ Nam Lăng Điện không? Ta có chút chuyện muốn tìm nàng." Vương Khả hỏi. "Sư tôn ta sao? Không biết, người từ trước đến nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, trừ phi chính người tự về Thiên Lang Tông, nếu không đừng ai nghĩ tìm được người." Thiết Lưu Vân lắc đầu. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. "Vậy làm sao đây?" "Vậy Thiết Sư Huynh, ta thực sự có việc gấp tìm nàng, người xem thử có thể phiền người giúp một chút không?" Vương Khả chờ mong nhìn Thiết Lưu Vân. "Ta sao? Ta cũng không có cách nào đâu, ta không thể tìm thấy sư tôn." Thiết Lưu Vân lắc đầu. "Không phải, ta có một thông báo tìm người, người nhìn thử xem." Vương Khả dâng lên một phần thông báo tìm người. Trường Chính Đạo cũng vươn cổ ra xem. "Thông báo tìm người. Cáo điện chủ Nam Lăng Điện Thiên Lang Tông, đệ tử Thiết Điêu Vân của người gặp đệ tử ma giáo công kích, trọng thương đợi chết, mệnh huyền sắp cạn, muốn gặp người lần cuối, nếu không chết không nhắm mắt. Mời điện chủ Nam Lăng Điện sau khi nhìn thấy thông báo tìm người này lập tức trở về Thiên Lang Tông, đệ tử của người chờ gặp mặt người lần cuối." Nhìn thấy thông báo tìm người này, Trường Chính Đạo, Thiết Điêu Vân đều hít một ngụm khí lạnh, cùng nhau trừng mắt nhìn Vương Khả. "Vương Khả, người quá là khuyết đức rồi đấy." Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. "Ây, không có biện pháp, việc này không thể nói rõ với các người, nhưng mà ta có thể khẳng định với các người, sự tình liên quan tới Thương Vinh Chính Đạo, ta không thể không làm như vậy. Sau này điện chủ Nam Lăng Điện biết được chân tướng nhất định sẽ thông cảm với ta. Việc này ta từng đề cập với sư tôn cũng đáp ứng rồi. Hiện tại ta chỉ là để Thiết Sư Huynh chịu thiệt một chút thôi." Vương Khả giải thích. "Tông chủ cũng biết sao?" Thiết Điêu Vân sửng sốt. "Đúng vậy, hy vọng điện chủ Nam Lang Điện niệm tình thầy trò có thể sớm trở về." Vương Khả giải thích. Trường Chính Đạo cổ quái nhìn thông báo tìm người này. "Ta lần đầu nhìn thấy thông báo tìm người là tỏ vẻ khổ sở để tìm người." "Được rồi Vương Khả, lời ngươi nói ta cũng tin tưởng. Chỉ cần vì chính đạo, đây tính là cái gì? Huống hồ tông chủ cũng đồng ý, nhất định là chuyện lớn rồi. Ta đồng ý." Thiết Điêu Vân gật đầu. "Thiết Sư Huynh đáp ứng rồi, vậy ta đi. Ta lập tức để người in ấn thành vô số phần, dán tại các đại tiên trấn thập vạn đại sơn." Vương Khả bất ngờ hưng phấn nói. "Bất quá, người đừng có hy vọng quá lớn." Thiết Lưu Vân lắc đầu. "Hả?" Vương Khả sừng sốt. "Lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ sư tôn ngươi cũng không để ý sống chết của ngươi?" Thiết Lưu Vân hàn huyên với Vương Khả một hồi, rồi vội vàng cáo từ. Dù sao đệ tử chính đạo vẫn luôn chờ đợi nghiệp vụ ngân hàng, chờ Thiết Lưu Vân đi tòa cao ốc Thần Vương số 1 chủ trì đại cục. "Vương Khả, ngươi nói thật đi, lần này ngân hàng khai trương, ngươi buôn bán lời bao nhiêu thế?" Trường Chính Đạo chờ mong nói. Vương Khả không để ý Trường Chính Đạo, ngồi ở bàn công tác uống trà. "Mẹ nó, tao hỏi ngươi thu được bao nhiêu tiền, có cần che giấu như vậy không?" Trường Chính Đạo trừng mắt. "Ta làm sao mà biết, mỗi giây ta đều kiếm được tiền. Hiện tại tao nói với ngươi, giây tiếp theo đã không phải là con số này rồi." Vương Khả thiếu đòn nói. Trường Chính Đạo nắm chặt tay tức giận. "Mẹ nó, không phải là kiếm tiền dơ bẩn sao? Sao lại không mang theo ta?" Nhất thời một tiếng đập cửa vang lên. "Vào đi." Vương Khả mở miệng nói. Đồng An An ôm một đống tư liệu tới. "Hả, Trường Chính Đạo, người cũng dám đến đây sao? Người không sợ chết sao? Tất cả nơi này đều là đệ tử ma giáo đấy." Đồng An An trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo xoay đầu nhìn Đồng An An. Hai người cũng xem như là thân thiết. Trong khoảng thời gian này tham gia buổi huấn luyện, hai người cùng nhau tiến bộ.
Đồng An An, công tác thống kê vẫn tốt chứ? Vương Khả hỏi. Dạ, đa chủ, thuộc hạ của người bản lĩnh tính toán cũng thật lợi hại. Đây là thành tích khai trương lần này. Đồng An An chuyển đến một bảng biểu. Trường Chính Đạo vươn cổ ra nhìn. Hoàn toàn đều xuất rồi. Vương Khả nhìn Đồng An An. Dạ, 500 vạn cân đinh thạch Ma Tôn gửi vào. Chúng ta giữ 250 vạn cân đinh thạch, lưu lại 50 vạn cân để chuẩn bị. Toàn bộ 700 vạn đinh thạch đều chuẩn xuất đi rồi. Đồng An An giải thích nói. 700 vạn cân đinh thạch toàn bộ xuất đi, dùng lãi suất gì? Vương Khả nói. Chúng ta đều khuyên bọn họ dùng ít nhất lợi suất 300 một năm, cho vay một năm trả lại, cơ bản đều cho vay như vậy. Đồng An An giải thích. Lợi tức cho vay là 3% một năm, phí gửi ngân hàng quản lý là 2% một năm, tức lời 5%. Vương Khả nhíu mày nói. 5% mới lời 35 vạn linh thạch à? Một năm mới kiếm một chút, so với nghiệp vụ bảo hiểm chẳng tính là bao nhiêu. Trường Chính Đạo khinh thường nói. Bọn họ lựa chọn lãi suất thấp nhất, vậy có yêu cầu kèm theo. Bọn họ dùng tiền này mua thương phẩm, cần khuyên người bán thương phẩm mang tiền gửi đến công ty thần vương chúng ta một năm. Vương Khả nhìn Đồng An An. Đúng vậy, kế tiếp chúng ta sẽ bận điền đấy. Đại khái trong một tháng, 700 vạn cân linh thạch này sẽ gửi về ngân hàng chúng ta. Đồng An An giải thích. Trường Chính Đạo sửng sốt. Có ý gì vậy? Tiền xuất ra ngoài, toàn bộ trả lại. Ờ, loại bảo trì vòng quay này, tất cả khách hàng ký thêm hiệp ước, để bọn họ dùng lợi tức cho vay tốt nhất, xuất ra ngoài, sau đó tồn trở lại, sau đó lại xuất ra ngoài, lại tồn trở lại, không cần chờ đợi, không cần chậm trễ. Chúng ta sẽ không ngừng kiểm tra nhân viên công tác, làm việc đàng hoàng đi. Vương Khả gật đầu. Trường Chính Đạo bên cạnh bắt tay tính toán, bỗng nhiên hít khí lạnh. Mẹ nó, 700 vạn cân linh thạch này, người có thể mỗi tháng kiếm một lần tiền lời, mỗi tháng đều có thể kiếm 35.000 vạn cân linh thạch, một năm kiếm lời 12 lần, chính là 420 vạn cân linh thạch. Cái này là không kiếm tiền sao? Đồng An An bên cạnh nói. Không chỉ như thế, có người trả tiền trước, có người gửi tiền trước, nghiệp vụ ngân hàng sẽ kiếm thêm nhiều hơn. Trường Chính Đạo sửng sốt. Hơn nữa, một khi gửi ngân hàng, hành vi cho vay được đại chúng tiếp nhận, vậy người gửi ngân hàng, người cho vay sẽ càng nhiều, chúng ta sẽ kiếm càng nhiều. Đồng An An nói. Trong mắt Trường Chính Đạo bỗng nhiên biến thành toàn tiền là tiền, hô hấp cũng dồn dập. Trước bảo trì lợi tức và phí quản lý, chờ thêm thời gian, tiền gửi ngân hàng đuổi theo không kịp tiền cho vay, giảm lãi suất gửi ngân hàng một cách thích hợp, sau đó thậm chí cung cấp thẻ lợi tức cho nhà giàu, gửi tiền cũng không thành vấn đề. Hiện tại cứ như vậy đi. Vương Khả nói. Dạ. Đồng An An gật đầu. Trường Chính Đạo bỗng nhiên nhìn Vương Khả. Vương Khả, lòng dạ hiểm độc, ta còn nghĩ rằng ngân hàng của ngươi không kiếm tiền, ngân hàng của ngươi kiếm tiền cũng kiếm quá độc ác rồi. Vô nghĩa, ta kinh doanh lũng đoạn, không kiếm tiền thì kiếm gì? Vương Khả không khiêm tốn nói. Đồng An An, tất cả vật phẩm mượn nợ đưa đến Thần Long Đảo bảo quản. Ta đã nói với Nhiếp Thành Thành, nàng sẽ trông giữ giúp ta. Còn Nhiếp Thành Thành, Chu Hồng Y giữ vật gắn nợ, hắn chắc không có vấn đề gì. Vương Khả giải thích. Dạ. Đồng An An gật đầu. Không nói Trường Chính Đạo lúc này ghen tị đỏ cả mắt. Đồng An An cũng hít một hơi dồn dập. Vương Khả cũng quá biết kiếm tiền. Mấu chốt người khác còn tưởng rằng chiếm được tiện nghi lớn. Mẹ nó, ngân hàng còn kiếm tiền nhiều hơn cả bảo hiểm. Sự tình đã dặn dò rõ ràng. Ta phải rời khỏi công ty Thần Vương số 2 trong một thời gian. Hết thầy bảo an nơi này đều giao cho ngươi. Có vấn đề gì đi Thần Long Đảo tìm Nhất Thành Thành, dù sao cũng không xa. Vương Khả phân phó nói. Dạ. Đồng An An gật đầu. Long Tiên Trấn, tiểu viện chỗ Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn nằm trên ghế chữa thương, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Giờ phút này bên cạnh còn có một nam tử, nếu Thiết Điêu Vân đến đây sẽ nhận ra người này. Đó là Điền Trần, trưởng lão Kim Mô Tông. Nửa năm trước mang theo một đám đệ tử chính đạo đi Ma Long Đảo, kết quả bị Sắc Dục Thiên đánh bại, trọng thương trở về. Hơn nửa năm này, Điền Trần và Mạc Tam Sơn đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, thông qua kênh tình báo của mình mắng mỏ lẫn nhau, khiến cho thập vạn đại sơn náo nhiệt một phen. Các người lui xuống đi. Điền Trần mở miệng nói. Một đám đệ tử Kim Ô Tông từ phía sau đi lên. Đi xuống đi, Điền Trần trưởng lão tìm ta, có việc riêng muốn nói. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Dạ. Bọn thuộc hạ của hai người đều rời khỏi đại sảnh. Lúc này chỉ còn hai người Mạc Tam Sơn và Điền Trần. Điền Trần cũng không khách khí,
ngồi sang một bên bưng trà nhấm nháp. Mạc Tam Sơn, ta nghe nói ngươi bị Trần Thiên Nguyên trách phạt trước mặt mọi người. Điền Chân cười trêu chọc. Mạc Tam Sơn đen mặt. Liên quan gì tới ngươi? Hai ngày trước ta đã ở Long Tiên Trấn. Điền Chân thở sâu nói. Hả? Ngươi cũng ở đó sao? Vậy ngươi cũng đã nhìn thấy rồi. Vương Khả căn bản không có công đức chu mà. Hai mắt Mạc Tam Sơn sáng lên. Điền Chân gật đầu. Ta cũng nhìn thấy. Tốt, ngươi cũng nhìn thấy là tốt rồi. Người khác đều nghĩ Vương Khả cố ý che giấu thân phận với đệ tử Ma giáo, nhưng mà người ta đều hiểu hắn đang che giấu thân phận với đệ tử chính đạo. Hắn chính là tà ma, nhưng mà không biết vì sao tông chủ ta lại... Sắc mặt Mạc Tam Sơn khó coi. Trần Thiên Nguyên cảnh cáo ngươi cũng là cảnh cáo người khác, không được gây phiền toái cho Vương Khả, cho nên ngươi không cần tỏ ra đáng thương trước mặt ta, trông cậy vào ta tố cáo Vương Khả sao? Hồn thủy của Thiên Lang Tông ngươi ta cũng không muốn tranh. Điền Chân cười lạnh nói. Sắc mặt Mạc Tam Sơn hơi trầm xuống. Vậy ngươi đến tìm ta làm gì? Trong khoảng thời gian này ngươi không ngừng hất nước bẩn vào ta, ngươi có biết ta chật vật ra sao không? Mạc Tam Sơn lạnh mặt nói. Ngươi cũng đừng nói ta, ngươi không phải cũng hất nước bẩn vào ta sao? Ngươi chật vật sao? Ta không bị ngươi của trách sao? Cũng không trách ngươi. Lúc ấy chúng ta đối phó với Sắc Dục Thiên, ngươi cố tình đi giết thánh thánh tử gì đó, những người khác cũng bại trận hết rồi. Ta nói là sự thực, rõ ràng là ngươi có vấn đề. Bọn họ nói ngươi là nội gian, nói cũng không sai. Điền Chân cười lạnh nói. Thối lắm, nội gian, ngươi mới là nội gian. Mạc Tam Sơn lạnh lùng. Mạc Tam Sơn, ngươi ngậm máu phun người là vô dụng. Điền Chân cười lạnh. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Lúc trước Từ Bất Phàm truyền tin tức cho ta, ngươi khẩn cấp dẫn người đi Ma Long Đảo, người khác không biết, ta còn không biết sao? Ngươi thực để bụng Từ Bất Phàm kia. Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Hai mắt Điền Chân nhíu lại. Mạc Tam Sơn, ngươi có biết kết cục nói xấu ta sẽ ra sao không? Đến đi, ngươi là trưởng lão phụ trách tình báo của Kim Mộ Tông, ta là điện chủ phụ trách tình báo của Thiên Lang Tông, ta có thể để ngươi đến tiểu viện của ta, ta sẽ không sợ ngươi giết người diệt khẩu. Ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi động thủ, ta cam đoan chuyện này ngày mai cả thiên hạ đều biết. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Giết ngươi, ta cũng không có rảnh, hiện tại bên người đầy người muốn phiền toái cho ngươi. Thanh âm Điền Chân lạnh lùng. Nói đi, lần này ngươi tìm ta làm gì? Không thể nào chỉ đến cười ta chứ? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Điền Chân nhìn vào Mạc Tam Sơn một hồi, cuối cùng không vòng vo. Ta đến đây tìm ngươi để lấy thiểm điện thần tiên của Từ Bất Phàm. Nghe thấy bốn chữ thiểm điện thần tiên, Mạc Tam Sơn theo bản năng nhíu mày, lửa giận dâng trào. Ngươi điên sao? Vì sao nói thiểm điện thần tiên trong tay ta? Ta khi nào lấy thiểm điện thần tiên? Mạc Tam Sơn trừng mắt. Điền Chân ngờ vực nhìn Mạc Tam Sơn. Từ Bất Phàm nàng bỗng nhiên tìm ta muốn thiểm điện thần thiên, ngươi cũng đến lấy sao? Ngươi vì lấy lòng Từ Bất Phàm sao? Mẹ nó, ta khi nào cầm thiểm điện thần tiên? Các ngươi vì sao cứ đến chỗ ta mà tìm? Mạc Tam Sơn cáu giận. Mình bị Từ Bất Phàm hiểu lầm, mới bị thương thê thảm như vậy, còn chưa xong nữa còn đến nữa sao? Ngươi không lấy sao? Điền Chân lạnh lùng nói. Ta nếu lấy thiểm điện thần tiên, ta chết không tử tế. Mạc Tam Sơn tức giận nói. Nhưng mà vì sao Từ Bất Phàm nói ngươi lấy? Điền Chân trầm giọng nói. Ta làm sao mà biết? Nàng nói là Vương Khả, Đồng An An nói với nàng. Mẹ nó, là Vương Khả vu oan cho ta. Cái tên khốn kiếp này, hắn vu oan ta bao nhiêu lần rồi? Mạc Tam Sơn tức muốn nhảy dựng lên. Thần tình Điền Chân ngờ vực. Ta hiện tại bị thương, không thuận tiện đối phó Vương Khả. Ngươi tìm hắn đi, ta dám khẳng định thiềm điện thần tiên khẳng định trong tay của tên chó Vương Khả đó. Mạc Tam Sơn căm giận. Điền Chân trầm ngâm một lát. Ngươi còn hoài nghi ta sao? Ta lấy thiềm điện thần tiên làm cái gì chứ? Công pháp không xứng, thiềm điện thần tiên kia đối với ta còn không bằng một thanh phi kiếm tốt. Ta có tất yếu lấy không? Mạc Tam Sơn trừng mắt gầm lên. Điền Chân trầm ngâm hồi lâu, thở sâu nói. Được rồi, ta tạm tìm ngươi. Ngươi đi tìm Vương Khả đi, thay ta hỏi thăm hắn. Mạc Tam Sơn chờ mong nói. Hỏi thăm hắn? Dùng cái gì hỏi thăm? Nếu không ngươi cho ta một chút pháp bảo đi. Điền Chân cười nói. Ngươi động thủ còn để ta chuẩn bị binh khí cho ngươi chắc? Ngươi đang muốn vu oan ám hại ta sao? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Ngươi nói đi, cho hay không? Điền Chân khinh thường nói. Mạc Tam Sơn trừng mắt một lúc, có lẽ bởi vì đối với Vương Khả quá độc, cuối cùng nuốt xuống khẩu khí này, lấy ra một cây ngân châm dài bằng chiếc đũa. Truy hồn thực cốt châm. Ngươi điên rồi sao?
Hai mắt Điền Trần sáng lên. Truy hồn thực cốt châm, một châm này đâm xuống, Vương Khả cả đời chỉ có thể ngồi trên giường. Đến lúc đó người muốn hỏi thì hỏi. Mạc Tâm Sơn chờ mong nói, ta biết ngay mà, pháp bảo âm độc trên người ngươi là nhiều nhất. Điền Trần cười lạnh. Cầm dùng đi, nhớ rõ thay ta đâm thêm mắn hai châm. Mạc Tâm Sơn hưng phấn nói. Về mặt Điền Trần cổ quái, ngươi hy vọng Vương Khả chết như vậy? Ta thảm như thế này đều là do hắn hại, ngươi nghĩ sao? Ngươi cẩn thận một chút. Mạc Tâm Sơn bỗng nhiên nhíu mày. Cẩn thận cái gì? Điền Trần ngạc nhiên nói, tên tiểu tử Vương Khả kia phi thường tà môn, ta cũng không nói được gì. Dù sao tà môn giống như là nguyền rùa của U Nguyệt công chúa, được Vương Khả kế thừa, nhắm vào hắn đều xui xẻo, ta cũng không hiểu vì sao nữa. Mạc Tâm Sơn lo lắng nói. Nói dẫn gì, tự ngươi xui xẻo, nói gì Vương Khả, ngươi chờ đi, xem ta thu thập hắn như thế nào. Điền Trần cười lại nói. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Phương Đạo Chí Tôn tập 64. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên giúp Phong like cũng như là chia sẻ video của bộ truyện này nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Bên ngoài Long Tiên Trấn, Vương Khả, Trường Chính Đạo lặng yên rời khỏi Long Tiên Trấn. Vương Khả, đi gấp như vậy làm gì? Trường Chính Đạo phía sau buồn bực nói. Không gấp, ở lại cái tòa cao ốc thần vương sao? Sư tôn ta nói, mỗi ngày bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta, ta cũng không có điền, mỗi ngày ở đây để người ta rình mò, thú vị lắm mà. Vương Khả thúc giục nói. Ai rình mò ngươi? Trường Chính Đạo tỏ vẻ không tin. Một đám đường chủ ma giáo với ma tôn đều rình mò ta, bên chỗ Chính Đạo khẳng định là cũng có đám nguyên anh cảnh đang nhìn. Mẹ nó, cũng không có trả tiền, xem miễn phí sao? Ta không phải là biến thái. Vương Khả tức giận nói. Nổ đi ngươi. Trường Chính Đạo tỏ vẻ không tin. Vừa lúc Thành Kinh cũng truyền đến tin tức, đại biểu ca sẽ thống nhất thiên hạ đại thành, chờ đợi đại điển đăng cơ. Chỉ có đứa cháu của Từ Bất Phàm kia là vẫn không bỏ qua. Mẹ nó, Từ Bất Phàm cũng không có ủng hộ hắn, mà hắn còn nỗ lực cái rắm ấy. Vương Khả tức giận nói. Nhắc tới Thành Kinh, ta nhớ ra rồi, bọn họ đang truyền ngươi và Trương Ly Nhi có mở ám đấy. Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ngươi sao còn bắt quái nữa? Không phải là một năm trước đã nói rõ với ngươi rồi sao? Đều là do lão xảo quyệt Mạc Tam Sơn kia bịa đặt. Ta vốn cũng cảm thấy như vậy, dù sao hai người chênh lệch quá lớn, nhưng mà tác phong của người lại thế, có thể cũng xảy ra chuyện như vậy đấy. Trường Chính Đạo lắc đầu. Ý ngươi là gì? Vương Khả ngờ vực nói. Ta nghe Đồng An An nói, sau đại hội Long Môn, người biến mất một tháng, tìm nữ nhân nào đó tên là Long Ngọc, đi biển lêu lồng một tháng. Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đồng An An, mẹ nó, tiền lương cao như vậy còn không ngậm được miệng, dựa vào cái gì mà nói xấu ta? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi đừng nói Đồng An An, hỏi ngươi có đi hay không? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Vương Khả đen mặt. Lêu lồng cái gì? Đó là phiêu lưu hơn một tháng. Vậy đúng rồi còn gì, mỗi ngày đều nói tình cảm với U Nguyệt công chúa ư? Hai người các ngươi thì ra là sớm kết thúc rồi. Hiện tại bạn gái mới đổi thành Trương Ly Nhi, rồi đổi thành Long Ngọc, người có mặt mũi nào nói đến U Nguyệt công chúa sao? Trường Chính Đạo khinh thường nói. Vương Khả đen mặt lại. Ngươi nói lại một lần nữa đi, tin hay không ta đánh ngươi. Ngươi đánh không lại ta, đánh ta cái dám ấy. Lần này bảo ta đi với ngươi đến Thành Kình, còn không phải là để ta bảo tiêu cho ngươi? Trường Chính Đạo khinh thường nói. Vương Khả trừng mắt. Nếu không thử xem. Ta chỉ hỏi một chút, ngươi có cần tức giận vậy không? Trường Chính Đạo bĩu môi. Không phải ta tức giận, mà là các ngươi vu tội ta như vậy. Ta thì không sao, nhưng mà danh dự của Long Ngọc bị tổn hại đó, bịa đặt thú vị lắm sao? Vương Khả buồn bực nói. Long Ngọc, trước đại hội Long Môn, ta không nhớ rõ có mỹ nữ nào như vậy ở trên Long Tiền Trấn. Ngươi làm sao mà quen biết đạo lữ như vậy đấy? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Không phải đạo lữ, ta và Long Ngọc là trong sạch. Vương Khả trừng mắt. Ngươi cứ cực lực làm rõ quan hệ như vậy, chẳng lẽ Long Ngọc này rất xấu à? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Vương Khả trừng mắt, đang muốn động thủ, bỗng nhiên sắc mặt Vương Khả cứng đờ, nhìn phía đỉnh núi không xa. Long Ngọc, sao nàng lại tới đây? Trường Chính Đạo nghe Vương Khả nói cũng sửng sốt. Ngươi không phải chọc ta chứ? Rừng núi hoang vắng như thế này nào có. Người này là ai vậy? Sao xinh đẹp như vậy?
Quả nhiên cách đỉnh núi không xa, Long Ngọc nhìn thấy hai người Vương Khả đến mỉm cười. Vừa rồi ta thấy các ngươi rời khỏi Long Tiên Trấn liền đi theo đấy. Trường Chính Đạo trừng mắt nhìn nữ tử trước mắt. Đây là Long Ngọc mà Vương Khả nói sao? Khó trách hơn một tháng lêu lồng lông nhông trở về. Nếu là ta, ta cũng không có trở về. Mẹ nó, Vương Khả tìm mỹ nữ này ở đâu vậy? Khó trách hơn một tháng lêu lồng không có trở về. Nếu là ta, ta cũng chẳng trở về. Mẹ nó, Vương Khả tìm mỹ nữ này ở đâu vậy? Long Ngọc, nàng đi theo ta. Nửa năm này nàng vẫn không lộ diện, ta còn nghĩ rằng... Vương Khả kinh hỉ nói. Gần đây đi theo Ma Tôn tu luyện, vừa mới xuất quan. Long Ngọc cười nói. Vậy là tốt rồi. Vương Khả thở vào. Trường Chính Đạo nhìn hai người. Vương Khả và Long Ngọc nhìn nhau, hoàn toàn xem mình là không khí. Mẹ nó, cũng không chào ta một cái. Cái này gọi là trong sạch sao? Người lại lừa ta. Nghe nói gần đây tòa cao ốc thần vương của ngươi khai trương, ta còn chưa qua đó. Long Ngọc cười nói. Không sao, không cần đến. Khai trương thôi mà, không có là cái gì cả. Vương Khả cười nói. Vương Khả cười, nhìn Trường Chính Đạo dán mặt đến, giống như là muốn Vương Khả giới thiệu làm quen. Trường Chính Đạo, không thấy ta đang nói chính sự sao? Có thể tránh ra cho chúng ta không gian riêng tư được không? Sắc mặt Vương Khả nghiêm túc nói. Trường Chính Đạo sừng sốt. Ta còn chưa có nói gì, người đã đuổi ta đi rồi, chê ta chỗ này vướng bận hay sao? Người không phải nói các người trong sạch sao? Ngay cả Trường Chính Đạo cũng cảm thấy tên Vương Khả này trọng sắc khinh bạn, nhưng mà thời điểm này chỉ có thể an tĩnh nuốt ngụm cầu lượng này. Đi ra khỏi sơn cốc phía xa chờ đợi, dọc đường hùng hùng hồ hồ mắng mỏ mấy câu. Vương Khả rời khỏi Long Tiên Trấn, tuy đi phi thường bí ẩn nhưng vẫn bị người tìm thấy tung tích. Điền Chân trừng mắt nhìn thuộc hạ. Các ngươi không phát hiện? Dạ. Vương Khả đi phi thường bí ẩn, hắn thiết trí một kỳ trận ẩn nấp tại văn phòng. Chúng thuộc hạ còn tưởng rằng hắn là tòa cao ốc thần vương, nào ngờ đã đi được nửa ngày chúng ta mới phát hiện không ổn. Sắc mặt một thuộc hạ khó coi nói. Chúng ta nếu không phải đi theo dõi Trường Chính Đạo, sợ rằng đã hoàn toàn mất dấu đấy. Lại một thuộc hạ nói. Ở phương hướng đó sao? Điền Chân chỉ ở xa. Dạ, nhưng mà bọn họ dịch dung ngay từ đầu, nếu không phải chúng ta biết hình dáng của Trường Chính Đạo dịch dung, thật đúng là không thể phát hiện. Thuộc hạ kia nói. Điền Chân trầm ngâm, rút tiên hạc trên không trung về. Các người đừng có xen vào, ta tự mình đuổi. Dạ. Thuộc hạ kia đáp lời. Tiên hạc tập trung phương xa. Điền Chân muốn bắt Vương Khả ép hỏi tin tức, tự nhiên trước thả Vương Khả, sau đó chậm rãi tra tấn ép hỏi tin tức của Thiểm Điện Thần Tiên. Việc này tự mình làm là được. Mạc Tam Sơn bị chịu nhiều vố đau trong tay Vương Khả, Điền Chân làm sao mà không cẩn thận. Phi thường cẩn thận tiếp cận mục tiêu tiên hạc phát hiện. Rất nhanh thấy Vương Khả và Long Ngọc ở trên đỉnh núi xa xa. Trong nháy mắt nhìn thấy hai người, Điền Chân hít khí lạnh. Lần này thực không thể trách đám thuộc hạ kia của ta. Trường Chính Đạo là một tên béo ú, lại dịch dung thành mỹ nữ tuyệt thế kia, làm sao mà tra xét ra được? Điền Chân kinh hãi nói. Trường Chính Đạo chờ ở sân cốc lại khiến Điền Chân hiểu lầm Long Ngọc là Trường Chính Đạo. Trong lúc nhất thời kinh hãi, mẹ nó, hiện tại Trường Chính Đạo dịch dung khoa trương như vậy ư? Điền Chân cũng không có đến gần, mà tìm một cây đại thụ ẩn giấu, đứng xa xa nhìn Vương Khả và Long Ngọc đang trò chuyện vui vẻ trên đỉnh núi. Hai người? Hai người thì hai người. Vương Khả, Mạc Tam Sơn nói ngươi tả môn, ta thật không tin. Xem ngươi trúng truy hồn thực cốt châm có thể tả môn ra sao? Điền Chân lạnh lùng nói. Nói xong lật tay lấy ra ngân châm như chiếc đũa, nhìn chằm chằm Vương Khả và Long Ngọc trên đỉnh núi xa xa, ngón tay phóng mạnh. Vù một tiếng, hai cây truy hồn thực cốt châm giống như là tia chớp nháy mắt đến bên cạnh Vương Khả và Long Ngọc, giống như trong nháy mắt liền tiến vào trong cơ thể hai người. Hai mắt Điền Chân sáng lên, đang muốn lộ diện, lại thấy Long Ngọc từ xa không quay đầu, đưa lưng về phía mình, tay áo trắng quấn lên một vòng, che lấp hai cây truy hồn thực cốt châm, trong tay áo lụa trắng, ngón trỏ búng ra. Vù một tiếng, hai cây truy hồn thực cốt châm như là biết đi, bỗng nhiên quay đầu, hơn nữa tốc độ còn gấp đôi. Bang một tiếng, Điền Chân bỗng nhiên bị hai cây truy hồn thực cốt châm đâm lên cây đại thụ. Hai cây châm này, một cây cắm lên cổ họng Điền Chân, một cây thì cắm lên ngực của Điền Chân. Điền Chân trừng mắt, không thể lý giải cảnh tượng vừa rồi. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Cả người Điền Chân run rẩy, gian nan rút cả người ra khỏi cây đại thụ. Sắc mặt Điền Chân tím ngắt. Truy hồn thực cốt châm, ta cần giải dược,
giải dược. Điền Chân hoảng sợ quay đầu chạy ngay. Giờ khắc này Điền Chân không dám rút hai cây châm ở trong cơ thể, vẻ mặt tuyệt vọng tìm đường trốn. Hả, ai? Lúc này một tiếng gào to cách sơn cốc không xa. Điền Chân ra sức chạy trốn, quay đầu nhìn, thấy một tên mập trường chính đạo đang ngồi ở đó. Điền Chân biến sắc. Gặp quỷ rồi, mỹ nữ kia không phải là Trương Chính Đạo, là ta hiểu lầm, tại sao lại như vậy? Điền Chân kinh hãn chạy nhanh hơn. Trương Chính Đạo vội đuổi theo, Điền Chân đã sớm chạy mất. Trương Chính Đạo, có chuyện gì vậy? Ngươi gọi cái gì vậy? Vương Khả ở xa ngạc nhiên nói. Vừa rồi có người vừa chạy vừa xui bọt mép, ta hỏi hắn một tiếng mà hắn bỏ chạy mất luôn rồi. Trương Chính Đạo nói. Vẻ mặt Vương Khả tỏ vẻ không tin, hùng hằng liếc nhìn Trương Chính Đạo. Long Ngọc, không cần để ý hắn, hắn có bệnh đấy. Vì hấp dẫn mỹ nữ chú ý, lời nói dối gì cũng có thể nói được. Vương Khả an ủi Long Ngọc. Trường Chính Đạo trong sân cốc. Mẹ nó, ai nói dối, ta nói là thật đấy. Sự thật cái rắm ấy. Ai không có việc gì tự nhiên chạy trong rừng núi, lại còn vừa chạy vừa xui bọt mép. Người đâu, ta không thấy. Vương Khả trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo. Rõ ràng vừa rồi còn ở phía trước mà. Vẻ mặt Trường Chính Đạo buồn bực. Mẹ nó, không có chứng cứ, người bắt ta làm sao bây giờ? Vương Khả cũng không để ý Trương Chính Đạo trò chuyện với Long Ngọc. Long Ngọc cũng mỉm cười nhìn phương hướng Điền Chân mới rời đi, nhưng mà mắt hiện lên tia tức giận. Long Ngọc, nàng nói Ma Tôn để nàng đến lấy Biên Lai gửi tiền à? Vương Khả ngạc nhiên nói. Đúng vậy, Ma Tôn không phải cho chàng 500 vạn cân linh thạch sao? Chàng không đưa bằng chứng ư? Long Ngọc cười nói. Đưa, làm sao mà không đưa, ta còn nghĩ Ma Tôn không cần. Đây, của nàng đây. Vương Khả lập tức lấy ra một phần biên lai gửi tiền đưa cho Long Ngọc. Long Ngọc cười nói. Ma Tôn không cần, chàng chuẩn bị không đưa sao? Nói cái gì vậy, làm sao có thể chứ? Tham ô tiền à? Ta cũng không dám tham ô tiền của Ma Tôn đâu. Vương Khả cười nói. Long Ngọc cẩn thận thu vào. Long Ngọc, đọc thiên nhân băng trong cơ thể nàng đã tốt rồi chứ? Vương Khả lo lắng hỏi. Giải rồi, không cần lo lắng. Long Ngọc trầm mặc một chút, trong mắt hiện lên ý cười ấm áp. À, vậy là tốt rồi. Vương Khả cười nói. Lần này chàng ra ngoài có thể gặp nguy hiểm không? Long Ngọc nhíu mày nói. Vừa rồi còn có người muốn ám sát chàng. Ta biết có người theo dõi ta. Vừa rồi ở trên trời còn có tiên hạc Kim Ô Tông đi theo ta nữa. Ta cùng với Trương Chính Đạo chuẩn bị lặn nước rời khỏi, chờ thêm đoạn thời gian cắt đứt theo dõi của người khác sẽ không sao chứ? Vương Khả cười nói. Chàng biết người theo dõi chàng sao? Long Ngọc kinh ngạc nói. Đúng vậy, hiện tại ta xuất môn, ai không theo dõi chứ? Hiện tại ta cũng xem như là nhân vật công chúng, không lớn không nhỏ, chuyện này là không thể tránh được. Vương Khả cười nói. Long Ngọc nghệt mặt. Ta còn cần nói cho chàng, vừa rồi có người ám sát chàng không? Chàng vội vã rời khỏi Long Tiên Trấn như vậy là muốn đi đâu? Long Ngọc hiếu kỳ hỏi. Đi Thanh Kinh, đại biểu ca của ta chính thức đăng cơ thành vua, ta đi ăn mừng một chút, thuận tiện giúp hắn giải quyết một vấn đề nhỏ. Vương Khả giải thích. Nhưng mà Thanh Kinh không phải là phương hướng kia sao? Các ngươi đi sai đường rồi. Long Ngọc hiếu kỳ nói. À, không có, chúng ta đã cố ý đi vòng quanh, bỏ rơi bọn theo dõi, để bọn họ không biết chúng ta đi đâu ấy mà. Vương Khả giải thích. Long Ngọc trầm mặc. Mẹ nó, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù theo dõi chàng chứ? Chàng cũng quá cẩn thận rồi. Long Ngọc, nếu không nàng cũng đi theo chúng ta đi, đến Thành Kinh chơi, cảnh sát nơi đó không tệ đâu, ta cùng nàng đi dạo đi. Vương Khả khuyên nhủ. Long Ngọc cười khổ lắc đầu. Ta sao, chuyện mỗi ngày còn nhiều lắm, không thể đi được, lần này ta muốn tiễn chàng đi mà thôi. Chuyện mỗi ngày của nàng rất nhiều sao? Chuyện gì vậy, không phải chỉ là tu luyện thôi sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Long Ngọc lắc đầu, hơi cười khổ, không giải thích. À, nếu không ta đi nói với Ma Tôn, nàng mỗi ngày cần tu luyện cường độ cao, như vậy không tốt đâu. Ít nhất thể xác và tinh thần đều phát triển không tốt, phải biết kết hợp nghỉ nghỉ ngơi ngơi, không có việc gì thì phải thư giãn chứ, như vậy mới có thể tu luyện nhanh được. Vương Khả nhíu mày nói. Kết hợp nghỉ ngơi, à đúng vậy, mấy năm nay ta quá là mệt mỏi, chắc phải thả lỏng thời gian, có lẽ ta nên từ bỏ sinh hoạt ban đầu. Long Ngọc khẽ thở dài. Như vậy mới đúng chứ, ta viết thư cho Ma Tôn ngay. Vương Khả lập tức nói. Long Ngọc lắc đầu mỉm cười nói. Không cần, ta tự mình nói. Hơn nữa hiện tại ta cũng lơi lỏng không được, rất nhiều chuyện đang chờ ta giải quyết xong rồi nói. Nhưng
Vương Khả tỏ vẻ tiếc hận. Yên tâm, nếu rảnh rỗi ta sẽ đi Thanh Kinh gặp chàng. Long Ngọc cười nói, nàng sẽ đi thật chứ? Vương Khả kinh ngạc nói, chàng không phải nói cảnh sắc nơi đó không tồi sao? Muốn dẫn ta đi dạo sao? Thời gian tới giờ ta sẽ đi, hiện tại ta phải về rồi. Long Ngọc cười nói, giờ về luôn à? Trong mắt Vương Khả hiện lên vẻ lưu luyến. Đi trước đây, sau này gặp lại. Long Ngọc mỉm cười. Vừa cười, Long Ngọc vừa lấy ra một thanh phi kiếm, đạp phi kiếm vọt về phía xa. Vương Khả nhìn Long Ngọc rời đi, khẽ khẽ thở dài. Trường Chính Đạo vội vàng tới. Vương Khả, sao vậy? Bạn gái mới này của ngươi sao lại đi rồi? Ai cần ngươi hỏi? Vương Khả trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo. Bạn gái ngươi chạy liên quan gì tới ta? Phát hỏa gì với ta? Trường Chính Đạo trừng mắt nói, đã nói với ngươi rồi, chỉ là bạn bè bình thường. Vương Khả lần nữa sửa miệng, bạn bè bình thường, lần sau giới thiệu ta nhận thức được không? Trường Chính Đạo chờ mong nói, cút đi. Vương Khả trừng mắt, ta biết ngay tiểu tử ngươi khẳng định là không có ý tốt. Trường Chính Đạo nhất thời tức giận nói, đi thôi, tên hạc của Kim Ô Tông vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đi mau, đừng bị theo dõi. Vương Khả thúc giục nói. Trường Chính Đạo nén giận. Hai người rất nhanh chạy đến một dòng sông lớn, lập tức nhảy vào, thuận thế núp người dưới sông rời khỏi. Lúc này cho dù có là tiên hạc theo dõi cũng tìm không được. Long Tiên Trấn, trong tiểu viện Mạc Tam Sơn. Mau mau, Mạc Tam Sơn, tên khốn nạn, bên trong là độc dược gì đau như vậy? Điền Trân thống khổ kêu lên. Mạc Tam Sơn nhẹ nhàng rút truy hồn thực cốt châm ở trong cơ thể Điền Trân, cung cấp giải dược cho Điền Trân. Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Ta để ngươi đi hại Vương Khả, vì sao ngươi lại hại mình? Ngươi náo loạn cái gì vậy? Vẻ mặt Mạc Tam Sơn mờ mịt nói. Điền Trân loại trừ độc trong cơ thể, sắc mặt vẫn khó coi. Hại mình ư? Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Ngươi chẳng lẽ không thấy Vương Khả? Mạc Tam Sơn mờ mịt nói. Tìm được rồi, lúc ấy Vương Khả đang nói chuyện yêu đương với một nữ tử, ta là từ sau lưng hắn bắn ra hai cây châm, cũng không biết vì sao bỗng nhiên lại bay ngược lại vào người ta. Điền Trân nhớ lại nói. Ngươi đang nói dẫn cái gì vậy? Vương Khả còn đang hẹn hò, ngươi đánh lén sau lưng mà còn thất bại. Truy hồn thực cốt châm này của ta sao còn có thể quẹo trở về? Ngươi nghĩ ta tin ngươi chắc? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Là thật đấy. Điền Trân buồn bã nói. Vẻ mặt Mạc Tam Sơn không hề tin tưởng. Hai người đen mặt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập bất mãn và không tín nhiệm. Trong núi rừng bên cạnh sông lớn, hai thanh phi kiếm bay song song. Vương Khả đạp lên phi kiếm, cong thắt lưng, cẩn thận ngự kiếm phi hành. Trường Chính Đạo đứng bên cạnh lau mồ hôi, trợn mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi đang làm gì? Trường Chính Đạo mờ mịt nói. Ta đang trượt băng. À không, ta đang học ngự phi kiếm phi hành. Vương Khả chậm chậm trượt trong không trung. Ta biết ngươi là kim đan cảnh tầng 1, nhưng nào có ai đạp hai thanh phi kiếm, một cước hai thanh, sợ người khác không biết ngươi là nhà giàu cỡ mới nổi sao? Trường Chính Đạo mờ mịt nói. Ngươi thì biết cái gì? Đây không phải là cần quá trình học tập sao? Đạp một thanh phi kiếm, ngự kiếm phi hành đương nhiên là ngầu rồi. Ta sao không biết? Nhưng mà ta là một tay mơ, hoàn toàn chưa thể nắm chắc. Ngươi để ta phóng lên tận trời sao? Ta nếu như không cẩn thận rơi chết thì sao? Ta nếu không cẩn thận đụng vào núi thì sao? Vạn nhất không thể thắng lại, ngươi muốn ta chết sao? Vương Khả trợn trắng mắt. Nhưng ngươi đạp hai thanh phi kiếm như vậy, ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi không sợ vạn nhất không thể khống chế đụng phải nhau thì sao? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta từng học trượt băng rồi, nguyên khí không khác lắm, như vậy cũng an toàn. Vương Khả nói. Ta không thấy an toàn bao nhiêu, vạn nhất một thanh phi kiếm không còn, ngươi không phải là cũng rơi xuống sao? Trường Chính Đạo khinh thường nói. Không sao, trong tay áo ta còn có hai thanh phi kiếm nữa, ngươi xem này, vạn nhất rơi xuống ta thúc giục phi kiếm trong tay kéo ta lên. Vương Khả lấy hai thanh phi kiếm trong tay, mỗi tay cầm một thanh phi kiếm. Sắc mặt Trường Chính Đạo cứng đờ. Thế giới của thổ hào mà, chúng ta không thể hiểu được. Lúc trước mình luyện bay chỉ có một thanh phi kiếm nát bét, nhìn người ta xem. Trường Chính Đạo nghiêm trọng hoài nghi. Vương Khả còn cột bên hông mấy thanh phi kiếm. Chúng ta vừa bay vừa đi đi, Trường Chính Đạo khuyên nhủ. Không được, ta ở trên mặt nước học bay, ngã xuống còn không đau. Bay ở trên núi nhỡ như ngã xuống thì đụng vào núi thì sao? Ta luyện tập một hồi tốt rồi. Vương Khả giải thích. Ngươi sợ chết như vậy? Trường Chính Đạo trừng mắt mờ mịt nói. Ngươi không sợ chết chắc? Ngươi chết ta xem. Vương Khả trừng mắt. Trường Chính Đạo sừng sốt.
Xa xa nhất thời truyền đến tiếng hạc hét lên. Không tốt, mau tránh đi. Vương Khả biến sắc. Bang một tiếng, Vương Khả nhảy xuống phi kiếm, thu lại phi kiếm, cùng Trương Chính Đạo lập tức trốn dưới cây đại thụ. Cái gì vậy? Gần đây sao luôn có tiên hạc Kim Ô Tông bay lượn vậy? Trương Chính Đạo trừng mắt tức giận nói. Nếu không bắt một con nướng ăn, thuận tiện thăm dò đi. Vương Khả nhíu mày nói. Trương Chính Đạo biến sắc. Ngươi đứng đắn một chút đi, lần trước ăn con tiên hạc ngươi hại ta thảm lắm rồi. Từ khi chúng ta rời khỏi Long Tiên Trấn, luôn có tiên hạc đuổi theo chúng ta, khoảng thời gian này càng ngày càng nhiều. Kim Ô Tông là định làm cái gì vậy? Mẹ nó Vương Khả, khó trách ngươi phải lôi kéo ta đi cùng. Khẳng định là ngươi bị theo dõi rồi, kẻ thù của ngươi ở khắp thiên hạ mất. Trường Chính Đạo trừng mắt nói. Cái rắm ấy, tao còn cứu rất nhiều đệ tử Kim Ô Tông, cứu Trường Đình Nhi, Trương Thần Hư nữa, làm sao có thể là kẻ thù được? Vương Khả trừng mắt. Vậy thế này là chuyện gì? Trường Chính Đạo nhíu mày. Ta làm sao mà biết, dù sao cũng không thể để bọn họ nhìn thấy được. Kim Ô Tông muốn lấy oán báo ân sao? Vương Khả trầm giọng nói. Ngay khi hai người của trách đệ tử Kim Ô Tông, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng ở chân núi không xa. Vương Khả, Trường Chính Đạo, không cần né, ta đã nhìn thấy các ngươi. Một tiếng quát lạnh truyền tới. Hai người Vương Khả biến sắc, quay đầu nhìn. Trên đỉnh núi cách đó không xa, một gã nam tử đứng đó, chính là Trương Thần Hư của Kim Ô Tông. Bên cạnh Trương Thần Hư còn có một con tiên hạc thật lớn đứng trên đỉnh núi. Trương Thần Hư, Hạc Vương. Trường Chính Đạo biến sắc, nhìn thấy Trương Thần Hư vỗ vỗ Hạc Vương. Hạc Vương, nơi này giao cho ta, người mang theo đám thuộc hạ rời khỏi nơi này, không cần đến đây điều tra. Hạc Vương gật đầu. Hạc Vương lập tức bay lên trời, xông lên cao hét lớn. Nhất thời tiên hạc tứ vương đều giống như là nghe lệnh rời đi theo Hạc Vương. Đợi tất cả tiên hạc rời đi, Trương Thần Hư đạp lên đỉnh núi nhảy xuống, trong tay cầm quạt trắng nhẹ nhàng đáp xuống, thật là phiêu giật đẹp trai. Trương Thần Hư, ngươi tìm chúng ta, náo thành cái động tĩnh lớn như vậy ư? Chúng ta không gặp một năm rồi, ngươi tìm ta là không trực tiếp đi Long Tiên Trấn? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Vận dụng đàn hạc tìm các người không phải là của ta, ta chỉ là thuận đường mà thôi. Trương Thần Hư lắc đầu. Thế không phải ngươi tìm ta, Kim Ô Tông chúng ta cũng không quen ai khác, thì ai tìm ta? Chẳng lẽ là chị của ngươi? Ta không phải đã nói rõ với các ngươi rồi sao? Ta và chị ngươi là trong sạch, đều là Mạc Tam Sơn cái viện đặt mà, các ngươi không phải là đều biết rồi chứ? Vương Khả trừng mắt nói. Thần sắc Trương Thần Hư cứng đờ. Chị của ta cũng nói như vậy, nhưng người khác thì sao? Đệ tử Kim Ô Tông ta đều đồn quan hệ của ngươi mở ám, làm sáng thế nào cũng vô dụng. Vậy thì không thể trách ta được, người muốn trách thì trách Mạc Tam Sơn kia chứ, là hắn làm hại ta. Vương Khả nói. Đúng vậy, đúng vậy. Trường Chính Đạo gật đầu phối hợp bên cạnh. Sắc mặt Trương Thần Hư khó coi. Vương Khả, lần này ta tìm ngươi cũng là vì tính nợ của hai chúng ta. Chúng ta có nợ gì? Trương Thần Hư, ngươi đừng có quá đáng. Lần ở Thanh Kinh, nếu không phải ta liều chết cứu ngươi, ngươi đã sớm bị đám đệ tử ma giáo ăn rồi đấy, ngươi còn muốn tính nợ với ta? Vương Khả trừng mắt nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi đang lấy oán báo ẩn đi, truyền ra ngoài ngươi còn mặt mũi gì gặp lại ai? Chị của ngươi cũng hổ thẹn vì ngươi. Trường Chính Đạo phối hợp nói. Thôi lắm, nếu không phải Chu Tiên Trấn người, ta bị lừa hôn mê sao? Ta sẽ gặp phải tai ương sao? Ta bị ngươi hại mấy lần rồi, tìm ngươi tính sổ thì sao? Đúng vậy, ngươi cứu ta ở Thanh Kinh, nhưng ta vẫn không thể nhịn được chuyện này. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Vậy ngươi làm sao mới hết giận? Vương Khả hỏi. Trường Chính Đạo kỳ quái nhìn Vương Khả. Lời này của ngươi không thích hợp đấy. Trương Thần Hư đối diện giống như là không nghe ra, mở miệng nói. Rất đơn giản, lần này ta đến không gọi người khác, chỉ muốn chấm dứt ân oán giữa hai chúng ta. Hai người các người đánh ta đi, xem như chúng ta không ai nợ ai. Liên quan gì tới ta? Lần trước người đấy Chu Tiên Trấn chỉ rơi vào tay của Vương Khả, ta không có động thủ. Trường Chính Đạo trừng mắt tức giận. Trương Thần Hư cũng không quan tâm, chỉ lạnh lùng nói. Vương Khả, người đừng không biết thân phận, các người đánh ta đi, giúp ta hết giận, ta có thể cứu người một mạng. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư, lộ vẻ cổ quái. Người có bệnh à? Đây là cái loại gì vậy? Hừ, đánh với ta đi. Vương Khả, tiện nhân ngươi, một năm này ta nhịn không đánh người, nhịn sắp điên rồi, nhận được cái chết đi. Trương Thần Hư gào to. Chờ một chút, chờ một chút, chúng ta tán gẫu một chút đi, chờ một chút mà. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Nhưng không biết vì sao, Trương Thần Hư giống như là nhịn quá lâu muốn điên rồi,
chủ yếu rất là tức giận. Vốn có thù không đội trời chung với Vương Khả, kết quả mình và chị mình được Vương Khả cứu, điều này khiến mình muốn báo thù lại bị một đám của trách không có lương tâm. Người nói có đáng giận không chứ? Lúc này Vương Khả còn muốn phí lời nữa. Lần trước do người phí lời quá nhiều, sau đó bị thế nào, bây giờ còn muốn, nằm mơ đi. Trương Thần Hư nhất thời tánh tới. Làm sao đây? Trương Chính Đạo biến sắc kêu lên. Vô địch cường cháo! Vương Khả gào to. Âm một tiếng, nhất thời vô số trọc chân khí bùng nổ, giống như hình thành kết giới thật lớn, khuếch trường bốn phương tám hướng, bảo hộ mọi người. Cẩn thận đừng ngộ thương ta! Trương Chính Đạo biến sắc, dọa cả người run lên. Trọc chân khí, trọc chân khí kim đan cảnh khoa trương như vậy sao? Sương mù kim sắc rời núi lấp biển. Cường cháo, yếu ớt như thế này mà gọi là vô địch cường cháo, thật sự không biết xấu hổ. Trương Thần Hư nhất thời vọt vào. Trương Thần Hư nào biết đây căn bản là Vương Khả cố ý gài bẫy mình, đây làm sao là cương cháo chứ? Vừa vào trong đó, trọc chân khí quần quận nhập thể, trong đầu Trương Thần Hư nổ vang như sét đánh. Ầm một tiếng, tanh tưởi quần quận giống như trong nháy mắt đồng kết linh hồn của Trương Thần Hư. Trương Thần Hư nhất thời nôn mửa, có lẽ hút vào không nhiều, Trương Thần Hư như vậy mà còn có thần trí liên tục lui về phía sau, trong nháy mắt ngã nhào trên mặt đất chạy về phía sau. Vương Khả, tên khốn ngươi, đây là cái độc gì vậy? Trương Thần Hư vừa chạy vừa hô vừa nôn. Động thủ mau! Vương Khả thúc giục. Vương Khả, Trương Chính Đạo sắp đánh về phía Trương Thần Hư, lại thấy Trương Thần Hư tay cầm quạt giấy vẫy mạnh. Ầm một tiếng, cuồng phong nổi lên, ở trong nháy mắt thổi tan tất cả sương mù màu vàng. Đồng thời cuồng phong thật lớn sắp sửa xông kích đến hai người Vương Khả, khiến hai người bay ngược ra sau, lăn lộn mấy vòng mới ngừng lại. Trương Thần Hư vẫn còn nôn mửa tiếp. Vương Khả bò dậy biến sắc. Cây quạt kia thật là pháp bảo lợi hại, tù vì kim đan cảnh ta cũng bị quạt thổi bay, hơn nữa là trôi quạt màu đen giống như... Trương Chính Đạo bất ngờ. Trương Thần Hư vẫn còn nôn mửa. Gió đến rồi, chạy mau! Vương Khả quay đầu bỏ chạy. Vương Khả, người không phải có phi kiếm sao, sợ cái gì? Trương Chính Đạo biến sắc kêu. Bởi vì trong một chốc Vương Khả đã chạy rất xa. Muốn chạy sao, nằm mơ đi! Lâm Bình đấu giá, phong hải kết giới! Trương Thần Hư gào to. Trong gào to, quạt trắng vẫy mạnh, tiện đà quăng lên không trung. Trong nháy mắt quạt trắng bỗng nhiên lớn gấp 10 lần, quạt mạnh xuống. Ầm một tiếng, cuồng phong nổi dậy, khoảng cách trăm trượng xung quanh bỗng nhiên hình thành lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy tận trời quấn Vương Khả và Trương Chính Đạo vào trong cuồng phong. Ha, cái tình huống gì vậy? Quạt trắng này là tự động à? Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Trương Chính Đạo cũng kêu thảm thiết. Hai người bị quấn vào trong cuồng phong thần bất do kỷ. Không chỉ có hai người, vô số đá nhỏ quấn lên bốn phương tám hướng, quấn vào trong lốc xoáy thật lớn. Trong lúc nhất thời, ở bên trong mờ đục, hai người Trương Chính Đạo, Vương Khả, thần bất do kỳ bị quần phong thu vào. Trương Thần Hư đứng ở trung tâm lốc xoáy, cũng là nơi không có gió duy nhất. Sau khi nôn mửa, Trương Thần Hư rốt cuộc đã dễ chịu hơn. Tờ giấy trắng tổ truyền của ta uy lực thế nào? Phong hải kết giới che lại bốn phía, quần phong tự quấn kéo cả thân thể người, cho người dãy ruộng đến mệt chết, chịu nỗi đầu cát đá công kích. Vương Khả, Trương Chính Đạo, lần này xem ta giáo huấn các người thế nào. Về mặt Trương Thần Hư giữ tợn nói. Tên vô ơn nhà ngươi, mau dừng lại, mẹ nó, quần áo ta xác rách hết rồi. Vương Khả quay trong cuồng phong. Bên cạnh một dòng sông lớn, một lốc xoáy đường kính trăm trượng điên cuồng xoay tròn. Lốc xoáy này rất kỳ quái, cũng không xông lên tận trời, giống như là chiều cao trăm trượng. Ở bên trong cuồng phong có một quạt trắng điều khiển, xoay tròn rất nhanh, đất đá trên mặt đất đều bị cuốn vào. Một vùng vần độc nhìn từ xa giống như là máy giặt quần áo chuyển động trong dòng nước vậy. Hai người Vương Khả và Trương Chính Đạo giống như là đống quần áo trong máy giặt điên cuồng xoay tròn. Trương Thần Hư đứng ở trung tâm lốc xoáy, nơi an toàn nhất, chịu đựng cảm giác ghê tởm, vui sướng nhìn Vương Khả. Trương Chính Đạo chật vật không chịu nổi, bị vô số đất đá quấy phá. Trương Chính Đạo, người thất thần làm gì? Người không phải là cũng có một cây quạt sao? Là mạng của người đó, quạt hắn đi, quạt hắn đi! Vương Khả điên cuồng hô trong cuồng phong. Quạt của ta còn chưa có mở phong ấn, sao dùng được? Trường Chính Đạo kêu thảm thiết. Cái thứ rách nát gì? Vương Khả mắng. Trường Chính Đạo nghệt mặt. Người nghĩ rằng ta muốn như vậy sao? Nhìn phi kiếm! Vương Khả gào to. Vù một tiếng, nhất thời Vương Khả tung hai thanh phi kiếm về phía cây quạt. Vù một tiếng, nhưng mà cuồng phong quá lợi hại, phi kiếm cũng không thể bay tốt ở bên trong. Đảo mắt đã bị gió to thổi đi, giống với Vương Khả xoay vòng ở trung tâm.
Mẹ nó cái thứ quái gì vậy, phi kiếm cũng không dùng được. Vương Khả kinh ngạc nói. Giờ phút này cuồng phong lôi kéo Vương Khả, khiến Vương Khả thống khổ. Đất đá bốn phía không ngừng công kích Vương Khả, tuy không đau nhưng mà bị cuồng phong lôi kéo tứ chi bách hải như vậy cũng rất thống khổ. Không cần tránh nữa. Quá sướng. Vương Khả, các người cũng ngày hôm nay. Trương Thần Hư chịu đựng cảm giác buồn nôn, cười lớn. Xoạt một tiếng, lúc này một sợi trường tiên nháy mắt phá tan lốc xoáy, lập tức quấn quanh cánh tay của Trương Thần Hư. Cái gì vậy? Trương Thần Hư biến sắc, đang muốn dãy rủa. Bùm một tiếng, nhất thời một dòng điện mãnh liệt tiến vào trong cơ thể của Trương Thần Hư, khiến cho Trương Thần Hư run lên, bị lôi kéo vào trong gió to. Kéo vào đây. Trương Thần Hư, mau dừng lốc xoáy lại. Vương Khả hô to. Nằm mơ đi. Vương Khả, người cho là thiểm điện thần tiên này đả thương được ta? Trương Thần Hư điên cuồng dãy rủa. Trường chính đạo, người chết rồi sao? Mau lên thúc giục chủ tiên thiểm điện thần tiên. Vương Khả quát. Trong cuồng phòng, Trường chính đạo chịu đựng đá đập, nhất thời đi đến phụ cận, ôm cứng chủ tiên thúc giục mạnh mẽ. Hả? Thiểm điện thần tiên này bị dò rồi, còn là chủ tiên, lượng điện dò ra rất lớn. Trường chính đạo lo lắng hô. Ta biết, bằng không làm sao để ngươi thúc giục. Vương Khả hô lên. Mẹ nó, ngươi sợ mình bị giật điện mới để ta đi sao? Ngươi giữ chặt, quấn lấy Trương Thần Hư, ta đánh bay cái quạt trắng kia. Vương Khả quát. Vương Khả rút ra một sợi phụ tiên của thiểm điện thần tiên, quấn mạnh lên quạt trắng ở trung tâm lốc xoáy. Âm một tiếng, bốn phía quạt trắng có cường cháo, đánh văng trường tiên. Vô dụng, quạt trắng này của ta là bảo vật tổ truyền, trừ phi là Nguyên Anh cảnh ra tay, nếu không các người không phá được cương cháo phòng hộ của nó. Trương Thần Hư cười to nói. Vương Khả, ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, Trương Thần Hư sắp tránh ra khỏi tia thiểm điện thần tiên này của ta. Trương chính đạo lo lắng. Đừng có nóng, ta đến giúp ngươi. Vương Khả kêu lên. Vừa kêu, Vương Khả vừa quất phụ tiên lên người của Trương Thần Hư. Nhất thời Vương Khả, Trương chính đạo, một người một roi, quấn quanh Trương Thần Hư, điện lưu quần quận giật cả ba người. Tránh ra! Trương Thần Hư quằn quại. Không được Vương Khả, thực lực Trương Thần Hư mạnh hơn hai chúng ta, cho dù có thiểm điện thần tiên quấn quanh hắn cũng tránh được, người mau nghĩ biện pháp đi. Trường chính đạo lo lắng. Phi kiếm không dùng được ở đây, người để ta làm gì bây giờ? Vương Khả tức giận nói. Người không phải là có hữu thần vương ấn sao? Đập hắn đi, đập vào đầu hắn giống lần trước. Trương Thần Hư thúc giục. Thối lắm, thế cục hiện giờ ta có thể tiến gần hắn sao? Lão tử có thể công kích từ xa, tuyệt không đánh giáp lá cả. Vương Khả trừng mắt mắng. Hiện tại ta đi đập đầu Trương Thần Hư, ta có bệnh sao? Lần trước hắn không có phòng bị, lần này còn không có phòng bị ư? Căn bản không thể đập vào đầu hắn, vạn nhất đến gần bị Trương Thần Hư đâm một đạo, không phải là còn thế thảm hơn. Phóng điện, tiếp tục phóng điện. Mẹ nó, điện chết hắn đi. Vương Khả thúc giục. Trong lúc nhất thời, Vương Khả và Trương Chính Đạo thúc giục thiểm điện thần tiên, không ngừng điện giật Trương Thần Hư. Đồng thời dò điện từ thiểm điện thần tiên cũng khiến cho hai người thống khổ. Cuồng phong đôi kéo ba người, khiến cho ba người giống như là đánh nhau trong vũng bùn, đặc biệt tiêu hao khí lực. Vương Khả, hắn sắp tránh khỏi thiểm điện thần tiên rồi. Trường chính đạo lo lắng. Ta đã là kim đan cảnh đỉnh phong, các người sao có thể so với ta? Trương Thần Hư cười to nói. Ngay khi hắn cười to, Vương Khả bỗng nhiên thúc giục mũi nhọn của phụ tiên, bỗng nhiên hiện lên dòng sương mù màu vàng. Chân khí của Vương Khả theo thiểm điện thần tiên tiến đến Trương Thần Hư, nhảy vào trong miệng Trương Thần Hư. Ầm một tiếng, lại một hương vị quen thuộc, cảm giác chất đánh giữa trời quen thuộc. Trương Thần Hư muốn dãy giụa lập tức nôn mửa, không còn chút khí lực nào nữa. Được lắm, Vương Khả, chính là như vậy, thối chết hắn đi. Trương chính đạo hưng phấn gào thét. Không được, nơi này gió quá lớn, vừa rồi chỉ là một phần chân khí vào cơ thể, phần lớn bị thổi tán ra. Vương Khả buồn bực nói. Quả nhiên rất nhanh, Trương Thần Hư kia chống đỡ được. Vương Khả, người cho tàn cái gì vậy? Ta giết ngươi! Trương Thần Hư quát. Bang một tiếng, lại một luồng chọc chân khí ập tới. Trương Thần Hư bị thiềm điện thần tiên trói chặt, thưởng thức được nhân gian hiểm ác, mới có một chút lực lượng phản kháng, nháy mắt đã bị đút đầy mồm. Mẹ nó, ghê tởm muốn nôn ra. Vương Khả, tiếp tục đi. Trường chính đạo kích động nói. Gió nơi này lớn quá, chân khí của ta 99 phần đều bị thổi tan, hắn chỉ thu một phần nhỏ, chân nguyên của ta cũng sắp không đủ, còn lãng phí như vậy ta sẽ không còn khí lực đâu. Vương Khả tức giận nói. Vương Khả, người muốn chết. Trương Thần Hư thật vất vả chịu đựng. Trải qua nhiều lần như vậy, ba người bị điện lưu giật đến tinh bì lực tận. Vương Khả, thối quá, ngươi làm sao dùng chân khí với ta? Trường chính đạo bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Không có, ta
ta đều suy nhược rồi, chân khí dùng trên trương thần hư còn không đủ, làm sao có thể dùng trên người ngươi? Vương Khả suy yếu nói. Vậy tại sao lại thối như vậy? Lốc xoáy, lốc xoáy biến thành vàng rồi. Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên. Phong hải kết giới do quạt trắng hình thành, tuy vô số cuồng phong xoay tròn, nhưng mà gió vẫn là cơn gió. Đây là kết giới phòng bế, chọc chân khí Vương Khả sinh ra cũng bị cuồng phong thổi tan và vẫn còn tồn tại trong phong hải kết giới này. Ở nơi này càng ngày càng nồng đậm, cho nên phong hải kết giới vần đục chậm rãi nhuộm màu vàng. Làm sao đây? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Cẩn thận điện lưu! Vương Khả biến sắc. Cái gì? Trường Chính Đạo trừng mắt khó hiểu nói. Ta nhớ rõ, khí hơi gặp điện sẽ nổ đấy. Sắc mặt Vương Khả cuồng biến. Đáng tiếc là không còn kịp rồi. Lại thấy chủ tiềm điện thần tiên Trường Chính Đạo thúc giục bỗng nhiên lóe điện quang, giống như là ngân châm lóe sáng. Ầm một tiếng, một tiếng nổ ngập trời, nổ tung trong phong kết giới. Ba người Vương Khả, Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư nháy mắt bị bao phủ trong lửa lớn. Ba người kêu lên thảm thiết. Kết giới phong hải bị phong bế nổ mạnh, khủng bố ra sao, xung kích lớn như thế nào, giống như là động đất xảy ra, khiến núi rừng bốn phía đều chấn động mạnh. Ngọn núi lửa lớn hình thành cây nấm giữa trời đất. Phong hải kết giới vỡ nát ầm ầm. Cây quạt trắng bay vào trong cơ thể Trương Thần Hư, toàn thân ba người giống như là bị lửa đốt cháy, bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba người rơi từ trên trời xuống. Lúc này ba người đều tinh bì tận lực, rất suy yếu. Ba người rơi vào sông lớn là vạn hạnh trong bất hạnh. Theo dòng sông, trong thời gian một nén nhang, ba người bay lên tảng đá lớn. Hiện giờ đều trong tình trạng suy kiệt, toàn thân chỉ còn lại nội khố hơi cháy đen, miễn cưỡng giữ lại tôn nghiêm của ba người. Mẹ nó, cuối cùng sống rồi. Vương Khả suy yếu nằm trên tảng đá, nhìn trời thờ phào. Vương Khả, Trường Chính Đạo, hai tên khốn các ngươi, vì sao mỗi lần gặp hai các ngươi ta đều rất là xui xẻo? Ta ở bên ngoài chưa từng phải khuất nhục như thế này. Trương Thần Hư suy yếu bi phận nói. Ngươi còn có mặt mũi nói sao? Không phải là ngươi tìm chúng ta gây phiền toái thì sao lại phải chật vật như vậy? Trương Chính Đạo bi phận nói. Lúc này ba người tinh bì tận lực, vừa mới bùng nổ xung kích lên suy yếu vô cùng, nằm ở trên tảng đá lớn trên đầu, phơi nắng khôi phục nguyên khí, mắng chửi lẫn nhau. Trương Thần Hư, ngươi rất sảng khoái sao? Có bệnh sao? Thích bị ngược à? Vương Khả mắng. Thấy các ngươi thành như vậy ta thật sảng khoái. Trương Thần Hư cười to. Ngươi ngàn dặm xa xôi muốn tìm đến chúng ta là vì muốn đồng quy vô tận với chúng ta, ngươi bị bệnh à? Trương Chính Đạo mắng. Trương Thần Hư, ta vốn ân oán rõ ràng, tìm tới bọn ngươi tự nhiên là có lý do. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Lý do? Vương Khả ngờ vực. Vương Khả, ngươi vẫn là mau chạy đi. Trương Thần Hư nói. Có ý gì? Ta vốn không phải đang chạy trốn sao? Vương Khả sừng sốt. Mẹ nó, ngươi ngàn dặm xa xôi đến đuổi đến tìm ta chính là để ta mau chạy trốn. Ta phải cảm ơn ngươi sao? Ngươi không đến ta còn chạy trốn nhanh hơn đấy. Chị ta nguyên anh cảnh rồi, trước đó không lâu ta và chị ta đi ra ngoài thập vạn đại sơn gặp cha ta. Cha ta mở tiệc ăn mừng chị ta được nguyên anh cảnh, đến rất nhiều người. Trương Thần Hư nói. Được ăn mừng nguyên anh cảnh cũng không có mời ta thì nói với ta làm gì? Vương Khả trừng mắt. Chuyện của ngươi và chị ta không biết bị ai truyền ra ngoài. Trương Thần Hư giải thích. Có ý gì? Vương Khả khó hiểu hỏi. Chị ta có một vị hôn phu đã chỉ sẵn, là một người rất lợi hại. Trương Thần Hư nói. Thì làm sao? Vương Khả khó hiểu. Hắn nghe quan hệ của ngươi và chị ta sắc mặt không tốt cho lắm, ta nghe nói hắn có thể phái người đến xử lý ngươi, cho nên ta vội vàng trở về báo tin cho ngươi. Ngươi nhanh chạy trốn đi. Trương Thần Hư giải thích nói. Xử lý ta? Tại sao lại xử lý ta? Ta và Trương Ly Nhi là có gì đâu? Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Nhưng mà bọn họ không tin. Trương Thần Hư nói. Nhưng mà liên quan gì tới ta? Vương Khả kinh ngạc kêu. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 65. Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy vui và thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Bên cạnh sông lớn, phía trên tảng đá, Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, ba người nằm dài. Bởi vì chiêu cuối cùng bùng nổ, tất cả đều tinh bì tận lực, suy yếu nằm trên tảng đá.
Cho dù quần áo bị đốt sạch thì chỉ còn lại có nội khố, cũng không để ý, quá mệt mỏi rồi. Liên quan gì tới ta, Trương Thần Hư, người không giải thích sao? Vương Khả buồn bực kêu lên. Đây căn bản là tai bay vạ gió mà. Trương Đình Nhi mở tiệc rượu cũng dẫn đến ta gặp phải họa sát thân, dựa vào cái gì chứ? Giải thích có tác dụng gì? Ta đến là để thông chi ngươi. Vương Khả, ngươi mau chạy đi, Trương Thần Hư nói. Mẹ nó, Trương Thần Hư, ngươi đến để mật báo thì mật báo đi. Mẹ nó đánh nhau làm gì? Già đầu rồi lại còn hại chúng ta đều nằm ở đây, không biết phải nằm bao lâu nữa. Trường Chính Đạo của trách. Các ngươi mà không phản kháng, để ta đánh các ngươi một trận không phải là được rồi sao? Trương Thần Hư trợn mắt. Ngươi bị điên à? Vương Khả, Trường Chính Đạo đồng thời mắng. Trương Thần Hư đang muốn nói chuyện bỗng nhiên biến sắc. Có người đến đấy. Ai? Vương Khả, Trương Chính Đạo cũng biến sắc. Giờ phút này ba người dùng sức cùng kiệt lực, lõa lồ nằm ở đây, có kẻ thù đến tìm thì phải làm sao? Ba người gian nan cử động thân mình, quay đầu nhìn thấy một thôn phụ trung niên cầm giỏ dây đến bờ sông. Rừng núi hoang vắng này tại sao lại xuất hiện một thôn phụ nhỉ? Vương Khả sửng sốt. Không biết, hay là ở trên núi? Trường Chính Đạo mờ mịt nói. Nàng đang rửa đồ ăn, vo gạo ư? Trương Thần Hư cũng mờ mịt. À, gạo và đồ ăn hôm nay đã rửa sạch rồi, mệt mỏi một ngày thực sự là vất vả, lên tảng đá ngủ một lúc đi. Thôn phụ trung niên vặn vẹo thắt lưng, chậm rãi leo lên tảng đá của ba người Vương Khả. Vương Khả biến sắc. Mẹ nó, người nói cho ai nghe vậy? Tự mình đến rửa đồ ăn, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, cần gì phải nói ra? Thôn phụ này sớm đã phát hiện chúng ta rồi. Hướng về chúng ta? Trương Thần Hư biến sắc. Hiển nhiên bọn họ cũng nhìn ra manh mối, thôn phụ này đã sớm phát hiện ra bọn họ, còn vo gạo rửa đồ ăn. Ngươi thật biết diễn đấy, ngươi muốn làm gì vậy? Ồ, nơi này sao lại có ba người? Thôn phụ trung niên leo lên tảng đá bỗng nhiên hoảng sợ. Lúc này ba người Vương Khả cũng nhìn thấy bộ dáng của thôn phụ trung niên, mặt rỗ đầy mặt, nhìn qua sẽ giúp tinh thần tỉnh táo lại. Đại thẩm, chúng ta quen nhau à? Vương Khả biến sắc nói. À, ba đại nam nhân các ngươi lõa lồ ở đây làm gì vậy? Thực sự là ngại chết người mà, ban ngày ban mặt mà. Thôn phụ trung niên nhất thời bụ mặt, tỏ vẻ ghét bỏ. Xin hỏi cao nhân phương nào? Tại hạ Trương Thần Hư Kim Ô Tông, không biết có gì chỉ giáo. Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Đã, ta chỉ là một thôn phụ sơn dã, đến rửa đồ ăn, vo gạo mà thôi. Vừa vặn nhìn thấy các ngươi, không quấy rầy các ngươi làm chuyện xấu hổ chứ? Thôn phụ trung niên thả tay ra, tiến tới từng bước, hỏi. Cái chuyện gì mà xấu hổ? Ngươi là ai? Không thấy chúng ta đang nằm phơi nắng ở đây sao? Trường Chính Đạo sốt ruột la lên. Thôn phụ trung niên này có lai lịch thế nào? Cứ đến gần chúng ta là có ý gì? Đại thẩm, nếu có chỗ nào đắc tội, mong thứ lỗi, chúng ta đi trước một bước. Vương Khả lập tức nói. Tươi cười trên mặt của thôn phụ trung niên càng sáng lạn. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Nơi này cũng không phải là chỗ của chúng ta, muốn ở đây bao lâu cũng được. Các người hẳn rất là mệt mỏi. Thôn phụ trung niên hòa ái dễ gần, khiến sắc mặt của ba người Vương Khả cứng đờ. Thôn phụ này là ai? Muốn làm gì? Tươi cười của ngươi thật là quỷ dị mà. Ngươi không phải muốn thừa dịp chúng ta suy yếu, đánh lén chúng ta chứ? Ngươi muốn làm cái gì? Đòi tiền, chúng ta có thể cho ngươi. Trên mặt Trương Thần Hư lộ vẻ lo lắng. Đây là một nữ thổ phỉ đến cướp bóc sao? Vương Khả biến sắc, lặng lẽ giấu vòng chữ vật dưới thân. Mẹ nó, hôm nay thật là xui xẻo mà. Nếu không phải do Trương Thần Hư, mình sẽ xui xẻo như vậy sao? À, các người xem ta là thổ phỉ sao? Ta không phải thổ phỉ, ta chỉ là một thôn phụ tốt bụng, vẫn là hắn hiểu chuyện nhất, gọi ta một tiếng đại thẩm. Đại thẩm sao sẽ tham tài chứ? Ta chỉ thấy các ngươi nằm ở đây, quan tâm các ngươi một chút thôi. Thôn phụ trung niên cười sáng lạng. Vương Khả, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo đều nghẹt mặt. Mẹ nó quan tâm chúng ta, xem chúng ta là kẻ ngu sao? Đại thẩm, không cần ngươi quan tâm, chúng ta chỉ nghỉ ngơi một hồi thôi. Sắc mặt Trương Thần Hư khó coi. Thôn phụ trung niên đã ngồi xổm trước mặt Trương Thần Hư. Hey, đừng có khẩn trương, ta sẽ không hại các ngươi, đừng có thẹn thùng. Tới đây, để đại thẩm xem thử thương thế của các ngươi thế nào. Thôn phụ trung niên bỗng nhiên đặt tay lên ngực Trương Thần Hư. Người muốn làm cái gì? Trương Thần Hư biến sắc.
muốn đánh lén ta sao? Vương Khả Trường Chính Đạo gian nan đứng dậy, muốn nhảy sông mà trốn. Nhưng mà thôn phụ trung niên cũng không công kích Trương Thần Hư, chỉ cẩn thận kiểm tra. Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, ta đang xem thử mà. Thôn phụ trung niên nuốt nước miếng nói. Hả? Trương Thần Hư sửng sốt. Nàng này xác thực không công kích ta, chẳng lẽ chỉ kiểm tra thân thể ta thật sao? Lực đạo sờ cũng không nhỏ. Nhìn thấy thôn phụ trung niên vuốt ngực Trương Thần Hư, trong mắt tỏa sáng, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Ai, ngực này trổ mã thật tốt, trưởng thành thế nào vậy? Thôn phụ trung niên cười cực kỳ hưng phấn. Hả? Vẻ mặt của Trương Thần Hư mờ mịt. Ồ, còn có người nữa, đến ta xem. À, vậy mà có 8 khối cơ bụng cả đấy. Thôn phụ trung niên chạm lên bụng của Vương Khả. Cả người Vương Khả giật này. Đại thẩm, ngươi làm cái gì vậy? Ta không quen ngươi mà. Không có việc gì, không có việc gì. Ta chỉ kiểm tra các người xem có bị thương hay không thôi mà, không đáng ngại. Hey, 8 khối cơ bụng, thật là cứng cáp. Đây còn có... Hai mắt thôn phụ trung niên tỏa sáng. Cái này gọi là đường vi lai. Đại thẩm, ngươi đừng có sờ soạng nữa, mẹ nó tránh ra đi. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. À, đã gọi ta là đại thẩm rồi, đại thẩm sao có thể hại người chứ. Hey, ngươi thật là trẻ tuổi, đùa giỡn cũng không được, vẫn là người này tốt. Hai mắt phụ nữ trung niên này tỏa sáng, tiếp tục sờ sờ cơ ngực của Trương Thần Hư. Trong lúc nhất thời, người phụ nữ trung niên này sờ bên này, sờ bên kia, thần tình có vẻ hưng phấn, ở trong mắt tỏa sáng rất hưng phấn. Đại thẩm, ngươi quá đáng rồi đấy, ngươi vì sao không sờ Trương Chính Đạo? Trương Thần Hư hồn hề nói. Hắn, một thân thịt béo có gì mà sợ, cũng chỉ có hai người biết giữ gìn, người trẻ tuổi phải biết rèn luyện thân thể. Thần tình phụ nữ trung niên hưng phấn nói. Sắc mặt của Vương Khả và Trương Thần Hư đều cứng đờ. Mẹ nó, không phải là cướp tiền mà là cướp sắc sao? Mẹ nó chứ, chúng ta gặp nữ lưu manh rồi, người này có lai lịch gì? Ôi, cơ ngực này, cơ bụng này, còn có cả cơ bắp tay này, sờ lên thật là thích thú. Lão quỷ nhà ta cả ngày không cho ta đụng, ta chỉ có thể tự mình trải nghiệm cho đã nghiền. Ê, thật là thống khoái. Kém hơn lão quỷ nhà ta một chút, nhưng vẫn tốt hơn không có. Cái cảm xúc này sờ thật là thích. Hai mắt phụ nữ trung niên tỏa sáng nói. Đủ rồi, đồ dâm phụ, nhận lấy cái chết đi. Trương Thần Hư bùng nổ hét lên. Trong tiếng hét, ở trong miệng Trương Thần Hư bay ra một cây quạt trắng. Quạt trắng tỏa ra bạch quang, giống như là cưỡi lên con gió to, mạnh mẽ phóng lên người phụ nữ trung niên này. Ầm một tiếng, người phụ nữ trung niên tung ra một quyền đập lên bụng Trương Thần Hư. Phốc một tiếng, Trương Thần Hư phun một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn phụ nữ trung niên. Hey, ngại quá ngại quá, phản xạ có điều kiện, ta thấy người công kích ta theo bản năng đánh ra một quyền, thật là có lỗi, thật là có lỗi, ta không cố ý đâu. Người phụ nữ trung niên này nhất thời nhận lỗi nói. Mẹ nó chứ. Trương Thần Hư ngã trên tảng đá, lúc này một chút khí lực cũng không còn. Cây quạt trắng cũng lùi vào trong bụng của Trương Thần Hư, tự động hộ trụ. Vẻ mặt Trương Thần Hư lộ ra vẻ tuyệt vọng, hiện tại chỉ có thể mặc cho phụ nữ trung niên này sắp xếp sao? Vì sao lại như vậy? Sắc mặt Vương Khả và Trương Chính Đạo cứng đờ. Không cho sờ thì đánh á? Mẹ nó, đây là thôn phụ từ đâu tới vậy? Dã man như vậy. Vương Khả, ngươi hy sinh một chút đi. Trương Chính Đạo lạnh lùng nói. Mẹ nó, hy sinh cái em gái nhà ngươi. Vương Khả mắng. Vương Khả gian nan khởi động thân mình, định nhảy sông rời đi. Hey, không còn sớm nữa, ta phải về nấu cơm cho lão quỷ nhà ta rồi. Thôn phụ trung niên bỗng nhiên mỉm cười. Ba người Vương Khả nghệt mặt. Ngươi còn định giờ cái trò quỷ gì đấy? Phụ nữ trung niên nhìn Vương Khả và Trương Thần Hư lắc đầu. Quên đi, vẫn là nấu cơm cho lão quỷ nhà ta quan trọng hơn. Đại thẩm không giúp các ngươi kiểm tra nữa, các ngươi tự mình nghỉ ngơi đi. Đại thẩm đi đây. Nói xong, vẻ mặt của phụ nữ trung niên lưu luyến nhìn mọi người một vòng, lúc này mới cầm giỏ đồ ăn bước vào trong rừng, biến mất không thấy. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Tần Hư đều nghẹt mặt. Vẻ mặt của ba người ngây ngẩn. Là cái tình huống gì vậy? Vì sao lại xuất hiện một phụ nữ trung niên? Cướp sắc không cướp tài sao? Sờ soạn cơ thể mọi người một hồi rồi bỏ đi. Người này bị điên à? Trương Tần Hư mở to mắt nghẹn họng. Là biến thái sao? Vẻ mặt của Vương Khả buồn bực. May mà ta béo, không có bị lợi dụng. Trương Chính Đạo vênh váo. Vương Khả, Trương Thần Hư hung tợn nhìn Trương Chính Đạo. Mẹ nó, đều là cái chuyện gì vậy? Ba người nghỉ ngơi một hồi, cảm giác trên người khôi phục lại một ít khí lực,
nhất thời từ trong vòng tay chữ vật lấy ra quần áo mặc vào. Trương Thần Hư, ngươi sao vậy? Vương Khả hỏi. Nắm đấm của tên điên kia cũng thật là mạnh, ta đi không nổi. Trường Chính Đạo đỡ hắn đi. Mau mau đi đi, trước khi bà biến thái kia trở về. Trở về thì trở về, ta không sợ, Trường Chính Đạo đắc ý nói. Vương Khả và Trương Thần Hư trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo. Lúc này ba người dựa vào lực lượng còn sót lại, chậm rãi rời khỏi tảng đá. Mẹ nó, thật là xui, mỗi lần gặp các người ta đều thật là xui. Trương Thần Hư tức giận. Chúng ta mới xui xẻo ấy, chúng ta vốn đang rất tốt, ngươi tự nhiên chạy đến đánh nhau. Mẹ nó, hại chúng ta bị sờ, ngươi còn có mặt mũi nói câu này à? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Hai người các ngươi đừng nói nữa, bị nữ nhân lợi dụng cũng không phải là nam, các ngươi sợ cái gì, xem như là được xoa bóp đi. Trường Chính Đạo an ủi nói. Câm miệng, liên quan gì tới ngươi? Vương Khả, Trương Thần Hư đều lên tiếng khiển trách. Trời càng ngày càng tối, ba người Vương Khả, Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư đi lảo đảo trong rừng. Cứ đi như vậy cũng không ổn, trước tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Vương Khả nhíu mày nói. Bà điên kia, hắn sẽ không tìm thấy chúng ta đâu. Trương Thần Hư nhíu mày nói. Đừng có nhắc đến bà biên thái đâu nữa, trước xem thử chúng ta đi đến đâu rồi đã. Vương Khả nhíu mày, nghĩ đến một thôn phụ trung niên lúc trước, sắc mặt Vương Khả khó coi. Nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng gặp qua cái chuyện dọa người như vậy. Hả, nơi này hơi quen thuộc. Thần sắc Trương Chính Đạo khẽ động. Người biết sao? Trương Thần Hư khó hiểu nói. Ta và Vương Khả từng đến một lần rồi, phía trước hình như là Trấn Ma Tự. Trương Chính Đạo chỉ phía trước nói. Trấn Ma Tự? Vương Khả biến sắc. Trấn Ma Tự không phải nơi gặp hòa thượng giới sắc sao? Hòa thượng giới sắc là sắc dục thiên, hình như bị ma tôn giết rồi mà. Ôi, ngươi xem, bên kia có phải là một ngôi miếu nhỏ, thật là Trấn Ma Tự. Hả, lần trước không phải là bị Vương Khả cho nổ rồi sao? Trường Chính Đạo biến sắc. Trấn Ma Tự? Chị ta lần trước giống như là độ kiếp ở Trấn Ma Tự này, ta nghe chị ta nói bên trong còn có một hòa thượng. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Gọi là hòa thượng giới sắc, chính là sắc dục thiên, cũng không biết hắn làm cái quỷ gì ở nơi này giả làm hòa thượng. Hiện tại không cần lo lắng, sắc dục thiên đã chết rồi. Vương Khả giải thích. Trời sắp tối rồi, chắc hẳn sắp mưa, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta khôi phục thì đường ai nấy đi đi. Trương Thần Hư nói. Vương Khả trầm ngâm một lát, cứ cảm giác Trấn Ma Tự này không hợp với mình, làm sao lại đến nơi này thật khó hiểu. Thôi, sắc dục thiên đã chết rồi, ta tận mắt chứng kiến bị ma tôn xé xác, một cánh tay một chân còn rơi trước mặt ta, Trấn Ma Tự kia hẳn là an toàn. Vương Khả nhíu mày. Vậy còn chờ cái gì nữa, đi thôi, nghỉ đêm một đêm. Trường Chính Đạo nói. Ba người lảo đảo đi Trấn Ma Tự, rất nhanh đến gần. Một năm rồi, tất cả đều cảnh còn người mất, chỉ có cái miếu đổ nát này là vẫn còn đổ nát như vậy. Vương Khả cười khổ nói. Ngôi miếu đổ nát này tuy tan nát nhưng vẫn được quét trước sạch sẽ. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Trời sắp mưa rồi, mau vào thôi, đừng có nhiều lời nữa. Trường Chính Đạo thúc giục. Ba người lần lượt tiến vào Trấn Ma Tự. Khi vừa mới bước vào, ba người cứng đờ tại chỗ, nhìn thấy bên trong Trấn Ma Tự có một hòa thượng. Hòa thượng kia đang khoanh chân ngồi, giống như nhập định. Đợi ba người cất bước vào, hòa thượng mới mở to mắt. A-di-đà Phật, thì ra là thí chủ Vương Khả, một năm không gặp, không có gì bất ổn phải không? Hòa thượng kia bỗng nhiên mở miệng. Mẹ nó, sắc dục thiên! Trường Chính Đạo cả kinh kêu. Ngươi không chết à? Vương Khả cả kinh kêu lên. Sắc dục thiên? Vì sao? Vì sao hắn vẫn còn ngồi ở đây? Cánh tay đùi cũng không bị xé rách, hoàn toàn không có gì thay đổi, cái quái gì vậy? Cái gì? Sắc dục thiên? Vẻ mặt của Trương Thần Hư khó hiểu. A-di-đà Phật, thí chủ Vương Khả, hai vị này là bạn sao? Sắc dục thiên cái gì? Bần tăng giới sắc, ngươi quên à? Hòa thượng giới sắc mở miệng kinh ngạc nói. Vương Khả sừng sốt. Trường Chính Đạo cũng trừng mắt, đây rõ ràng là sắc dục thiên mà. Vương Khả, người xác định sắc dục thiên đã bị ma tôn giết rồi phải không? Trường Chính Đạo nuốt nước miếng, nhìn về phía Vương Khả. Bị xé, ta thấy bụi xé mà, thấy đùi và cánh tay hắn bị xé xuống, chẳng lẽ ma tôn còn gạt chúng ta? Vương Khả kinh ngạc không nói.
Vậy có thể hay không trên đời có hai người giống nhau như đúc? Trường Chính Đạo lo lắng hỏi. Sắc mặt Vương Khả khó coi. Ngươi hỏi ta, ta sao mà biết được? Hòa thượng giới sắc này giống sắc dục thiên như đúc, ta phải làm sao? Đại sư, chúng ta đi ngang qua nơi này, ngươi không cần để ý, chúng ta lập tức đi đây. Vương Khả lập tức khách khí nói. Dù sao cũng không phải là sắc dục thiên, hòa thượng giới sắc cũng là cường giả nguyên anh cảnh. Đã tới rồi thì ngủ lại một đêm đi, dù sao trời đã sắp tối rồi, hơn nữa có lẽ sắp mưa đấy. Hòa thượng giới sắc đứng dậy mời gọi. Ba người Vương Khả nhìn nhau. Làm sao đây? Hòa thượng giới sắc đã đứng dậy chào đón, chúng ta mà còn chạy, hắn lẽ nào sẽ động thủ? À, được, được rồi. Vương Khả nuốt nước miếng. Giờ phút này ba người đi vào trấn ma tử, ngồi ở trong góc tường, ở trên mặt kinh nghi bất định nhìn hòa thượng giới sắc. Đại sư, ta nhớ Nhiếp Thiên Bá không phải ở đây sao? Người đã khuyên hắn tự sát chưa? Vương Khả ngạc nhiên nói. Người nói Nhiếp Thiên Bá à? Hey. Có một ngày ta đang ngủ, tỉnh lại đã không thấy hắn nữa. Thật là ta đã khuyên hắn một lòng hướng Phật, hắn không có nghe còn bỏ chạy chứ. Hòa thượng giới sắc nhất thời thở dài nói. Hắn thừa dịp ngươi ngủ bỏ chạy ư? Đúng vậy. Còn đám sư huynh đệ Thiên Lăng Tông của ngươi cũng thừa dịp ngươi ta ngủ bỏ chạy, cũng không có nói một tiếng, rất là không lễ phép. Hòa thượng giới sắc thở dài nói. Bọn họ tự mình đi. Vương Khả mở miệng. Đúng vậy, ta còn nghĩ cho bọn họ Phật hiệu rồi đó, nhưng bọn họ đều không nghe, thực sự là... Hòa thượng giới sắc thở dài nói. Vương Khả, Kim Ô Tông ta tra ra được độ huyết tự cũng không có hòa thượng giới sắc này. Trương Thần Hư nhỏ giọng nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ngươi hiện tại nói ta biết phải làm gì? Không khí vốn đã rất khủng bố, ta cố gắng nghĩ hòa thượng giới sắc và sắc dục thiên là hai người khác nhau, ngươi còn gia tăng thêm khủng bố. Ai nói ta không phải là người của độ huyết tử? Ngươi là ai? Nói xấu ta làm gì? Hòa thượng giới sắc trừng mắt. Hả? Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ, nhất thời không dám nói tiếp nữa. Giờ phút này ba người suy yếu, hòa thượng giới sắc này nếu đối phó bọn họ thì sao? Tốt lắm, đại sư rất là hòa ái, đừng có nhắc tới chuyện cũ nữa được không? Mời người nói thêm về Phật hiệu đi. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Nhắc đến Phật hiệu, hòa thượng giới sắc nhất thời hứng thú. Vẫn là thí chủ Vương Khả hiểu biết. Yên tâm, đêm nay ta có thể nói suốt cả đêm với các người. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Người nói với hai người bọn họ là được rồi, tại hạ không cần. Trường Chính Đạo Trương Thần Hư ngờ vực nhìn Vương Khả. Giảng giải Phật hiệu có cái gì không đúng? Ngươi sợ thành như vậy rồi ư? Hòa thượng giới sắc, ta vì sao người thấy hương vị món ăn? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ta cũng thấy. Trường Chính Đạo lập tức nói. Thơm quá. Trương Thần Hư cũng hiếu kỳ nói. À, là mùi đồ ăn, chỉ là... Trên mặt hòa thượng giới sắc lộ vẻ xấu hổ. Ngay lập tức ngoài phòng bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm nữ tử. Ăn cơm đi tướng công. Thanh âm nữ tử này phi thường ôn nhu, ba người Vương Khả nghe thấy mà sửng sốt. Là nữ tử đang nấu cơm? Nấu ở phía sau viện sao? Nàng kêu tướng công. Nữ tử bên ngoài này đang kêu ai? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. A-di-đà-phật, nữ thí chủ bên ngoài gọi sai rồi, nàng là đang gọi ta ăn cơm đấy. Hòa thượng giới sắc nói. Vương Khả, Trường Chính Đạo và Trương Thần Hư sửng sốt. Chấn ma tự rơi vào không khí an tĩnh quỷ dị. Hiện tại xuất gia làm hòa thượng rồi mà còn lưu hành mang vợ đi theo nấu cơm? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía hòa thượng giới sắc. A-di-đà-phật, người hiểu lầm rồi. Hòa thượng giới sắc xấu hổ. Ngay lúc này, một thiếu nữ mặc quần áo vàng nhạt bưng lên một mâm đầy đồ ăn, chậm rãi bưng vào. Nữ tử cực kỳ thanh xuân tịnh lệ, ba người nhìn thấy đều mở to hai mắt nhìn. Hả? Hòa thượng còn có thể cưới vợ? Còn lại xinh đẹp như vậy, không có thiên lý mà. Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Thế phong nhật hạ mà hòa thượng mang theo phu nhân cùng xuất gia, thật sự không thể tưởng tượng được. Vẻ mặt của Trương Thần Hư mờ mịt nhìn thiếu nữ kia. Sao lại là các ngươi? Thiếu nữ vào trong miếu, nhìn thấy ba người thì biến sắc. Hả? Ba người Vương Khả sửng sốt. Có ý gì? Ngươi còn quên biết chúng ta? Nhưng mà chúng ta đâu có biết ngươi là ai. Có lẽ cảm thấy mình nói sai rồi, thiếu nữ biến sắc, nhất thời xoay đầu đi, không thèm nhìn ba người.
Theo nữ áo vàng nhìn về phía hòa thượng dưới sắc: tướng công, đến giờ ăn cơm rồi. Thanh âm của thiếu nữ này thật là nũng nịu. Ba người Vương Khả nghe mà nghẹn họng chân chối. A-di-đà Phật, mong hãy gọi ta là giới sắc. Người xuất gia đã sớm không có gia đình. Hai tay hòa thượng giới sắc chấp thành chữ thập nói: giới sắc? Trường Chính Đạo mở to mắt nhìn: mẹ nó, mang theo vợ cùng xuất gia, ngươi còn mặt mũi gọi là giới sắc? Tướng công, đừng có bận tâm bọn họ chế giễu, đến đây ăn cơm đi, nếu không ta đến đút chàng ăn nhá, được không? Thiếu nữ áo vàng chợt ôn nhu nói: A-di-đà-phật, vẫn là cứ để ta tự ăn thôi. Hòa thượng giới sắc run run nói: tốt, lại đây. Thiếu nữ áo vàng đưa chén cho hòa thượng giới sắc. Ê, đại sư giới sắc, ngươi không phải là nguyên anh cảnh sao? Sao lại ăn cơm? Vương Khả kinh ngạc nói: nói nhỏ chút, người ta ăn không phải là ăn cơm mà là tình ý đấy. Trường Chính Đạo lôi kéo Vương Khả. Sắc mặt hòa thượng giới sắc đối diện cứng đờ, nhìn thấy bát cơm trước mặt, không biết có nên ăn hay không. Thiếu nữ áo vàng quay đầu trừng mắt nhìn ba người: cần các ngươi xen vào việc của người khác à? Ta làm cơm cho tướng công ta thì sao? E ngại các ngươi cái gì? Tướng công ta hiện tại còn yếu, đương nhiên là phải ăn. Ba người các ngươi cũng suy yếu như vậy mà còn nhiều lời quá. A-di-đà Phật, bần tăng không phải là yếu. Hòa thượng giới sắc cười khổ nói: được, được, không yếu. Thiếu nữ áo vàng dỗ dành hòa thượng giới sắc. Hòa thượng giới sắc khe khẽ thở dài, nhìn ba người: bọn họ là tới chú mưa, nếu không đừng có quan tâm bọn họ. Chàng ăn của chàng đi, ta chỉ làm đủ phần cho chàng thôi. Suy yếu của bọn họ khác với chàng, chàng là dương hư, còn bọn họ là âm hư. Bọn họ nghỉ ngơi một đêm là tốt rồi. Thiếu nữ áo vàng giải thích nói: à, được rồi. Hòa thượng giới sắc gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Ba người Vương Khả đen mặt lại: người mới là âm hư ấy, cả nhà các ngươi là âm hư. Không đúng, nàng như thế nào biết chúng ta suy yếu, còn nói nghỉ ngơi một đêm là tốt. Trương Thần Hư nhíu mày. Vương Khả đột nhiên nhíu mày: đúng vậy, vừa rồi thiếu nữ áo vàng này vừa mới tiến vào, thật giống như quen biết chúng ta. Vì sao chứ? Ba người nhìn chằm chằm thiếu nữ áo vàng, lại nhìn thiếu nữ áo vàng hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hòa thượng giới sắc, ở trong mắt có thần quang hưng phấn, tay hai tay giống như là có xúc động muốn sờ hòa thượng. Vương Khả, Trương Thần Hư nhất thời mở to mắt nhìn. Hai người nhìn nhau, hít một ngụm khí lạnh. Là bà điên kia, là biến thái kia. Hai người đồng thanh hô lên. Dung mạo, y phục đều biến rồi, nhưng mà ánh mắt kia thì không thể sai được. Thiếu nữ áo vàng này là nữ lưu manh thôn phụ chiếm tiện nghi của mọi người ở bờ sông. Nữ lưu manh nói là về nhà nấu cơm cho chồng, vội vàng rời đi. Chẳng lẽ là nói về tên hòa thượng giới sắc này? Biến thái này có lai lịch gì chứ? Vương Khả trừng lớn mắt. Long Tiên Trấn, bên trong một tiểu viện, Điền Chân lấy ra một viên đan dược đưa cho một con tiên hạc. Người còn cò kè mặc cả với ta? Điền Chân cười lạnh nói: Hạc Vương ra lệnh không cho chúng ta tiết lộ tin tức. Ta đến nói tin tức cho ngươi là đã sai trái lệnh của Hạc Vương rồi. Ta không lấy chút ưu đãi, chẳng lẽ tự nhiên đi nói tin tức cho ngươi? Con tiên hạc kia giang cánh nói: tốt lắm, linh đan cũng đưa ngươi ăn rồi, có thể nói cho ta biết rồi chứ? Ngươi phát hiện Vương Khả, Trương Chính Đạo, vì sao Hạc Vương không để cho các ngươi nói cho ta biết vị trí của hắn? Điền Chân hí mắt nói: Hạc Vương nhận lệnh của Trương Thần Hư, không được để lộ vị trí của bọn họ. Trước khi đi, ta liếc mắt nhìn thử, Trương Thần Hư đang đánh theo với bọn Vương Khả và Trương Chính Đạo. Tiên hạc kia giải thích: hả, Trương Thần Hư? Điền Chân cho mày: đúng vậy, địa vị của Trương Thần Hư ở tông được kính trọng, không thua gì trưởng lão các người. Nhưng mà dù sao hắn cũng chỉ là kim đan cảnh, cũng không biết vì sao Hạc Vương lại lấy lòng Trương Thần Hư. Tiên hạc kia khó hiểu nói: hai tỷ đệ Trương Thần Hư lai lịch phi phạm, Hạc Vương đương nhiên phải lấy lòng hắn. Hạc Vương còn trông cậy tỷ đệ bọn họ còn có thể thưởng nó một viên linh đan đạt đến đan anh cảnh nữa. Điền Chân giải thích: hả? Tiên hạc kinh ngạc nói: được rồi, hiện tại nói cho biết vị trí của Vương Khả và Trương Chính Đạo đi. Cũng không biết Trương Thần Hư làm cái gì hai người bọn họ rồi, thực sự là phiền toái. Nếu thực không được, ta phải đi đoạt lại bọn họ. Điền Chân hí mắt nói: ta mang người đi. Chấn Ma Tự. Vương Khả, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo đang trừng mắt nhìn cô gái áo vàng trước mặt.
Cô gái áo vàng ở trước mặt hòa thượng giới sắc, ôn nhu động lòng người, hiền lương thục đức. Nhưng ba người Vương Khả vừa gặp một mặt khác của nàng. Đây rốt cục là chuyện gì vậy? Tướng công, có đủ không? Thiếp thân lại múc cho chàng một chén nữa nhé. Cô gái áo vàng ôn nhu nói. Đủ rồi, cô nương đừng có đụng vào ta, một chén đủ rồi. Hòa thượng giới sắc nhất thời khẩn trương nói. Ăn nhiều một chút, chàng hiện tại suy nhược quá rồi, cần bồi bổ nhiều. Cô gái áo vàng dịu dàng nói. Được, đa tạ nữ thí chủ. Hòa thượng giới sắc cười khổ nói. Nữ thí chủ gì? Ta là phu nhân chàng, chàng vì sao không nhớ rõ chứ? Cô gái áo vàng nhất thời bất mãn nói. Hòa thượng giới sắc không dám tiếp lời, cấp tốc múc cơm. Vương Khả và Trương Thần Hư bên cạnh nghe đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ có Trương Chính Đạo là lộ ra vẻ ghen tị. Hòa thượng giới sắc này cũng thực là không biết tốt xấu. Cô gái áo vàng này là đại mỹ nhân mà, còn hầu án như vậy, hắn cũng không chịu phá giới, thật là không phải người mà. Trương Chính Đạo nhất thời ghen tị nói. Vương Khả, Trương Thần Hư kinh ngạc nhìn Trương Chính Đạo. Người chưa từng thấy nữ nhân sao? Cái loại chuyện này nói cũng được sao? Hòa thượng giới sắc cách đó không xa cũng nghe thấy, sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn nói với Trương Chính Đạo. A Di Đà Phật, không tức thị sắc, sắc tức thị không, thí chủ, bần tăng không thể nào phá giới. Cô gái áo vàng lập tức tỏ ra ấm ức. Tướng công, chàng nhìn cái tên mập này nói đúng lắm, chàng không thể nghe lời hắn sao? A Di Đà Phật, ta ăn xong rồi. Hòa thượng giới sắc đặt bát cơm xuống. Tướng công, ta đi rửa chén cho chàng. Cô gái áo vàng vẫn còn uất ức, bưng chén không đi ra ngoài. Đợi cô gái áo vàng rời khỏi, ở trong ngôi miếu đổ nát mới chậm rãi lùng đầy. Đại sư, cô gái áo vàng này là phu nhân của ngươi thật à? Vương Khả trừng mắt hiếu kỳ nói. A Di Đà Phật, người xuất gia nào có phu nhân, các ngươi hiểu lầm rồi. Hòa thượng giới sắc lập tức nói. Nhưng mà sao nàng ta gọi ngươi là tướng công? Trương Thần Hư hiếu kỳ hỏi. Hơn nữa ngươi cũng không có phản kháng. Vương Khả càng thêm hiếu kỳ. Chuyện này... Sắc mặt hòa thượng giới sắc cứng đờ. Đại sư, còn có nữ thí chủ nào xinh đẹp như vậy, giới thiệu cho ta một người đi. Trường Chính Đạo trừng mắt chờ mong. Hòa thượng giới sắc khẽ khẽ thở dài. A Di Đà Phật, các ngươi hiểu lầm ta rồi, ta có quen biết nàng ta đâu. Ý của ngươi là vợ ngươi mới tìm à? Vương Khả trừng mắt nói. Đại sư, một hòa thượng như ngươi dựa vào cái gì mà tìm được vợ chứ? Dạy ta với. Trường Chính Đạo mong chờ nói. Hòa thượng giới sắc sừng sốt. Đúng vậy, chúng ta muốn tham khảo thử, ta cũng là lần đầu tiên thiếu hòa thượng lấy vợ đấy. Trương Thần Hư trừng mắt tò mò hỏi. Ta cũng không biết, dù sao đại khái nửa năm trước ta bỗng nhiên tỉnh dậy. Hòa thượng giới sắc nhớ lại. Từ từ, bỗng nhiên tỉnh dậy là sao? Vương Khả tò mò hỏi. Thì ta cũng không biết, tọa trấn ma tự này ta thường xuyên ngủ một giấc rất dài. Sư tôn nói cho ta biết, ta đang hàng yêu phục ma trong mộng, siêu độ huyết ma trong trấn ma tự này. Ngủ thời gian càng lâu thì siêu độ càng hoàn toàn. Hòa thượng giới sắc nhớ lại. Vương Khả nghệt mặt. Sư tôn người mặt dày thật. Trường Chính Đạo trừng mắt nói. Ta cũng là lần đầu tiên nghe thấy người ngủ cũng có thể hàng yêu phục ma đấy. Vẻ mặt Trương Thần Hư tỏ vẻ không tin. Không được chửi sư tôn ta. Hòa thượng giới sắc trừng mắt nói. Được, người tiếp tục đi. Ba người lập tức ngừng lại. Nhưng lần trước gặp Vương Khả không lâu, ta liền ngủ say. Sau đó vừa tỉnh dậy, Nhiếp Thiên Bá, Mộ Dung Lục Quang đều chạy rồi. Mà ta thì cũng không biết làm sao đến Triệu Đô Đại Chu Vương Triều ở khu Phạm Nhân. Ngươi vừa tỉnh lại là đến nơi khác á? Trường Chính Đạo trừng mắt nói. Là ngươi bị bọng du à? Vương Khả trừng mắt. Đại Chu Vương Triều? Ồ, xa vậy á? Trương Thần Hư cũng hơi kinh ngạc. Thời điểm ta tỉnh lại, cả người ta đau nhức, đau đớn vô cùng. Cả người như là bị rút hết khí lực vậy. Thắt lưng cũng đau, đi đường cũng rất lao lực. Hòa thượng giới sắc nhớ lại nói. Cả người bị rút hết khí lực. Vậy phu nhân này của ngươi ở bên cạnh à? Trương Thần Hư hiếu kỳ hỏi. Có, nàng lúc ấy đang chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho ta hàng ngày mà. Còn nói chúng ta là vợ chồng nữa. Ta là một hòa thượng, làm sao mà có thê tử chứ. Nhưng mà lúc ấy thắt lưng ta đau nhức, ta cũng chẳng có biện pháp gì. Hòa thượng giới sắc nhíu mày nhớ lại. Người bị ai rút hết khí lực? Trương Thần Hư mờ mịt nói. Chuyện này còn cần hỏi sao?
lúc ấy không phải chỉ có phu nhân hắn sao? Trường Chính Đạo nhất thời nói. Hòa thượng giới giác nói: A Di Đà Phật, ngươi hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Đại hòa thượng, ngươi sống trong phúc mà không biết phúc, ta làm sao mà không có vận khí tốt như ngươi chứ? Chỉ cần mộng du là có thể mộng được một người vợ như vậy. Vẻ mặt của Trương Chính Đạo ghen tị nói: Không, lúc ấy còn có sư tôn ta. Hòa thượng giới sắc lập tức nói: Sư tôn ngươi là nam à? Trương Chính Đạo hỏi: Đúng vậy, sư tôn ta không phải hòa thượng thì là cái gì? Hòa thượng giới sắc nói: Vậy ngươi nói lời này làm gì? Sư tôn ngươi làm sao có thể rút hết khí lực của ngươi? Chỉ có vợ ngươi thôi. Trương Chính Đạo trợn trừng mắt: Không phải, ta với nàng là trong sạch. A Di Đà Phật, bần tăng một lòng hướng Phật, làm sao có thể phạm phải sắc giới chứ? Hòa thượng giới sắc lập tức làm sáng tỏ. Vẻ mặt ba người tỏ vẻ không tin. Mẹ nó, chỉ là gọi sai tên, nhưng mà không gọi sai pháp danh mà. Ngươi gọi là giới sắc rồi, còn có gì không thể? Sư tôn ngươi quen biết vị phu nhân này của ngươi không? Vâng Khả hỏi. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Sư tôn nói nàng trước kia là phu nhân của ta, nhưng mà ta vì sao lại không thể nhớ? Hòa thượng giới sắc nhíu mày nói: Có chuyện tốt này ngươi còn không nhớ rõ à? Vẻ mặt Trương Chính Đạo không tin. Sư tôn nói là trước khi ta xuất gia, khi ở nhân gian từng cưới vợ, lúc ấy đã bái đường thiên địa, cho nên ta và nàng xác thực là có tiền duyên, nhưng mà ta không thể nhớ được. Hòa thượng giới sắc nhíu mày phiền não nói: Nàng là phu nhân trước khi ngươi xuất gia á? Ta nhớ rõ rồi, ngươi nói ngươi tọa trấn ở trấn ma tự này hơn 100 năm mà. Vương Khả ngạc nhiên nói: Đúng đấy. Hòa thượng giới sắc gật đầu: Vậy là nói phu nhân này của ngươi là hơn 100 tuổi á? Vương Khả trừng mắt. Trương Chính Đạo và Trương Tần Hư kinh ngạc nhìn hòa thượng giới sắc. À, hẳn là vậy. Hòa thượng giới sắc gật đầu. Trong miếu đổ nát bỗng nhiên an tĩnh. Ta bởi vì rất hư nhược, cho nên sư tôn để nàng chăm sóc ta. Đối với chuyện trước khi xuất gia, toàn bộ đều đã quên rồi, căn bản là không nhớ rõ ràng. Nhưng nàng nói nàng đều nhớ rõ, còn không ngừng nói gọi ta là tướng công. Dưới hộ tống của nàng, ta trở lại trấn ma tự chữa thương. Nàng mỗi ngày đều nấu cơm chăm sóc ta đấy. Hòa thượng giới sắc giải thích: Ê đại sư, ta nhớ rõ người long tinh hổ mãnh, một chiêu đại uy thiên long đánh bay xà vương kim đan cảnh đỉnh phong ra ngoài mà. Lợi hại như vậy, làm sao chỉ ngủ một giấc liền suy yếu thành như vậy nhỉ? Vương Khả ngạc nhiên hỏi. Hắn không phải nói rồi sao, là bị phu nhân hắn rút hết khí lực còn gì? Trường Chính Đạo ở bên cạnh ghen tị nói: Ê, A Di Đà Phật, ngươi đừng có nói xấu ta, đừng có trách bần tăng đánh người đấy. Hòa thượng giới sắc trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo: Được rồi, không đến mức ấy. Đại sư chính là nguyên anh cảnh, hắn vừa rồi chỉ là so sánh mà thôi. Ta muốn biết nguyên nhân chính. Vương Khả ngăn đại Trường Chính Đạo không đứng đắn. Dù sao hòa thượng giới sắc này quá giống sắc dục thiên. Sắc dục thiên bị ma tôn giết, xé một chân, bị đánh gãy một cánh tay. Vương Khả đang muốn thăm dò tình huống. À, vẫn là Vương thí chủ hiểu ta. Hey, ta cũng không biết. Đại khái nửa năm trước, ta tỉnh lại, suy yếu không chịu nổi, đặc biệt một cánh tay và một cái chân không có chút khí lực nào, giống như là mới mọc ra vậy. Ngươi xem này, màu da cũng bất đồng, ta không biết vì sao. Sư tôn ta nói, ta hàng yêu phục ma ở trong mộng, lưỡng bại câu thương với huyết ma kia mới thành như thế này đấy. Hòa thượng giới sắc nói. Nói xong hòa thượng giới sắc mới kéo tay áo ống quần ra cho ba người Vương Khả xem. Hai người Trương Chính Đạo, Trương Tần Hư tỏ vẻ khó hiểu, chỉ có Vương Khả là mở to hai mắt. Nhìn thấy vậy, Vương Khả hít một ngụm khí lạnh. Vương Khả, ngươi làm sao thế? Ngươi kinh hãi cái gì thế? Màu da thì sao? Nói không chừng lúc hắn phơi nắng vừa vặn nên mặc đồ bên này, bên kia không mặc thì sao? Trường Chính Đạo giải thích. Vương Khả không nói lời nào, vẻ mặt kinh hãi nhìn hòa thượng giới sắc. Bởi vì cánh tay và cái đùi bất đồng màu da này giống với cánh tay và cái đùi của ma tôn đánh gãy. Mới mọc ra, thật là mới mọc ra. Hòa thượng giới sắc trước mắt kia chính là sắc dục thiên. Đường chủ. Vương Khả thử hỏi. Đường chủ gì? Hòa thượng giới sắc khó hiểu. Vương Khả, ngươi sao vậy? Trường Chính Đạo và Trương Thần Hư cũng hiếu kỳ hỏi. Hai người không rõ, Vương Khả lại hiểu rõ. Hòa thượng giới sắc và sắc dục thiên chính là một người. Hòa thượng giới sắc nói ngủ một thời gian rất lâu chính là ngủ biến thành sắc dục thiên.
Hòa thượng giới sắc này là người âm tâm thần phân liệt, có hai nhân cách, hơn nữa không biết lẫn nhau. Một mặt là đại sư chính đạo từ bi, hàng yêu phục ma, còn một mặt khác là đường chủ ma đạo, lòng đầy tu la, giết hại sinh linh. Gì mà mới ngủ dậy thì cảm thấy cả người bị rút hết khí lực chứ? Rõ ràng là nhân cách hòa thượng giới sắc trở về, tàn khu không biết khi nào mọc ra, suy yếu chữa thương. Đây là sắc dục thiên. Đại sư, ta bỗng nhớ ra, ta còn chưa thu lại đống chăn ở nhà. Hôm nay có vẻ trời sẽ mưa, chúng ta phải mau chóng trở về dọn chăn, không quấy rầy các người đâu. Vương Khả lập tức đứng dậy thì lại nói: à, về nhà dọn chăn cái gì? Vẻ mặt Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư mờ mịt. Hòa thượng giới sắc cũng sửng sốt: là tình huống gì vậy? Đi mau đi mau. Vương Khả thúc giục hai người Trương Chính Đạo. Vương Khả. Trương Thần Hư khó hiểu nói: đừng vô nghĩa nữa, mau nghe lời ta. Vương Khả trừng mắt nhìn hai người: trời sắp tối rồi, nơi hoang dã này các ngươi. Hòa thượng giới sắc hiếu kỳ nói: đại sư xin dừng bước, xin dừng bước, chúng ta phải cáo từ rồi, sau này gặp lại nhé. Vương Khả kêu lên với hòa thượng giới sắc, nói xong lôi kéo hai người kia vội vàng chạy khỏi miếu. A Di Đà Phật, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt của hòa thượng giới sắc khó hiểu, nhìn ba người vội vã rời đi. Nhưng mà hòa thượng giới sắc cũng không hoài nghi cái gì, bắt đầu ngồi dưới tàn Phật niệm kinh. Phía ngoài miếu, Vương Khả lôi kéo hai người chạy vào trong rừng. Vương Khả, ngươi làm sao vậy? Trời sắp tối rồi, chúng ta nghỉ một đêm, mai không đi được sao? Trương Thần Hư khó hiểu: Vương Khả, ngươi phát hiện chuyện gì không tốt rồi sao? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Trường Chính Đạo hiểu biết Vương Khả, với tính cách sợ chết của hắn, nếu không phải có nguy hiểm gì, tuyệt đối không vội vã chạy trốn như vậy. Vương Khả đang muốn mở miệng, bên cạnh lại truyền đến thanh âm của một nữ tử: đúng vậy, các người phát hiện bí mật gì, nói cho ta nghe thử đi. Trong thanh âm của nữ tử lộ ra một tia hung ác. Ba người quay đầu nhìn thấy cô gái áo vàng cầm lấy một cái nồi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Rắc một tiếng, cô gái áo vàng bóp ngón tay kêu răng rắc, vẻ mặt hung ác, lộ ra tươi cười càng tà ác, giống như là muốn hạ độc thủ với ba người. Trấn ma tử. Sau trấn ma tử, không biết khi nào xuất hiện thêm gian bếp. Thiếu nữ áo vàng vẫn luôn ở đây nấu cơm, nhưng mà phòng bếp này lại có điều đặc thù, chính là rải đầy bát cơm vào nồi thiết, đều là bát cơm và nồi thiết dơ bẩn. Ba người Vương Khả, Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư đang đứng trước suối nước rửa chén trà nồi. Sắc mặt Vương Khả còn tốt, trên mặt của Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư tất cả mặt mũi bầm dập, giống như là hung hăng bị đánh vậy. Ta nói cho các ngươi, để các ngươi đừng giải tỏa tức giận với nàng, các ngươi đừng có chọc giận nàng, nhìn xem, xui xẻo rồi đi, bị đánh không công lại còn phải trà nồi rửa chén nữa, mẹ nó. Vương Khả buồn bực mắng: ta nào biết bà điên này khí lực lớn như vậy chứ, ta đã khôi phục ít pháp lực, tưởng có thể ngăn cản, ai mà biết nắm đấm của hắn lợi hại như vậy. Trương Thần Hư tức giận nói: người ta hơn trăm tuổi rồi, người mới bao nhiêu? Vương Khả khinh bỉ nói: sợ bà cái gì đánh ta, ta cũng không phản kháng. Trường Chính Đạo che mặt buồn bực nói: người nói lời không nên nói. Vương Khả than thở: ta đã nói cái gì đâu, ta thấy nàng hùng hồ bước đến, chỉ nói ta cam đoan giữ bí mật, tuyệt đối không nói chuyện nàng sờ ngực các ngươi cho tướng công nàng. Vì sao nàng còn đánh ta? Ta đã nói sẽ giữ bí mật mà. Trường Chính Đạo xoa mắt phải sưng phồng: chỉ bằng câu này của ngươi hại chết chúng ta, mẹ nó, nhìn thấy cũng đừng nói. Người cứ nói nàng là thôn phụ làm cái gì, người coi như là không biết là được, hiện tại làm sao bây giờ? Vương Khả trừng mắt nói. Trường Chính Đạo trà nồi, vẻ mặt buồn bực: hòa thượng sắc giới cưới người làm vợ như vậy, coi như là xui xẻo tám đời. Ban ngày nàng còn cắm sừng hắn nữa, buổi tối trở về nấu cơm còn không trà nồi rửa bát, hiện tại có hơn trăm bộ chén rẽ còn chưa có rửa tí nào. Vương Khả. Trương Thần Hư nhìn sau lưng Trương Chính Đạo không tiếp lời, tiếp tục an tĩnh rửa chén. Các người làm cái gì vậy? Sao không nói cái gì? Ta lời mới nói, các người không có cảm xúc sao? Người nhìn sau lưng đã làm gì? Trường Chính Đạo của trách nói. Vương Khả, Trương Thần Hư vẫn không để ý: chúng ta phải nhìn sau lưng ngươi. Trường Chính Đạo bỗng nhiên có dự cảm bất hảo, tóc gáy dựng đứng, hơi hoảng sợ quay đầu, nhất thời thấy thiếu nữ áo vàng đang lạnh lùng nhìn mình. Người nói ai tám đời xui xẻo? Ngữ khí thiếu nữ áo vàng lạnh như băng nói. Ta... Trường Chính Đạo trừng mắt hoảng sợ nói.
nắm đấm vừa rồi còn chưa đủ sao? Còn dám phỉ báng lão nương? Mẹ nó, lão nương nhẫn nhịn nửa năm rồi, ngươi còn phỉ báng ta, muốn chết sao? Ầm một tiếng, Trường Chính Đạo hét thảm, mắt trái cũng sưng lên. Sắc mặt Vương Khả Trương Thần Hư cứng đờ, tiếp tục cúi đầu rửa chén. Mẹ nó, bà điên này còn là đại lão nguyên anh cảnh, chúng ta không ai chống đỡ nổi sao? Cô nương, không, cô nại nãy, tao nói bậy, tao nói bậy, đừng đánh nữa mà. Trường Chính Đạo nhất thời hoảng sợ. Tướng công ta năm đó vừa mới bái thiên địa đã chạy đi làm hòa thượng, mẹ nó, còn chưa có động phòng đã xuất ra rồi, còn bảo ta tìm phu quân khác, nói cái gì kiếp này vô duyên, sau đó chọc giận ta hơn trăm năm. Lão đương sờ cơ thể mấy thịt tươi cho đỡ thèm thôi, làm sao vậy? Không phải hắn để ta phải đi tìm sao? Ta chỉ là sờ sờ, cũng không có chơi gì khác. Mẹ nó, đây gọi là cắm sừng hắn sao? Nếu hắn không cho phép thì ta sờ hắn đi, nhưng hắn không cho ta sờ hắn, lại không cho phép ta sờ người khác sao? Lão nương mỗi ngày ăn chay, thêm chút nước chấm thì có làm sao đâu. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt, đấm đá một trận với Trường Chính Đạo. Được được, cô nại nãy, ngươi nói gì đều được. Hắn không để ngươi sờ, ta để ngươi sờ, ngươi đừng đánh ta nữa được không? Ta là vô tội mà. Trường Chính Đạo xin tha thứ. Ngươi, một thân thịt béo, còn muốn chiếm tiện nghi của ta? Thiếu nữ áo vàng khinh bỉ nói. Trường Chính Đạo sừng sốt. Vị tiền bối, Trường Chính Đạo không hiểu chuyện, ngươi nể mặt Trương Thần Hư, đừng đánh, nếu đánh hắn sẽ không còn nhân hình đâu. Vương Khả khuyên nhủ. À đúng đúng đúng, ngươi nể mặt Trương Thần Hư đừng đánh ta, cùng lắm thì ngươi cứ sờ Trương Thần Hư thêm hai cái đi. Trường Chính Đạo xin tha thứ nói. Trương Thần Hư bên cạnh đen mặt lại. Mẹ nó, liên quan gì tới ta? Tiểu nữ áo vàng thu lại nắm đấm, nhìn Vương Khả. Tiền bối, ngươi đừng nhìn ta, mỗi lần ngươi nhìn ta, ta đều rất là hoảng hốt đấy. Ngươi nhìn Trương Thần Hư kia kìa, hắn tốt hơn ta, cơ ngực hắn rất là to. Vương Khả lập tức đổ vế cho người khác. Thối lắm, Vương Khả, ngươi còn to hơn ta, dựa vào cái gì mà nhìn ta? Trương Thần Hư trừng mắt kêu lên. Thiếu nữ áo vàng nhìn chằm chằm Vương Khả. Ngươi không nhìn ra cái gì sao? Hả? Nhìn ra cái gì? Vương Khả khó hiểu nói. Chính là thân phận khác của tướng công ta. Thanh âm của thiếu nữ áo vàng lạnh lùng. Không, không có, tuyệt đối không có. Chúng ta phi thường tôn kính đại sư sắc giới, chúng ta là bạn bè mà. Vương Khả lập tức nghiêm túc nói. Thôi lắm, các người tiến vào trấn ma tự đã gọi ba chữ sắc dục thiên, người hô, tên mập kia cũng hô. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt nói. Hả, chúng ta nhận sai người rồi, sau đó phát hiện là hiểu lầm mà. Vương Khả lập tức giải thích. Đừng có giả ngu, ta nói cho các người biết, nếu ai ra ngoài nói lung tung, nói tướng công ta là sắc dục thiên, ta đánh chết các người. Thiếu nữ áo vàng nắm chặt nắm đấm, bóp ngón tay kêu răng rắc. Ba người Vương Khả nghẹt mặt. Thì ra ngươi không sợ tin tức vợ giới sắc ngoại tình truyền ra ngoài, mà là sợ chúng ta tiết lộ hắn là sắc dục thiên sao? Ấy, yên tâm, cái này yên tâm, vạn nhất tiết lộ, ngươi tìm hai người hắn là được. Vương Khả lập tức gật đầu. Ta cũng sẽ không nói. Trương Thần Hư và Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả, lập tức lên kêu. Thiếu nữ áo vàng nhìn chằm chằm ba người một hồi. Tốt, rửa sạch chén bát nơi này, các ngươi có thể đi. Đa tạ tiền bối. Ba người nhất thời gật đầu. Tiền bối, những chén bát này đều do người dùng mấy tháng sao? Vì sao không tự rửa? Vương Khả hỏi thiếu nữ áo vàng. Sắc mặt Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư tối sầm. Đại lão nguyên anh cảnh lười một chút, không thích rửa bát thì sao? Ngươi hỏi lắm thế. Ta sao phải rửa sao? Cũng không phải là không mua nổi cái mới. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt nói. Mua được cái mới, vậy vật dùng rồi sẽ không cần gì nữa. Vì sao lại còn muốn rửa? À, đây là tướng công ta từng dùng, về sau về cất giữ lại, rửa cho ta. Phải rửa, rửa xong mới được đi. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt nói. Tiền bối, người muốn lưu giữ kỷ niệm, nhưng mà rửa rồi thì làm gì còn kỷ niệm nữa. Miếng cháy trong nồi thiết lưu lại là ghi chép gian khổ của ngươi và đại sư giới sắc, ngươi không cần phủ nhận sạch sẽ, sau này có thể để đại sư giới sắc nhìn, để hắn hiểu vất vả của ngươi. Còn nữa, ngươi không phải là muốn lưu luyến sao? Ngươi xem này, miếng gạo trên bát cơm còn dính nước miếng của đại sư sắc giới, ngươi một khi rửa hết, lấy gì mà chứng kiến tình yêu của hai người? Vương Khả khuyên nhủ. Hả? Trường Chính Đạo và Trương Thần Hư trừng mắt nhìn nhau. Cái lời không biết xấu hổ như vậy mà cũng nói được, ngươi chỉ không muốn rửa chén trà nồi thôi. Thiếu nữ áo vàng khẽ nhíu mày suy tư. Tiền bối,
Chén bát này vẫn còn giá trị kỷ niệm như cũ, một khi rửa đi sẽ không có giá trị đâu. Dù sao không đáng tiền, ta xem vẫn là giữ lại đi. Vương Khả nói. Người nói có đạo lý đấy. Thiếu nữ áo vàng gật đầu. Nếu không cứ như vậy đi, đã không còn sớm nữa rồi. Chúng ta cũng không làm phiền hai vợ chồng ngươi nữa, chúng ta cũng phải sớm rời đi. Chúc đại sư sớm ngày hoàn tục, lại kết lương duyên với tiền bối. Vương Khả chắp tay. Trong mắt thiếu nữ áo vàng hiện lên vẻ chờ mong, bỗng nhiên nhíu mày kinh ngạc nhìn lên trời. Bầu trời tối đen, Điền Chân đạp trên một con thiên hạc, đến nơi bùng nổ đại chiến giữa Vương Khả và Trương Thần Hư, bị đánh thành một cái hố sâu. Điền Chân sờ dấu vết trên hố, nhíu mày. Không thể nào, chiến đấu cấp bậc này bọn Vương Khả sao có thể chịu nổi. Chính là nơi này, tuyệt đối không sai. Nhưng mà hiện tại bọn họ đã đi rồi. Tiên hạc vỗ cánh. Bốn phía không có thi thể, có lẽ còn chưa chết, ta truy tìm bốn phía. Điền Chân trầm giọng nói. Điền Chân đạp lên tiên hạc, nhất thời bay lên cao. Điền trưởng lão, ta nghe nói Vương Khả đã cứu Trương Thần Hư, vì sao bọn họ lại đánh nhau? Tiên hạc hiếu kỳ nói. Người không biết con người Trương Thần Hư này, hắn là tiểu công tử đến từ bên ngoài thập vạn đại sơn, kiêu ngạo vô cùng, chịu thiệt mấy lần trong tay của Vương Khả, cho dù được Vương Khả cứu hắn cũng khôi phục. Ta đoán hắn khẳng định muốn đánh Vương Khả cũng sẽ không giết Vương Khả đâu. Hả? Vì sao nhỉ? Tiên hạc khó hiểu hỏi. Cổ hồ còn có thể vì sao nữa? Điền Chân cười lạnh nói. Cổ hủ á? Không sai, phàm là không giảng quy củ chính là cổ hủ, phàm là tranh cãi trắng đen chính là cổ hủ. Hắn không biết trên đời ngoài trắng đen còn có màu xám. Điền Chân cười lạnh nói. Nói như vậy Trương Thần Hư không tốt lắm nhỉ? Không có gì không tốt, tính cách Trương Thần Hư như vậy dễ dàng hại ít, ít gặp đối mặt Vương Khả khẳng định gặp hại. Trận chiến này cũng như không biết kết quả thế nào, nhưng mà ta dám nói cổ hủ như Trương Thần Hư khẳng định đã chịu thiệt hại lớn. Điền Chân lạnh lùng nói. Bên kia có ngọn đèn dầu, hình như là một cái miếu đổ nát. Nhất thời một người bay về bên đó, hình như là trấn ma tự. Lần trước có tin truyền tới Trường Ly Nhi đột phá ở đây, còn có hòa thượng bị điên sống ở đây, không thấy rồi sao? Điền Chân hí mắt nói. Nghe đi, nghe tiếng kêu thảm thiết của Trương Chính Đạo chưa? Trong phòng sau của trấn ma tự. Tiên Hạc kinh ngạc nói. Tiếng kêu thảm thiết của Trương Chính Đạo, xem ra chúng ta tìm đúng nơi rồi, hẳn là Trương Thần Hư đang động thủ đánh hắn. Hai mắt Điền Chân sáng lên. Người không phải nói Trương Thần Hư là cổ hù sẽ gặp hại sao? Nhưng mà thực lực Trương Thần Hư rất mạnh, có lẽ lần này không thua thiệt. Tốt rồi, chúng ta qua đó nhìn xem, nhìn xem quan hệ giữa Trương Thần Hư và Vương Khả rốt cục kịch liệt như thế nào. Điền Chân cười lạnh nói. Trong tiếng cười, hắn đạp lên mặt đất, nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Bang một tiếng, Điền Chân đứng trước cửa phòng bếp của Vương Khả, nhất thời thấy rõ đại chiến kịch liệt bên trong. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, ba người đứng ở bờ sông cùng nhau rửa chén, giống như là thực sự kịch liệt. Thấy cảnh tượng kia, Điền Chân lập tức ngây ngẩn. Điền Chân nghĩ đến nhiều hình ảnh, như là Trương Thần Hư nhốt Vương Khả và Trương Chính Đạo tiến hành tra tấn, hoặc là Vương Khả nhốt Trương Thần Hư, Trương Thần Hư thoát khỏi bao vây liều chết ẩu đả với Trương Chính Đạo. Điền Chân làm sao có thể nghĩ tới ba tên này cùng nhau tổ chức thành đoàn tập thể rửa bát. Người không phải là tiểu công tử của lão đại sao? Người không phải là phó điện chủ Đông Lang Điện sao? Người không phải là trưởng lão Thiên Lang Tông sao? Vào buổi tối, đối mặt ánh nến, cùng nhau rửa bát, điều này làm cho Điền Chân đủ lại cảm xúc, không biết làm như thế nào. Không khí thật là xấu hổ mà. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.